đến hay lắm ngươi thật là một cái ưu tú tẩn chiếu truyền nhân đủ táo bạo từ tiểu thụ mắt sáng rực lên hắn liền là đoán chắc tiểu hoa minh tính cách mới sẽ như thế hùng hổ dọa người hôm nay thánh cung sứ giả dám ra tay với hắn hắn liền đứng ở đại chúng đồng tình cái kia một phương chỉ cần có thể chống đỡ một kích không cờ hờ kết sau đó thánh cung đều phải phái người nhìn mình chằm chằm bảo vệ mình an toàn một khi thánh cung thí luyện tuyên bố kết thúc từ cố sinh đột nhiên nổ cờ hờ kết là cá nhân đều hội liên tưởng đến đây là bởi vì đắc tội thánh cung sứ giả a như vậy vấn đề tới bệnh công tử từ cố sinh kháng đến thánh cung sứ giả hoa minh một kích này sao dừng tay từ tiểu thụ có thế nghĩ rõ ràng lý thánh cung một phương tùy hành lão hồ ly nhóm tự nhiên cũng hiểu nhưng một tiếng này dừng tay liền có vẻ hơi hư tình giả ý chỉ vẹn vẹn là lên tiếng không có nhiều người chân chính ngoi đầu lên muốn ngăn cản trên thực tế. Thánh cung thí luyện bao năm qua đến đều gặp được mong muốn gây chuyện người, cùng những người này là lý luận không được, bọn hắn luôn có thể chọn đến không tưởng được gai đi ra. Mà lần này càng thêm tại nhiễm mính di chỉ xuất thế đầu gió bên trên, gặp được gây hấn gây chuyện, đúng là bình thường bất quá. Thánh cung nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì sao tuyển hoa minh tới làm cái này tuyên truyền giảng giải đại biểu, là có chính bọn hắn lý do. Kim hoàng quảng trường kinh ngạc người cũng có, mắt sắc lại kịp phản ứng người cũng có. Nhưng đều không ngoại lệ không người xuất thủ tương trợ. Nhưng phàm là cái có thế lan lộn đến thế lực lớn bên trong cao tầng, cũng nhìn ra được, cái này từ cố sinh chỉ là bị phái ra mặt ngoài đồ chơi, chỉ là cái biết nói chuyện pháo hôi. Vụng trộn tại cùng thánh cung phân cao thấp, là vừa rồi cái kia lặng trong chỗ tối chẳng biết lúc nào xuất thủ người. Đó mới là đại nhân vật. Đơn độc hoa minh cầm đỉnh nhào đến cái kia bệnh công tử trên mặt lúc, nhìn thấy gia hỏa này một mặt thất kinh bộ dáng thêm nữa không ngờ không đợi được thánh cung các hộ đạo giả cường lực ngăn lại nàng nhạy cảm đã nhận ra tình huống không đúng cái này rất giống sư tôn nói qua cái gì gian kế quên nghĩ mãi mà không rõ không sao hoa minh dựa vào nữ nhân giác quan thứ sáu vô ý thức thu một chút khí lực miễn cho thật làm cho lửa giận làm choáng váng đầu óc tại chỗ đem người đập cờ hờ kết oanh đỉnh kích tại thủ chỉ vừa đụng vào thời khắc hư không nổ tung một tiếng cuồng bạo tiếng vang mặt đất đều bị rung ra mạng nhện vết trạng, linh trận chỉ vừa chạm vào phát, chớp mắt bị oanh đến vỡ nát. Cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Cầm đỉnh hoa minh đều sửng sốt. Nàng biết mình ra chỉ là ba điểm khí lực. Lại trên lực lượng vẫn là kiềm chế lấy, tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài nửa điểm, ảnh hưởng đến trên quảng trường những người khác. Nhưng nàng lại nhìn thấy kinh khủng sóng khí ở trước mắt nổ tung, đem kim hoàng quảng trường vén đến người ngã ngựa đổ. Cái kia bệnh công tử trúng một kích về sau, vừa rồi thay hắn xuất thủ phía người hộ vệ cũng không thấy tung tích, hắn, ngao, một tiếng sau thống khổ bay ngược mà ra. Một đạo bắt mắt tơ máu xẹt qua giữa không trung. Quảng trường từ trong tới ngoài, bị bưng bít lấy đầu đánh bay máu công tử đập ngã quá nhiều người, ném ra một cái thông đạo. Cho đến cuối cùng, cái kia bệnh công tử đánh vào ngoài sân rộng đường cái bên cạnh một cái sạp hàng bên trên, đập vụn đầy đất nước suốt trái cây về sau, mới ngừng thế xong. Giết người rồi. Thánh cung sứ giả giết người rồi. Ngày xưa thánh nhân bồi dưỡng nơi đã không còn tồn tại, bây giờ thánh cung từ ngũ đại quyền hành trưởng thế, nói một là hai, chỉ hưu bảo ngựa, còn không thể nghi ngờ. Bọn hắn thậm chí không cho người ta đặt câu hỏi cơ hội, ngươi dám nói thật ra, ta liền dám đánh cơ hờ, tết ngươi. Trên quảng trường đám người còn đối đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn mà cảm thấy kinh ngạc lúc, cùng một thời gian, tứ phương toát ra thật nhiều cái người qua đường gương mặt, ngao ngao nói xong một chút để cho người ta nghe ngóng sợ hãi lời nói. Các thế lực lớn cao tầng các đại biểu bị như vậy trực tiếp lời nói nói đến kinh hồn tán đảm. Thánh cung đồng hành người, từng người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một ngụm nồi lớn từ trên trời giáng xuống, trùng lên trên mặt tất cả mọi người. Nhưng quay đầu ý đồ muốn tìm đến lên tiếng người lúc, cái kia chút từ người nào đó điều khiển giả lập chân dung phân thân những người đi đường, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này đáng cơ hờ, tết gia hỏa. Hoa Minh một ngụm răng ngà kém chút không có cắn nát, chăm chú nắm chặt đại đang đỉnh, tức giận đến thân thể mềm mại đều đang phát rung rét trung. Cái kia nện người gió bảo, không phải nàng làm ra đến. Nàng một kích lực, vậy không có khả năng thương tới vô tội, để quản trường người những người khác thụ thương. Hết thảy hết thảy. Khẳng định đều là cái kia từ cố sinh tại tự biên tự diễn. Hoa Minh hối hận, nàng lúc ấy nên thật đập cơ hờ, tết cái này đáng cơ hờ, tết đồ chơi. Nhưng hối hận là không làm nên chuyện gì. Hoa Minh ánh mắt hung ác, không bằng thừa này cơ hội. Đem hối hận cho tẩy tuyết. Nghĩ đến liền làm, nàng đột nhiên lại đề lên đan đỉnh, muốn xông tới đem cái kia từ cố sinh tất vào đan đỉnh, để hắn triệt để im miệng lúc. Trong đầu lại truyền đến một thanh âm. Dừng tay A. À. Đây là thánh cung người hộ đạo tại lên tiếng. Thế nhưng là. Hoa Minh còn muốn giải dụ một cái. An tâm, lời đồng đại không đã thương được thánh cung. Quanh mình những người này thế lực lớn đại biểu đều có đầu óc, nhìn ra được là cái kia từ cố sinh đang diễn trò bọn hắn không dám cùng. Hoa Minh chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc, cuối cùng hung giữ trừng cái kia đổ vào quán trái cây bên trong từ cố sinh một chút, quay người mong muốn trở lại đài cao. Thánh cung mặt mũi quá lớn. Cho dù cái kia từ cố sinh tự biên tự diễn đến phân thượng này, ai dám cho dù là tại trên miệng phụ họa một câu. Tại thí luyện mở ra trước giờ nhạy cảm như vậy vấn đề bên trên, lựa chọn đắc tội thánh cung. Quảng trường mấy vạn người, lại là ai đều chưa từng phát giác được, vừa rồi cái kia một cái cùng loạn gió bão, cùng gào thét cái kia vài tiếng, chỉ là làm rối khúc nhạc dạo. Tốt một cái thánh cung. Các ngươi thật muốn giết người biệt miệng. Ta lại không nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói cùng sự thật. Bệnh công tử há miệng phun máu, càng thêm suy yếu. Hắn là kêu thảm ngã xuống sạp trái cây bên trong, tại u quế các hai nữ vội vàng chạy đến đỡ người lúc, mới một lần nữa đứng lên. Tìm ẩn chỗ tối tẩn nhân, sớm đã thừa dịp loạn đưa ra cùng hung cực ác phía sau màn hắc thủ, dương nanh múa vuốt bài bố lên hết thảy hắn giống như ưu nhã nghệ sĩ dương cầm bản thân say mê tại sở hữu người đều nhìn không thấy biến mất thế giới bên trong đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước tại nhẹ nhàng nhảy vọt xin lỗi ngoài sân rộng khu một vị đại hán đột nhiên đứng lên nghiêm chỉnh nói nói vị này từ công tử làm sai chỗ nào thánh cung sứ giả cớ gì thương hắn đã thương người còn như vậy quay người đi thẳng một mạch liền cái cơ sở nhất xin lỗi đều không có bên hông người nghe ngây người. Quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là Hồng Thiên Tông lục trưởng lão triệu nhất tranh. Ngày bình thường người này tuy nói cũng có chút hiệp nghĩa tác phong, nhưng còn biết có chừng có mực, cái nào giống như ngày hôm nay đầu sắc. Ngay trước vạn người mặt, muốn thánh cung sứ giả cho một người đi đường giáp xin lỗi. Triệu trưởng lão, cớ gì như thế, ngài đừng dọa ta. Mau mau ngồi xuống A triệu trưởng lão. Lão triệu, ngươi tại làm cái gì? Cùng Hồng Thiên Tông thân cận người từng cái đau cả đầu, thất kinh lôi kéo triệu nhất tranh ống tay áo, liền muốn túng người ngồi trở lại đến. Nào biết vị này trảm đạo tu vi triệu trưởng lão vung tay lên, đem bên hông người tay đánh rơi, còn nổi giận đùng đùng quay đầu quát mắng. Chính nghĩa vào đầu, từng cái tốc độ như rùa không ra. Ba ngày ban mặt, chữ nghĩa phía trước, triệu mổ xấu hổ cùng các vị làm bạn. Hắn hất lên tay áo, nhổ thân mà lên, bay lên mây xanh biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi biến cố này có thể nói là dọa sợ quá nhiều người. Thánh cung thí luyện tuyên truyền giảng giải hiện trường, bởi vì bất công, giận dữ rời tiệc một vị có phần có danh vọng trảm đạo. Cái này truyền đi, thánh cung mặt đến ném đến nơi nào đi. Vì sao A à có thể như vậy? Hoa Minh trăm mối vẫn không có cách giải, khuôn mặt nhỏ đều trầm xuống. Nàng chuyển mắt nhìn lại, thấy là Hồng Thiên Tông còn lại người mỗi người mặt xám như tro, bọn hắn đối mặt trong lại ánh mắt thậm chí mang theo sợ hãi. Phản phất sợ mình đối bọn họ, sẽ như đối cái kia từ cố sinh một dạng một lời không hợp liền một đỉnh đánh tới ta sẽ không ra tay với các ngươi triệu trưởng lão nói xác thực vậy cực kỳ có đạo lý a hoa minh suýt nữa không có thổ huyết chỉ ở trong lòng im ắng kêu rên tại người khác mà nói rất khó mở miệng xin lỗi nàng cảm thấy triệu trưởng lão rất có nghĩa khí nói đến cũng đúng cái kia chính là có thể xin lỗi nhưng đang chuẩn bị lên tiếng nói xin lỗi lúc một bên khác lại một trảm đạo đứng lên đến vẫn âm thanh nói ra. Ta nhìn vị này từ công tử nói vậy rất có lý, vì sao thánh cung sứ giả muốn đã thương người. Đừng nói là thật bị hắn nói trúng chỗ đau, nhiễm Mính di chỉ xuất thế sắp đến, thánh cung không có năng lực cam đoan thí luyện giả tại tứ tượng bí cảnh bên trong an toàn, vẫn còn muốn thăng khăn làm theo ý mình. Sở hữu người hít vào khí lạnh, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Thanh pháp đạo phái vị trí. Phái này, chỉ có bọn hắn tông chủ là Thái Hư A. Phát ra tiếng vị kia, là thanh pháp đạo phái tả hộ pháp, Tiếu Khôn. Bọn hắn làm sao vậy dám nói chuyện, liền một cái trảm đạo Tiếu Khôn, còn dám mắt không thánh cung. Thánh cung một đoàn người, thậm chí là Hoa Minh cũng còn không có lên tiếng đáp lại, thanh pháp đạo phái đại trưởng lão thân thể rung lên mới xuất hiện thân, dùng sức một bàn tay liền đem Tiếu Khôn phiến đến trên mặt đất đi. Ngươi tại thả nói khoác không biết ngượng cái cái gì chó má a. À. Hắn lời nói đều kém chút sẽ không nói, đầu lưỡi đã kết lại thắt nút. Mắng xong, đại trưởng lão run rẩy xoay đầu lại, đón nhận kim hoàng quảng trường mấy vạn đạo ánh mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời sập, đều không có so lúc này trước mắt muốn càng tới hắc ám. Giống như là gãy xương bình thường, vị này thanh pháp đạo phái đại trưởng lão vì tông môn lâu dài, ba một cái 90 độ đối chính giữa đài cao liền cúc hạ cung, trung giọng nói, thánh cung sứ giả, chúng ta tiếu hộ pháp thường xuyên sẽ phạm bệnh. Hắn luôn luôn hội kể một ít không đến lời nói, lần này cũng là như thế, còn xin ngài không cần để ở trong lòng hoa minh nhắm mắt lại thầm than một tiếng nàng cảm giác hiện trường có phần có gì đó quái lạ thánh cung người đã r, a s nàng đến ngăn chặn đối với tiếu không hộ pháp lời nói nàng là không để trong lòng vì vậy nói ta không thèm để ý vậy là tốt rồi đại trưởng lão thân thể một cái lỏng thanh pháp đạo phái cớ gì trước ngạo mạng sau cung kính vậy là bởi vì sợ thánh cung qua sau trả thù sao không biết nơi nào mãnh liệt mà vang lên lên một thanh âm Kim Hoàng Quảng Trường, chỉ một thoáng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoa Minh suýt nửa cua lấy đang định hướng vị trí kia đập tới. Lại nghe cái kia thanh pháp đạo phái đại trưởng lão giống là bị kích thích, mãnh liệt đứng dậy ngước mắt, mắt lộ ra tinh quang, ngẩng đầu ưỡn ngực, phát ra một tiếng gào thét. Tiếu hộ pháp làm sai chỗ nào? Lão phu nhịn một thế không thể lại những cái này nhất thời. Mời thánh cung sứ giả chính diện đáp lại, các ngươi đến cùng bảo vệ được không nhiễm mính di chỉ trong tứ tượng bí cảnh thí luyện giả xoát một tiếng đại trưởng lão lời nói đến một nửa toàn bộ người biến mất không thấy cùng lúc đó dấu ở biến mất thế giới say đắm ở kịch bản biểu diễn tẩn nhân đột nhiên mở mắt ra có đại lão tới hắn kịp thời cắt đứt ẩn tại đại trưởng lão tiếu hộ pháp cùng những người khác trong cơ thể linh tuyến bởi vì chợt có một loại tim đập nhanh cảm giác tâm huyết dân trào kim hoàng quảng trường trên không trung bỗng nhiên hiện ra một cái áo trắng trung niên nhân đám người ngước mắt nhìn lại gặp cái này người áo trắng trên mặt phúc lành trạng thái, ánh mắt ngực phẳng, quanh người ủng dưỡng lấy nhạt nhẽo phát sáng. Hắn liền như là thánh nhân trên trời rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy gió xuân hiu hiu, tâm thần an bình cảm giác. Vừa mới giáng lâm, kỳ thế đã đem quảng trường rối loạn đè xuống, đám người trong mắt chỉ này một người, lại không nghĩ khác. Bán thánh. Tẩn nhân nhận ra đó là thánh lực về sau, dọa đến lắc một cái, ý thức được sự tình làm lớn. Từ tiểu thụ hung hăng thu hoạch được một đợt bị động giá trị, lại đem nhiễm bính di chỉ tức sắp xuất thế tin tức cắm vào lòng người về sau cũng không dám làm lần nữa thánh cung bán thánh đều kinh động ra ai da vẫn là trước tiên là một cái rùa đen rút đầu a ta chính là thánh cung thánh thủ một mạch vệ an tiếp xuống thánh cung thí luyện tuyên truyền giảng giải do ta chủ trì người áo trắng bao trùm hư không vẻ mặt ôn hòa hắn nửa câu không đề cập tới vừa rồi sự tình sở hữu người cũng giống là quên đi vừa rồi chi loạn chỉ cung kính chờ từng người kinh hãi. Vệ An Thánh cung thánh thủ một mạch đời trước quản lý người. Nó niên kỹ, địa vị cùng một lẫm không kém nhiều, phong thánh thời gian lại là sớm 10 năm. Nó thủ hộ thuộc tính, bình thản tính cách, cùng khiêm tốn làm người, chính nghĩa chi tâm, đều có quân tử phong cách, là thánh cung lớn nhất bề ngoài. Vệ đại thúc Hoa Minh chỉ ngước mắt đi lên liếc nhìn, liền yên lặng cúi đầu, trở về liền đi. Vệ an tới, vậy trong này sự tình, cũng liền không tính là chuyện. Không nghĩ tới chỉ là nho nhỏ một cái thí luyện trước tuyên cáo, ta cũng có thể làm hư, còn muốn vệ đại thúc đi ra kết thúc. Hoa Minh tức giận a. À. Nàng hận không thể bắt cái kia từ cố sinh tới luyện một cái, nhưng bây giờ nàng là không dám làm loạn. Lần trước nàng tại Tứ Lăng Sơn luyện người, kỳ thật cũng chỉ là luyện luyện người, giải hã giận, cũng không hội cơ hờ kết. Nhưng cho vệ đại thúc bắt gặp cái này đại thúc mặt ngoài hiền lành nói với chính mình dạng này hành vi là không an toàn, ảnh hưởng không tốt, đối nữ hài tử hình tượng có hại. Quay đầu sư Tôn Bạch Liêm liền nổi trận lôi đình, đem mình phạt tiếng cấm địa đóng cửa nghỉ qua một tháng. Trong lúc này phát sinh cái gì, Hoa Minh không biết, cũng không dám hỏi. Vệ an ở trên cao nhìn xuống, nhưng thần thái tường hòa, như gió xuân mưa thu một dạng mát mẻ, nửa điểm sẽ không cho đến phía dưới những người trẻ tuổi kia áp lực, nhẹ giọng thì thầm lại truyền ngôn tứ phương nói, lần này thánh cung thí luyện, địa điểm là cung dương sơn tứ tượng bí cảnh, trong vòng một tháng, khai thác tích điểm chế. Tứ tượng bí cảnh, vẽ điểm bốn mạch, theo thứ tự là thanh long mạch, bạch hổ mạch, chu tước mạch, huyền vũ mạch. Bốn mạch bên trong, tự sinh đặc thù giống loài, dị quỷ, những người thí luyện cần thông qua chém giết, dị quỷ, thu hoạch tích điểm. Dị quỷ chia làm sáu cấp bậc, phân biệt là dị quỷ, dị quỷ vương, mặt trắng dị quỷ, vậy xưng sơ cảnh mặt trắng, còn có huyền cảnh mặt trắng, cực cảnh mặt trắng, cùng cuối cùng mặt hồng. Cấp 6 dị quỷ, đối ứng thực lực phân biệt là tiên thiên, tông sư, vương tọa đạo cảnh, trảm đạo, thái hư, cùng biến chủng thái hư, đối ứng tích điểm vì một, 10, trăm, ngàn, vạn, 100 ngàn. Trừ cái đó ra, bốn mạch các tồn một tòa kim tháp, thí luyện giả còn có thể thông qua bò tháp thu hoạch tích điểm, nhưng độ khó khăn càng cao, cụ thể quy tắc các vị có thể nhập bí cảnh hiểu rõ. Trở lên. Vệ An vừa mới nói xong kim hoàng quảng trường bên trên rốt cục phát ra ồn ào. Cấp 6 dị quỷ, năng lượng cao nhất đối ứng đến thái hư cùng biến chủng thái hư, này làm sao đánh? Ngay cả sắp tham dự thí luyện năm vực thiên tài, lúc này sắc mặt vậy có chút khó coi. Có thể tới đến trên quảng trường chờ đợi, trước mắt bên ngoài thực lực, nhiều nhất cũng chỉ có tiên thiên. Tiên thiên, đi đánh thái hư. Hoặc là đi đánh cái kia cái gì, biến chủng thái hư cái đồ chơi này đã không phải là có thể hay không đánh đến qua kiếm lấy tích điểm vấn đề mà là gặp có thế không có thể còn sống sót vấn đề nhìn ra được các vị có rất nhiều nghi hoặc có thể tùy tiện nhắc tới hỏi vệ an nhìn chung quanh phía dưới trông thấy sợ hãi khẩn trương mong đợi hưng phấn thế nhưng là thánh cung chế định quy củ bán thánh đến tuyên truyền giảng giải ai dám đặt câu hỏi vệ an liền đưa ánh mắt về phía ngoài sân rộng cái kia toàn thân dính nước trái cây rất có can đảm quý công tử vị tiểu hữu này, ngươi nhưng có nghi vấn. Sở hữu người lập tức đồng loạt chuyển mắt. Ngay cả Hoa Minh đều nhìn sang, biết được đây là vệ đại thúc đang giúp mình trút giận. Đây chính là đến từ bán thánh nhìn chăm chú. Bản cô nương nhìn ngươi khiên nổi hay không? Nhận đặt câu hỏi, bị động giá trị, một. Nhận nhìn chăm chú, bị động giá trị, 9999. Nhận mong đợi, bị động giá trị, 9999. Hoa cảm ơn đại lão khen thưởng từ tiểu thụ một cái liền đầy máu sống lại ta có vấn đề mời nói xin hỏi vệ an bán thánh biến chủng thái hư là cái gì thái hư là nhân loại cùng dị quỷ tạp giao sao vẫn là cùng cái gì cái khác thú tạp giao bệnh công tử trong mắt tràn đầy thuần túy hiếu kỳ kim hoàng quảng trường bên trên các thế lực lớn đại biểu hít vào khí lạnh trong mơ hồ giống như từ trong lời nói nghe được điểm cái gì cái khác hương vị nhưng nhìn thấy cái kia bệnh công tử nghiêm túc ánh mắt về sau, lại cảm thấy hẳn là mẫn cảm của mình. Tiểu tử này. Hoa Minh nghi ngờ không thôi, cái này từ cố sinh không có chút nào e ngại bán thánh à, hắn đến cùng là lai lịch thế nào. Không phải. Vệ an trong mắt cũng nhiều ngạc nhiên, đối người trẻ tuổi này dám nghĩ dám hỏi đưa cho lớn nhất đáp lại, biến chủng thái hư, chỉ là chỉ mặt hồng thực lực vượt qua bình thường thái hư, cũng có được cái khác quỷ dị năng lực. Cái này chút quỷ dị năng lực là thế nào đến đâu? Bệnh công tử hỏi lại. Bí cảnh tự sinh. Bọn chúng số lượng nhiều sao? Không nhiều. Biến chủng thái hư cùng nhiễm bính di chỉ tức sắp xuất thế có quan hệ hay không đâu. Phải chăng nhận lấy cái kia cái gì truyền thuyết bên trong tổ nguyên lực phóng xạ ảnh hưởng đâu. Dị quỷ nhóm thực lực liệu sẽ trở nên so bình thường càng thêm cường đại, tiếp theo ảnh hưởng những người thí luyện sinh mệnh an toàn đâu. Bệnh công tử pháo ngữ liên tiếp, trong bụng tựa như có đến không hết nghi vấn còn thời khắc không quên quan tâm những người thí luyện an toàn, phản phất hắn mới là lòng mang thiên hạ anh tài thánh cung bán thánh. Nhận khâm phục, bị động giá trị, 8595. Nhận tán thưởng, bị động giá trị, 6226. Trong quảng trường sắp tham dự thí luyện các thiên tài đối vị này từ công tử ném đi chân thành nhất khẳng định ánh mắt. Nhiều tốt một cái người A. Thời khắc không quên mọi người an toàn. Về sau tại tứ tượng bí cảnh bên trong gặp hắn, nhất định tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Vệ An đã hối hận mình tại sao phải điểm cái này đau đầu nhắc tới hỏi, nhưng hắn vẫn là không nhanh không chậm từng cái giải đáp nói. Không có quan hệ. Không có thu được ảnh hưởng. Thánh cung thí luyện đang tiến hành, những người thí luyện an toàn, toàn bộ hành trình từ bản thánh quản giáo, không hội xuất hiện thí luyện bên ngoài biến số dẫn đến những người thí luyện an toàn chịu ảnh hưởng. Bản thánh. Hoa Minh yên lặng cúi đầu, mỗi lần nàng nghe được liền luôn luôn không có chút rung động nào vệ đại thúc đều xuất hiện cái này tự xưng thời điểm, chứng minh một ít người một ít sự tình, đã làm được rất là quá lửa. Bệnh công tử không có chút nào ý thức được mình hiếu kỳ quá mức, vệ an tiếng nói dừng lại, hắn liền nắm chặt nó khuyết điểm, kinh ngạc lại nói. Biến số. Tứ tượng bí cảnh bên trong còn có biến số. Là đến từ nhiễm bính di chỉ sao? Toàn trường qua âm thanh một mảnh. Sở hữu người nghe choáng váng hắn làm sao dám a à, câu câu không rời nhiễm mính di chỉ. Nhận kính sợ, bị động giá trị, 9999. Vệ an im ắng nhìn chầm chầm vị kia từ cố sinh, thật lâu, hắn hít một hơi thật dài, mười ngón thả lỏng mở, ánh mắt vậy chuyển rơi. Đặt câu hỏi vòng thắt buộc. Ấy! Đại thúc! a à không phải, vệ an bán thánh, ta còn có vấn đề đâu. Vệ an ánh mắt quét tới, sáng rực diễm hỏa tại đáy mắt thiêu đốt, đột nhiên đặt câu hỏi, vị này từ cố sinh, xin hỏi ngươi là thí luyện giả sao? Bệnh công tử sững sờ, đột nhiên liền cảm giác mình khí thế yếu đi người ta một đầu, liền thân thể đều thấp một chút, yếu ớt nói. Ta, ta không phải A. À. Nhưng ngươi hỏi ta có vấn đề hay không, ta, ta liền hỏi A. À. Toàn trường hóa đá. Sở hữu người chỉ cảm thấy đầu đột nhiên liền trống không, không biết nên lấy phương thức gì, biểu tình gì lại đi nhìn về phía cái kia từ công tử. Ngươi lại là cái người qua đường giác, Vậy ngươi là lo chuyện bao đồng, thật tại mù hiếu kỳ a. À. Nào đó một cái chớp mắt, giống như có người nghe được trên bầu trời truyền đến nắm đấm nắm chặt cờ rốt âm thanh, nhưng là ai phát ra tới, mọi người cũng không dám đi quan tâm. Vệ An là cực kỳ bình tĩnh, cái gì dư thừa lời nói đều không nói, tựa như là hắn sinh mệnh bên trong chưa từng có xuất hiện qua như thế một cái từ cố sinh. Hắn nhìn về phía trên quảng trường chân chính, không có vấn đề gì cả, những người thí luyện. Thánh cung thí luyện, hai giờ về sau tại tứ tượng bí cảnh mở ra. Toàn trường thí luyện giả, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất là trong vòng 2 giờ chạy tới tứ tượng bí cảnh, bất luận lấy phương thức gì. Làm không được người, tại chỗ đào thải. 2 giờ. Trên quảng trường, năm vực thiên tài quá sợ hãi, thậm chí coi là vệ an đem lửa giận trong lòng phát tiết vào trên người bọn họ. Nhưng vẫn chỉ là thất nghị, không người lên tiếng chất vấn. Cái này, thế nhưng là bán thánh bên ngoài sân từ tiểu thụ cũng nghe mộng. Hai giờ. Không phải còn có hơn 10 ngày thời gian sao? Đây là có chuyện gì? Ta tuyệt thế thiên tài còn không mời đâu. Ta ba nén hương buông xuống mê vụ đạn còn không chân chính nổ tung đâu. Ta tại trên quảng trường này làm như vậy ngoại trừ lừa bị động giá trị, không liền vì xác định nhiễm bính di chỉ xuất thế một chuyện. Việc này còn chưa bắt đầu lên men đâu. Đầu óc phích lịch lóe lên một cái rồi biến mất. Hương Di đẩy cửa vào, trên mặt nghiêm túc nói, xảy ra chuyện, từ tiểu thụ cái này hội mới hiểu ra là chuyện gì. Hắn vội vàng đem trên tay cây quạt dơ lên, thăm dò liền hỏi. Công. Những người không liên quan mời im miệng. Những người thí luyện mời xuất phát. Bản thánh tại tứ tượng bí cảnh chờ các ngươi. Xoát một cái, vệ an biến mất không thấy gì nữa, phản phất tại nơi này nhiều đợi một giây, hắn liền hội mất khống chế bình thường. Đạo không thương xuất thủ. Lôi đình một kích đánh cho người trở tay không kịp. Trọn vẹn trước thời hạn tầm 10 ngày thời gian, dựa theo hương di tình báo nhìn, cái này tuyệt đối không khả năng là thánh cung đơn phương quyết định. Từ tuyên truyền giảng giải kết thúc, đến thí luyện mở ra, lại cũng chỉ có 2 giờ thời gian. Cái này quy tắc là người bình thường có thể nghĩ ra được. Vạn nhất có thí luyện giả còn tại đông vực nghỉ phép, hoặc là bởi vì chuyện khác chậm trễ, đuổi không đến đâu. Cái này hẳn là xuất từ cái kia bựa lão đạo thủ bút. Từ tiểu thụ kinh hải không thôi hắn còn cho là mình thời gian rất dài đâu. Dựa theo nguyên kế hoạch hơn 10 ngày thời gian, hắn có thể thông dong bố cục, tiến hành theo chất lượng, trôi qua cùng hư không đảo bên trên như vậy như cá gặp nước. Đi trước ba nén hương làm một đợt sự tình, nghe nhìn lẫn lộn. Lại đi tìm một chút trung vực thánh thần điện đường các nơi ngành tình báo phiền phức, đem nước triệt để trộn lẫn. Trúc hụt còn có thể để thứ hai chân thân đi thanh nguyên sơn nhìn xem, đem bác tôn am nói, tuyệt thế thiên tài, mời xuống núi. Đang làm sự tình đồng thời, Chờ đợi trên trời để nhất lâu thành viên tụ tập, thuận tiện đánh một chút thất kiếm tiên chiến, đem, danh, đánh ra đến. Từ tiểu thụ kế hoạch tốt hết thảy, lại quên trọng yếu nhất mấy điểm. Dưới chân hắn đã không còn là hư không đảo, mà là thánh thần đại lục Ngọc Kinh Thành. Đối thủ của hắn đã không còn là nhiêu yêu yêu, mà là quỷ thần khó lường đạo khung thương. Hư không đảo thánh nô là người bố cục, cái kia bựa lão đạo gặp không có cơ hội, trực tiếp lựa chọn từ bỏ đánh cờ, ngã bài nhận thua ngọc kinh thành hắn nắm giữ tiên cơ quyền chủ động ta lại không thể không tiếp chiêu bị hắn dắt cái mũi thật đúng là đến đi theo hắn đi từ tiểu thụ cảm thấy có điểm khó chịu lúc ấy hắn tại hư không đảo bên trên đạp bay đạo không thương thời điểm có bao nhiêu thoải mái hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu lần này quân địch như là mở thấu thị không quan trọng mình bố trí xuống các loại bom khói chỉ xuất một kích liền đánh trúng trên trời để nhất lâu đau nhất điểm trùng hợp sao ngước mắt nhìn lại Kim Hoàng quảng trường bên trên đám người đã tan tác như ông vỡ tổ. Vệ An vừa đi, những người thí luyện tranh nhau chen lấn, riêng phần mình lộ ra thần thông, chạy về phía tứ tượng bí cảnh vị trí cung dương sơn. Hoặc thi triển động thuật. Hoặc thừa truyền tống trận. Có lẽ có người hộ đạo tiếp ứng, kỵ người mà đi. Trong vòng 2 giờ đuổi tới cung dương sơn, đối tiên thiên mà nói thập phần khó khăn, nhưng cũng lấy mượn nhờ các công cụ liền không đồng dạng. Từ tiểu thủ hướng phần lớn người lựa chọn nhìn lại, thấy được rất nhiều trảm đạo thái hư người hộ đạo mang theo nhà mình thí luyện giả hòa mình hóa đạo đụng hướng nhất trí phương hướng hắn từ những người tuổi trẻ kia trên thân thấy được triều khí phồn thịnh ánh mắt lại ngắm xa rõ ràng còn nhìn không thấy một chút điểm cung dương sơn lúc này giống như thành một chiếc vô cùng chói mắt ban đêm đèn nến tản ra trí mạng lực hấp dẫn thiêu thân lao đầu vào lửa ta là bương bướm trong thoáng chốc từ tiểu thụ thấy được xa xôi chân trời có thêm một cái thân mang lộng lẫy trường bào, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Hắn tay trái bưng cầm thiên cơ la bàn, tay phải bấm ngón tay thành quyết, đứng sau lưng nhiều vô số kể gương mặt mơ hồ người. Hắn quan tới ánh mắt, mỉm cười đưa tình, đối với mình hướng cung dương sơn phương hướng làm cái, mời, động tác. Gậy ông đập lưng ông. Bị kinh sợ, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ mãnh liệt một cái chớp mắt, trước mắt huyển tượng lúc này mới biến mất hắn có chút tâm thần có chút không tập trung không biết mình vừa rồi dự cảm liệu sẽ làm thật có lẽ chỉ là đơn thuần thời gian sớm bọn hắn cũng không phải trong bụng ta dung đũa làm sao biết ta còn có rất nhiều sự tình không có làm kim hoàng quảng trường rất nhanh không có thừa bao nhiêu người thế lực lớn có thí luyện giả cùng nhau đi tứ tượng bí cảnh có lẽ là hội ở bên ngoài từ thí luyện bắt đầu đợi đến kết thúc sau đó tiếp đi thí sinh từ tiểu thủ nhíu nhíu mày mang theo hai nữ tiếng xe ngựa đi theo đại quân rời đi, rất nhanh ẩn tiến vào đám người bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đạo điện chủ, thương sinh đại đế. Quế gãy thánh sơn bên trên, vệ an tiến thánh hoàng điện, chỗ xem chỉ cảm thấy nơi đây không khỏi quá mức quạng cua ẻ. To như vậy nghị sự đại điện, chỉ có hai người đang ngồi. Nghe nói mười người nghị sự đoàn cùng mới lục bộ vừa thay người, phía dưới các đại cơ cấu vậy từ trong tới ngoài thay máu. Lúc này, bọn hắn không nên là tại tổ chức các loại dời đảm nhiệm nghi thức, cũng hoặc là tập hợp một chỗ giao tiếp trước đó về sau sự tình A. Vệ An, ta bằng hữu, hồi lâu không thấy. Đến, nhanh mau mời ngồi. Đạo Khung Thương đứng dậy đón khách, nên xuống vị này thánh cung bề ngoài, ngồi lên ngày bình thường từ bên ngoài đến bán thánh căn bản không có khả năng ngồi lên 10 người nghị sự đoàn vị trí. Nghe nói các ngươi thánh cung thí luyện tuyên truyền giảng giải ra một chút nhiễu loạn, có người quấy rối. Đạo Khung Thương ha ha cười. Chỉ là một chút việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục vệ an cũng không muốn nhớ lại người kia họ từ a à. đạo điện chủ nhận biết vệ an lần này kinh ngạc nhớ lại gây sự tiểu tử kia xác thực trong tay có một quạt giấy ghi tại hạ từ cố sinh nguyệt cung ly nói qua đạo không thương thuận miệng đáp đưa qua một chân dung thế nhưng là người này vệ an liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia bệnh nặng mới khỏi bộ dáng gia hỏa chỉ là trên bức họa hắn càng thêm thanh tú ít một chút dơ giấy bẩn tiểu mức hoa quả hoặc nhìn là người tốt. Không sai, người này có vấn đề. Vệ An hỏi. Đạo Khung Thương chậm chậm cuốn lên chân dung, cười đáp, như có. Như có. Đây là ý gì? Kim Hoàng Quảng Trường bên trên gây sự còn có mấy nhà thế lực, Vệ An không có thời gian đi phản ứng cái này chút, rất nhanh lời nói xoay chuyển, kéo về chính đề. Ngươi yêu cầu ta đã đáp ứng, thí luyện thời gian sớm đến 2 giờ về sau, đây là lần đầu tiên nhượng bộ. Phải biết, trước lúc này, Thánh cung thí luyện không có khả năng như thế đuổi tiến độ, cái này sẽ để cho chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thiên tài. Đạo khung thương lại nói. Không coi trọng thánh cung thí luyện, không nói trước đi trung vực thiên tài, ngày sau tất vậy sẽ đối với thánh cung có càng nhiều kinh thường, giống như tan thất dịp. Vận mệnh là cố định, loại người này, các ngươi thánh cung không cần cũng được. Vệ an chỉ là lẳng lặng nghe xong, cũng không có bỏ đá xuống giếng công kích tẩn chiếu nhất mạch phản đồ, tự nhiên nói ra. Ngươi muốn ta hoàn thành ta muốn vậy rất rõ ràng. Thánh cung thí luyện, thánh cung làm thánh cung, thánh thần điện đường làm thánh thần điện đường, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi sự tình, không thể ảnh hưởng đến những người thí luyện một chút, đây là ta đối những người thí luyện làm xuống hứa hẹn. Các ngươi có thể làm được sao? Đây là tự nhiên. Đạo không thương bình tĩnh gật đầu, ta hội tận lực làm đến. Tận lực. Vệ an trồng mắt hơi hiếp. Sự tình không tuyệt đối, ta vậy không dám hứa chắc có hay không vạn nhất, ta có thể bảo đảm chỉ có tuyệt đối tận tâm tận lực. Đạo Khung thương cười miễn. Vệ an thật sâu nhìn qua vị này lời nói không nói đầy thiên cơ thuật sĩ, đối phương tràn đầy đều là chân thành. Hắn thở dài một tiếng, không còn xoắn suýt việc này, nhìn quanh bốn phía nói, quế gãy thánh sơn rất là quặn cu ẻ a, à, các ngươi người đâu? Đều phái đi ra. Đi cái nào? Tự nhiên là đi tứ tượng bí cảnh bảo hộ những người thí luyện. Vệ an chỗ đó hội tin vào cái này chút chuyện ma quỷ, đều phái đi ra chấp hành chính các ngươi nhiệm vụ a. Hắn chuyển mắt nhìn về phía trầm mặt không phát ái thương sinh, trầm ngâm nói, thương sinh đại đế đã có mấy chục năm không có ra thánh sơn đi. 28 năm Ái thương sinh trên đùi che kính miếng vải đen, hai tay khoác lên tà tội cung bên trên, không có một gợn sóng nói. Vệ an gật đầu, nhìn về phía đạo không thương, làm sao không cho thương sinh đại đế ra ngoài đâu, lâu dài đợi tại một chỗ, người hội khó chịu. Đạo không thương cười một chỉ, hắn đi đứng không tiện. Ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Vệ an lắc đầu. Ngươi vậy phải biết, ta cũng không là ngươi lý giải ý tứ kia. Đạo không thương vậy cười mỉm lắc đầu. Vệ an thế là trầm mặt. Mấy chục năm không thấy, cái này bữa lão đạo nói chuyện, vẫn là như vậy êm tai, để cho người ta không nhịn được nghĩ qua lấy gia hỏa cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đạo không thương vẫn là rất cho thánh cung mặt mũi, cuối cùng nói bổ sung. Cũng không thể toàn bộ người đều một mạch tràn vào tứ tượng bí cảnh A bên ngoài cũng phải có người nhìn chằm chằm, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Vệ an nâng lên mắt đến, nhìn đạo khung thương một chút, nhận ra gia hỏa này không có ở nói đùa. Hắn lại chuyển mắt nhìn về phía sắc mặt không có một gợn sóng, một mực nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài điện bầu trời ái thương sinh. Ánh mắt vừa rơi xuống. Vệ an liền thấy yên tĩnh đang ngủ say tà tội cung. Màu đỏ thẩm tà tội cung xung quanh quấn có ma khí, tàn hồn, biểu lộ ra lấy nó thức tỉnh thời gian dưới, săn giết qua từng đạo thế gian sinh linh cường hãn. Nho nhỏ một cái tứ tượng bí cảnh, thánh thần điện đường dốc toàn bộ lực lượng. To như vậy một cái thánh thần đại lục, lại giao cho thương sinh đại đế một người chăm chú phòng thủ đúng không? Vệ an ánh mắt ngưng tụ, phản phất muốn tập trung thấu qua miếng vải đen, xem thấu ái thương sinh ngồi tại quế gỗ xe lăn bên trên hai chân. Có việc. Ái thương sinh quay đầu đi, hờ hững trông lại. Vệ an mí mắt chớp chớp, lúc này mới thuận thế cười ngẩng đầu lên, thẳng thắn hỏi, thương sinh đại đế chân này bao lâu, ta nhớ được thập tôn tọa lúc, còn không cần xe lăn a. Quên. Quên. Cái này cũng có thể quên. Bất quá vệ an tinh tế tưởng tượng, ngược lại là vậy thật nghĩ không ra ái thương sinh là như thế nào từ trong rủi thập tôn tọa bắn trụng quảng hàng trang người bình thường, luôn lạc tới cuối cùng đến ngồi tại cái này trên xe lăn hành động thập phần không tiện nguyên do. Hắn vậy không nghĩ nhiều, rất nhanh nhảy qua việc này, nhìn về đạo không thương, các ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đạo không thương cười cười không nói lời nào cho cái đúng số đi đạo điện chủ chúng ta bây giờ là tại hợp tác ta cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức cho bất luận kẻ nào vệ an truy hỏi bao quát một lẫm bao quát trừ ta ra không người có thể biết vệ an là thật hiếu kỳ vị này quỷ thần khó lường đạo điện chủ nắm chắc có bao nhiêu trừ ngươi bên ngoài đạo không thương ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ ngươi tin được không vệ an đều bị làm choáng váng ngươi hoài nghi ta là thánh nô ngươi ngay cả ta cũng hoài nghi đạo không thương ngươi điên rồi sao đạo không thương ánh mắt thâm thúy thật lâu mới thả lỏng nghiêm nghị răng môi mở ra không biết là đang trả lời cái nào cái vấn đề nói đến như lọc vào trong sương mù chỉ sợ vạn nhất xe ngựa chạy về u quế các thời điểm từ tiểu thụ cho lui oanh oanh tước nghi hai nữ trong bóng tối để lại cho lý lão hán một cái thông hành hạnh giới ngọc phù Hắn vậy mặc kệ lý lão hắn tìm được hay không, chỉ làm cho hắn chuyển cáo bác Tôn Am, truyền lời như vậy. Ta khả năng không giải quyết được tứ tượng bí cảnh, ngươi đến tăng thêm nhân viên, xấu nhất là tự mình tới trợ giúp. Cùng như vậy, tốt nhất là thánh nô toàn bộ người đều đến. Về sau, hắn liền tại trước mặt mọi người, không coi ai ra gì xông lên lầu ba, vội vã đẩy ra hương di gian phòng. Có tẩn nấp tại, từ tiểu thụ lên lầu, thậm chí không người chú ý. Ngươi là đẩy cửa ra mở, bên trong cái kia đang tại trước gương trang điểm xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, làm cho từ tiểu thụ một mộng. Hắn gấp bận biểu lui ra ngoài, cho là mình tiến sai gian phòng. Nhưng gian phòng không có phạm sai lầm, hắn cũng không có tiếng huyễn cảnh, không trúng huyễn thuật. Thiếu nữ này có chút tương tự hương di mang đến hai cái cô nương trong đó một trong, lại rõ ràng không phải. Di liền ăn diện một chút, ngươi không nhận ra được. Thiếu nữ xoay người về sau, che miệng nhẹ cười, thanh thuần động lòng người từ tiểu thụ như bị sét đánh tê cả da đầu nói ngươi đây là cái gì tà thuật cảm giác thấy hương di cũng không phải là dáng da người cũng không có ngoài định mức linh khí gia trì ngụy trang rõ ràng vẫn là trước đây cái kia người nhưng nàng một cái nhăn mày vừa cười một lần khẽ động hoàn toàn thay đổi nếu không phải tận mắt nhìn thấy từ tiểu thụ thậm chí không thể tin được trước mặt thiếu nữ này bản chất là cái lão a di trang điểm thuật hương di đứng dậy đi tới Tư thái vẫn như cũ yểu điệu, nhưng rõ ràng là thắt ngực, hình dáng nhỏ đi rất nhiều. Nàng như là bươm bướm bình thường, nắm lấy màu xanh làng váy xoay tròn dưới, bao hàm mong đợi hỏi, thế nào, không nhận ra di đi. Từ tiểu thụ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thanh âm không thay đổi. Vậy dạng này đâu? Hương Di kẹp lấy, âm linh đều giảm, phản phất tuổi mới 18 thiếu nữ. Từ tiểu thụ cũng không bao giờ tin tưởng mắt thấy mới là thật cái này so đơn giản có thể so với thánh đế cấp biến hóa. Chuyên nghiệp là y báo đều mạnh như vậy à, một cái người hai bức gương mặt, cùng lý lão hán một cái dạng. Ta bây giờ gọi hương hương, là một tên tiên thiên thí luyện giả, sắp tại 2 giờ về sau tiến vào tứ tượng bí cảnh. Ta áp chế thực lực, rất nhanh sẽ bất chấp hậu quả đột phá thành vương tọa đạo cảnh, liền vì tại thánh cung thí luyện bên trong lấy được tốt thứ tự. Hành động toàn bộ hành trình, ta không thể ra mặt, chỉ có thể giúp ngươi làm một chút phương diện tinh thần phân tích, có lẽ ngươi vậy cũng không cần, nhưng có chút ít còn hơn không a. À. Trừ phi ngươi lâm vào tình thế chắc chắn phải cơ hờ kết, bằng không không thể kêu gọi ta. Hương Di từng cái trình bày, nói xong từ trên bàn hộp gỗ lật ra tới một cái tinh khoan bông tai. Nàng bưng lấy bông tai quay người, đưa qua nói, thông qua thứ này cùng ta liên hệ, trước khi cơ hờ kết bóp nát nó, ta gọi thần diệt tới cứu ngươi. Dừng lại, thiếu nữ ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng, giọng điệu đều nhiều một chút nghiêm nghị ta chỉ có một câu cảnh cáo. Hàng vạn hàng nghìn, không nên xem thường bựa lão đạo. Từ tiểu thụ tiếp qua cái này tinh khoan bông tai, nho nhỏ không đáng chú ý một điểm, lại cảm giác nặng như vạn tấn. Làm sao từng cái đều cho lớn như vậy áp lực? Đạo khung thương, thật có mạnh như vậy sao? Ta nhớ kỹ. Hắn biến trở về từ tiểu thụ bộ dáng. Đem cái này bông tai đeo đến vành tai bên trên, bông tai chỉ có một điểm, cũng không rõ ràng. Không cần Hương Di giải thích, hắn trong nháy mắt tìm hiểu được cái này bông tai công dụng thậm chí không cần linh nguyên nó có thể tự chủ hấp thu một chút xíu thiên địa linh khí bảo trì thông tin tác dụng cực kỳ tinh diệu thiên cơ che đậy thuật cái này rõ ràng là phòng lão đạo các ngươi hương gia còn có người có thể chế tác cái đồ chơi này từ tiểu thụ sờ lấy vành tai giật ra dáng tươi cười hỏi thiếu nữ bản hương di nhún nhún vai vô cơ lão tổ tác phẩm từ tiểu thụ ý cười biến mất thật nghiêm túc như vậy a à một cái bông tai đều muốn huyền vô cơ xuất phẩm, ta vậy có thể làm tốt sao? Ta phải đi, hoặc là không đuổi kịp đại lưu, ta thế nhưng là đường đường chính chính thí luyện giả, có bài. Hương Di bày ra nàng thí luyện giả ngọc bài, thần sắc xinh xắn đáng yêu. Từ tiểu thụ thật không dám tin đây là đơn giản trang điểm thuật có thể thực hiện hiệu quả, khả năng đây chính là đại đạo đơn giản nhất đi, hắn khoát tay chặn lại, đi thôi. Ngươi đây. Hương Di chuẩn bị lên đường hỏi một chút. Ta là người nhập cư trái phép, không quá mức cái gọi là. Từ tiểu thụ cất kỹ quạt giấy dắt mình nguyên trang mặt, làm cái mặt quỷ. Chuyến này bị phát hiện liền là hành tung bại lộ. Không bị phát hiện lời nói, đỉnh lấy ai mặt, đều sẽ không bị phát hiện. Từ cố sinh cái này áo lót tại lúc đầu trong dự đoán có thể còn sống thời gian liền không dài, lại cho đạo khung thương cường thế giết cơ hờ, ít hơn 10 ngày tuổi thọ, hiện tại có thể kết thúc nó sứ mệnh. Từ tiểu thụ cẩn thận tính toán một cái, phát hiện chính mình quen thuộc làm chu thiên tham, làm tiểu thạch đàm quý, làm trần thứ. Hắn trở thành qua thật nhiều thật nhiều những người khác, lại có thật lâu một đoạn thời gian, không có làm về mình. Từ tiểu thụ mặt, hẳn là cũng không có khó coi như vậy đi, người người kêu đánh. Từ tiểu thụ sờ lấy mình gương mặt, tự dễu vừa cười. Có lẽ, thiếu nữ hương hương cười cười nâng lên quyền huy vũ dưới, bảo trọng. Bảo trọng. Từ tiểu thụ nói. Phanh một tiếng, hương thơm nở rộ, hương hương biến mất không thấy gì nữa từ tiểu thụ trên mặt ý cười vậy đi theo biến mất không thấy gì nữa, trong mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Không có thời gian làm càng nhiều chuẩn bị, đến tiếp chiêu. Cũng may lớn nhất chuẩn bị sớm đã kết thúc, nên tiếng tứ tượng bí cảnh người vậy đã đến nơi. Còn lại, liền giao cho tương lai A. À. Tiểu Hàng Hắn thấp giọng một hô, chồng trắng nhỏ liền từ không biết nơi nào xông ra, bò vào bộ ngực hắn trong quần áo. Phong vu cẩn Hắn vừa nhấc mắt, quanh tại trên xà nhà, chẳng biết lúc nào xuất hiện cái kia sợi màu xám sương mù liền rơi xuống, hóa thành một cái bạch y nữ tử. Ngoài cửa sổ chiếu đến gió tuyết, nữ tử điềm nhiên mỉm cười, như không cốc u lan. Nàng bưng nàng tiểu lư đồng, vuốt tay một điểm. Từ tiểu thụ, đã lâu không gặp. Xuy. Một thanh âm vang lên, mặt mặt phía sau màu xám sương mù ngưng tụ, hóa thành một đoàn dương nanh múa vuốt mặt quỷ. Phong vu cẩn thanh âm từ mặt mặt hầu gặp vang lên, khạch khạch mà cười, có một chút u lãnh, từ tiểu thụ thiên huyền môn liền bản đế đều vết không cờ hờ tết ngươi thời điểm liền dự liệu được ngươi hội cực kỳ không giống nhau nhưng bản đế là thật không nghĩ tới ngươi có thế nhanh như vậy đi đến hôm nay độ cao như thế từ tiểu thụ không thèm để ý phong vu cẩn đối mặt mặt phất vất tay hắt một tiếng nói Mặt sư muội đã lâu không gặp nhưng kỳ thật vậy không lâu liền mấy tháng thời gian mặt mặt nhẹ nhàng cân một tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ màu trắng tuyết mấy tháng nàng thế nhưng là im miệng phong vu cẩn tiếng nói còn chưa nói xong lại cho mạc mạc uống xong hai người này bây giờ là cái tình huống như thế nào có thể hài hòa chung sống từ tiểu thụ nghi ngờ không thôi nhưng vậy không hỏi nhiều phong vu cẩn xung phong nhận việc đến đây nhất định là có bác tôn am uy hế bờ trước đây không cần thiết vào lúc này bóc người điểm yếu không gian đạo bàn tại dưới chân xoay tròn từ tiểu thụ đưa tay ra ta muốn truyền tống không nên phản kháng ân. Mạc mạc đưa tay, nhẹ nhàng dựng vào, lòng bàn tay nên tại vừa rồi ngoài cửa sổ đụng qua bông tuyết, có tuyết nước cùng lạnh buốt. Từ tiểu thụ nắm chặt tay nàng, dừng lại về sau, mãnh liệt âm thanh quát lớn. Không. Giang. Đại. Na. Di. Nó ở vào trung vực 132 giới một trong kỳ lân giới. Giới này lấy trong truyền thuyết tại nên sinh ra qua cổ thần thú, kỳ lân, đặt tên, cách Ngọc Kinh Thành xa xôi đến không ngừng 10 vạn 8 ngàn dặm. Một giới một thế, nghèo một đời người, khó đi một vòng. Người bình thường muốn thông hành lưỡng giới, phải dùng vượt giới truyền tống trận mới được. Giống như đông vực, chính thành chính một đời người chỉ biết đông thiên giới, cũng có thể là vĩnh viễn chạy không thoát dù là một cái đông thiên vương thành. Kỳ lân giới cũng là rất lớn. Nó cách tứ lăng sơ ngược lại thêm gần chút. Không có gì ngoài trảm đạo, thái hư, người thường muốn vượt qua, đến quy củ đi đến truyền tống trận phía trên. Cung Dương Sơn liền ngủ nằm tại kỳ lân giới chính trung tâm. Nhìn xuống lúc, núi này thế núi như đầy trăng tròn, ngồi bắc hướng nam, từ đông sang tây nghiêng nằm đầu rồng, chỉ còn lại nam bộ một lỗ hổng. Nó lại như một cái cực lực mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem núi này lấy nam, toàn bộ nuốt vào, duy nhất lỗ hổng nam bộ, chính là tứ tượng bí cảnh cửa vào. Không gian thông đạo mở ra lúc hội phát ra ánh sáng, từ xa nhìn lại, đây chính là sông Long Hí Châu. Nếu là có người tới Nam Bộ tứ tượng bí cảnh cửa vào đứng lặng, còn có nhàn hạ thoải mái phóng tầm mắt nhìn trong về phía xa, liền có thể gặp cung dương sơn nổi danh nhất hai ngọn núi. Linh Phong cùng Giác Phong. Dãy núi đồng đều dây phía trên, như thế hai ngọn núi nổi lên, khúc cung xuyên trời, dốc đứng đến thậm chí tại đỉnh cao chỗ hướng phương bắc lõm rơi mà đi, hình thành nơi hiểm yếu sườn núi vượt sâu. Lấy tự nhân thị giác phẳng nhìn mà đi, đây chính là hai cái to lớn dê rừng sừng. Tạo hóa huyền bí quỷ phủ thần công. Núi vốn không hung, tên mà sinh sát. Cung Dương Sơn, chính là bởi vậy mà đến. Từ tiểu thụ mang theo hàng gia, mặt mặt truyền tống tới lúc, ở trên cao nhìn xuống, vậy vì như thế hùng kỳ thế núi mà chấn động. cúi đầu xuống, hắn phản phất thấy được đạo khung thương từ dưới đi lên kéo tròn cướp tới tà tội cung, nhắm ngay mình. Thông qua cảm giác thị giác, lại có thể nhìn thấy cái kia hiểm trở, linh phong, giác phong, chi đỉnh cao, vừa vặn có thể sâu được một cái cuồng bạo cự nhân thi thể từ tiểu thụ dụi dụi con mắt cái này chút huyễn tượng mới trở nên không thấy dựa vào là ta nhạy cảm hướng nam bộ nhìn xuống tứ tượng bí cảnh cửa vào đã mở ra xung quanh có thế lực lớn người hộ đạo đang đợi nhưng tuổi trẻ chút thí luyện giả một cái đều nhìn không thấy hiển nhiên là đi vào trước thẻ hai giờ trên lệch thời gian sau những người này vì tiếng thánh cung cũng là thật là liều tuy nói từ tiểu thụ trở về tìm người chậm trễ một chút thời gian nhưng có thể so sánh không gian truyền tống còn nhanh hơn chỉ có thể nói những người này có lẽ đã sớm nghe được tiếng gió căn bản không có đi nghe tuyên truyền giảng giải một mực canh giữ ở tứ tượng bí cảnh cửa chính bí cảnh vừa mở thí luyện giả lập tức đưa vào đi trực tiếp dẫn trước tại hàng bắt đầu bên trên thánh cung tâm vậy thật là lớn là không câu nệ nhỏ vẫn là thật quên phải đợi người đủ lại mở bí cảnh từ tiểu thụ nhìn xem phía dưới dần dần bay vọt mà đến từng đạo bóng người nhìn qua cung dương sơn bắt đầu náo nhiệt lắc đầu bật cười. Nếu như hắn là thí luyện giả, lúc này nhất định phải thẻ tại cửa ra vào, thật tốt cùng thánh cung lý luận một phen cái gọi là hai giờ công bằng, lại đem đẩy lên hiệu ứng hồ điệp cấp độ bên trên. Thánh cung không chú trọng mảnh, khả năng dẫn đến liền là một cái vẫn lạc thiên tài, sau đó 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây về sau, hắc hóa về đến báo thù thánh cung. Như thế dễ hiểu đạo lý cũng không hiểu sao. Bán thánh khí tức. Mạc mạc bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy người nào đó suy nghĩ lung tung. Nàng tay trái bưng nắm lấy tiểu lư đồng, tử đàn hương ở trong đó nhẹ đốt, ngay cả lời âm thanh phản phất đều nhiều một chút mùi thơm, có rất nhiều đạo. Từ tiểu thụ có cẩn nấp, mặt mặt có phong vu cẩn thánh đế chỉ dẫn kim bản thân phong ấn, hàng thiên chi trồn một khi muốn độn, bán thánh đều khó mà phát giác. Ba người này tựa đứng tại trên không trung chân đạp hơi mây, khí tức như có như không, thật có lấy một chút hắc ám thế lực đại lão dòng ngó thiên hạ chi thế cung dương sơn phía dưới náo nhiệt phi thường, lại không một người phát giác. Rất nhiều bán thánh. Từ tiểu thụ chuyển mắt nhìn lại, bọn hắn có thế cảm giác được ngươi sao? Tuyệt đối không thế. Mạc mạc rất ít đem lời nói đầy. Bán thánh không được, nhưng thánh đế là có thế phát giác được ta tồn tại. Chồng trắng nhỏ từ từ tiểu thụ trong ngực mèo ra cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quanh người mạc mạc. Cái này người quen thuộc vừa xa lạ nàng dù sao cùng mình cùng nhau đi qua tuất nguyệt hôi cung chờ đợi một tháng lâu nhưng trên người nàng cái kia thanh âm là chuyện gì xảy ra đâu thụ gia bảo nàng phong vu cẩn là hắc mạch vị kia đại lão sao tiểu hàng run lẩy bẫy, cái gì cũng không dám hỏi nó phát hiện chính mình thật sự là đệ vị thể chất bất luận là tại hư không đảo vẫn là đi vào thánh thần đại lục tứ tượng bí cảnh nhưng có thánh đế ẩn hiện ngươi có thế phát giác được không từ tiểu thụ nhìn qua vị này tu vi cảnh giới kéo lên đến so chính mình cái này bật hắt nhanh hơn mạc sư muội nàng đã trảm đạo lâm môn một cước có thể phá thái hư cũng có thể là đã phá nhưng phong ấn mình lực lượng liền cảm giác đều nhìn không ra mặt mặt mí mắt rủ xuống dường như tại cảm ứng cũng có lẽ là đang nghe trả lời sau một lúc lâu nàng vươn tay nhận ở từ trên trời bay xuống bông tuyết thánh đế đến qua chồng trắng nhỏ yên lặng đem đầu rút về thụ gia trong ngực Cung dương sơn trời tuyết thật là lạnh A, à, liền hàng thiên chi trồn đều cảm thấy tâm lành lạnh. Ngươi gánh vác được A. À. Từ tiểu thụ vỗ vỗ trước ngực dị vật đã nhận ra hàng gia cảm xúc dị thường. Gia hỏa này từng bị giam tại tứ tượng bí cảnh qua, đối nơi đây trong lòng sợ hãi, cũng là bình thường. Mặt mặt nghiêng đầu, nhẹ giọng nói ra. Hàng gia chế túc vật là bạch trụ cung chủ thân chế, tăng thêm nó huyết mạch thiên phú. Chỉ cần không phải chính diện đụng vào thánh đế, là có thể lẫn tránh cảm giác chồng trắng nhỏ nghe tiếng, lại chậm rãi đem đầu đưa ra ngoài, gọi ta tiểu hàng là được. Nói xong nó mới ngước mắt nhìn về phía thụ gia, dơ lên móng vuốt nhỏ bảo đảm nói, tiểu hàng không có vấn đề, nhất định mang thụ gia tìm tới nhiễm bính di chỉ. Chúng ta lần này mục tiêu, cũng không chỉ là nhiễm bính di chỉ. Từ tiểu thụ cười cười không nói lời nào, cũng không muốn đã kích hàng gia tính tích cực. Đi vào đi. Từ tiểu thụ lấy khôi lỗi thao tuyến phương pháp, ngẫu nhiên lựa chọn một tên phía dưới thí luyện giả may mắn nó cũng không thao túng đối phương, chỉ là ở tại trong cơ thể lưu lại một đoạn nhỏ không thể thấy linh tuyến. Thí luyện giả tiến vào tứ tượng bí cảnh về sau, nó chỗ phương vị không gian điểm, từ tiểu thụ cũng liền đọc lên tới. Lần thứ nhất trở thành người nhập cư trái phép, cảm giác vẫn có chút mới lạ. Người đồng lứa còn tại phía dưới, tại thánh cung thí luyện quan ánh mắt cùng dụng cụ dưới, kiểm TR, A nghiệm chứng thân phận ngọc bài tính chân thực, tiếp theo thông qua truyền tống thông đạo tiến vào bí cảnh. Từ Tiểu Thụ móng tay vạch một cái hư không, mỉm cười đi vào vết nứt. Hắn Kỳ Thật cũng là thí luyện giả, vậy có thân phận ngọc bài, còn có một cái rất lâu tên, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia. Chỉ là cái kia chút thuộc về vương thành thí luyện khôi thủ ban thưởng, hẳn là đều trên người Từ Tiểu Kê, hiện tại không biết đi nơi nào. Coi như Từ Tiểu Kê thật tới, Từ Tiểu Thụ cũng không dám dùng. Dù sao cái kia ngọc bài đã bị thực chủ y vì thánh nô Từ Tiểu Thụ bản thân, ai dùng ai cờ hờ kết. Mặt mạc theo sát phía sau, cất bước bước vào vết nứt không gian. Nàng cũng không phải lần đầu tiên ghé qua không gian toái lưu, sớm đã làm được trên tâm cảnh giếng cổ không gần sóng. Vết nứt không gian khép lại về sau. Qua hồi lâu, cung dương sơn linh phong phía trên, mới nhảy xuống một cái đem áo bào đỏ tiện tay trên vai, ngực trọng lộ bụng đẹp trai nam tử. Hắn mắt hơi hiếp lại, lại hẹp vừa dài. Hắn hai tay dâng hai vịnh hư ảo màu lam trăng khuyết, trên đó thánh văn lưu chuyển nhóm thứ 17 người nhập cư trái phép, xem ra cái này không phải ta. Hắn liền rơi vào từ tiểu thụ vừa rồi tiến nhập vết nứt không gian phương vị phụ cận. Dừng lại hồi lâu, hắn nhẹ nhẹ hít mũi một cái, trong mắt hiện lên tinh quang, lộ ra hài lòng cười mỉm. Quỷ thú hương vị. Xem ra, đây là ta con mồi A. Đột nhiên có cảm giác, Nguyệt Cung Ly dừng lại phẩm tích cái mùi này đi hướng, ngước mắt nhìn về phía trời xa. Trước mắt thế giới tự hồ tinh hồng một cái hắn một cái chớp mắt, cảm giác mới vừa rồi nhìn đến cái kia màu cam, màu đen hai người tổ hợp bóng dáng, chỉ là ảo giác. Hắn cố gắng nhớ lại dưới, nhưng cái gì vậy không nhớ nổi. Thú vị! Nguyệt cung ly đầu ngón tay nhẹ xoáy lấy trên hai tay hư ảo Lam Nguyệt, tiếp theo dùng ngón tay chống đỡ trán, tự nhủ. Đây là huyết thế châu năng lực A. Ta bị nguyền rủa. Huyền vũ mạch. Chừng 72 tầng cao huyền vũ kim tháp phía trên. Một cái mọc ra râu quai nón khôi ngô tráng háng, chính ôm hai chân, dùng đầu gối chống đỡ lấy cái cầm, cuộn thành một đoàn nhìn chăm chú lên phía trước. Vị này tân nhiệm chiến bộ thủ tọa lần thứ nhất tham dự thiên tổ hành động như thế cao cường độ nhiệm vụ, xem ra tràn đầy khẩn trương. Dù là hai mắt đã cảm thấy chắc, hắn mí mắt đều không mang theo nháy một cái, liền sợ bỏ qua một ít trọng yếu tin tức. Số 365 trận nhãn, Hồng Y trưởng vào chỗ. Số 484 trận nhãn, Bạch Y Hồng Cảnh vào chỗ. Số bảy trận nhãn, bạch y triệu sướng vào chỗ. Thanh long mạch, ngao sinh vào chỗ. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ. Chu tước mạch, ngư tri ôm vào chỗ. Thiên tổ chuyên môn tác chiến máy truyền tin, không gián đoạn vang lên các loại báo điểm âm thanh. Hồng y, bạch y, dù là thả tại ngoại giới, bọn hắn là các nơi tiểu phân đội đội trưởng hoặc đội phó, ở chỗ này bọn hắn thậm chí chỉ có báo điểm âm thanh, nghe không được cái khác âm thanh. Lục bộ thủ tọa thì khác biệt bọn hắn có thể nghe được hồng y, bạch y, cùng lục bộ ở giữa lẫn nhau báo điểm âm thanh. Tại đi lên có lẽ còn có một tầng. Thật là là hai chủ, tam đế, bốn thần sứ có thể nghe được chỗ có tiếng người. Có lẽ lại lại hướng lên còn có. Phương Phương cũng không biết. Hắn chỉ biết là cái này, nào đó nào đó nào đó vào chỗ, là đạo điện chủ cứng nhắc quy định. Sở hữu người nhất định phải đúng giờ báo điểm, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nghe nói cái kia từ tiểu thụ có thao túng người khác tinh thần, đoạt xá người khác các loại quỷ dị năng lực, quả thực là nam vực tà thần hóa thân. Phương Phương đối thánh nô thụ gia vẫn là rất sợ hãi. Hắn cảm giác chung quanh càng yên tĩnh, loại này cảm giác sợ hãi liền hội càng bị phóng đại, thế là tìm chuyện để nói, lên tiếng hỏi. Đại chú y tiền bối, vì sao a người khác đều là một cái điểm vị một cái người, chúng ta nơi này cần hai cái người thủ đâu? Không biết. Nhưng ngươi cứng rắn muốn xưng hô như vậy lời nói, gọi ung tiền bối, hoặc là ung đại chủ y tiền bối không tốt sao? Ung đại chủ y bị chen tại huyền vũ kim tháp cạnh góc bên trên, nhìn xem viên kia cuộn thành một đoàn rắn chắc viên thịt, càng xem càng cảm thấy buồn nôn, mắng chửi nói. Ngươi chỉ dài cơ bắp, không dài đầu óc, cái gì đều hỏi, mình sẽ không suy nghĩ sao? Phương phương lòng bàn tay đều là mồ hôi, đưa ra đến gãi đầu một cái về sau, nhăn nhó phỏng đoán nói. Hội sẽ không. Chúng ta nơi này thụ gia xuất hiện xác suất tương đối lớn, đạo điện chủ để hai chúng ta cùng một chỗ phòng, để phòng bị nháy mắt giết liền báo điểm đều làm không được a. À. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, ngươi nói chuyện giọng điệu để cho người ta muốn ói. Quân đại chù y nôn khang một tiếng. Phương Phương ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, sớm thành thói quen ôn đại chù y cái kia, chỉ mắng tức là yêu chiều, nói chuyện phong cách. Hắn nhuyễn nhuyễn eo, quay đầu lại, hiếu kỳ nháy mắt. Đại chủ y ách cung tiền bối, nghe nói ngài gặp qua vị kia thụ gia, còn đánh nổ qua hắn hắn thực lực thế nào a à, có phải hay không vậy mọc ra ba đầu sáu tay cùng cái kia tu la đạo thần diệt một dạng lão tử cái rắm mới đánh nổ qua hắn lão tử kém chút liền không có cùng ngươi tiền nhiệm thủ tọa một dạng bị hắn chơi cờ hờ tết hay không đơn thuần mạng lớn quân đại chủ y lẩm bẩm không biết đang nói chút cái gì dù sao cái kia chút mắng chửi người tiếng chim phương phương một câu đều nghe không hiểu máy truyền tin lần nữa truyền ra rõ ràng thanh âm thanh long mạch ngao sinh vào chỗ số một trận nhãn, ngao sinh hóa thân vào chỗ, cái thứ nhất trảm thần lệnh đã cắm vào nhiễm bính di chỉ ba bài vị một trong nơi này đột nhiên nhắc nhở, chính đang tìm kiếm cái thứ hai trảm thần lệnh vị trí, là có ý gì? Là một đạo giọng nữ. Nơi này chẳng phải ta một cái người. Còn có người còn sống. Thanh âm này nhiều một chút nên có khẩn trương, từ cái kia liên tiếp không ngừng vấn đề có thể nghe được. Chu tước mạch, ngư tri ôm vào chỗ, đó là đạo điện chủ lục soát thần trận, lục soát là tứ tượng bí cảnh bên trong trảm thần lệnh vị trí không phải người sống không cần phải lo lắng thanh long mạch ta là ngao sinh tại sao là xinh đẹp như vậy giọng nữ a à, cái này không hù dọa người sao Trảm thần lệnh không phải còn có một đạo khác a à, lục ra được chúng ta làm sao bây giờ chu tước mạch ngư tri ôm vào chỗ một đạo khác tại bên ngoài lục soát chỉ có thể là ân từ tiểu thụ vị trí nhanh như vậy à đã bắt đầu đang tìm kiếm thánh nô thụ gia vị trí Huyền Vũ Kim Tháp bên trên ôm thành một đoàn râu quai nón trắng hán Phương Phương nghe đến đó, vội vàng lên tiếng xen vào một câu. Huyền Vũ Mạch, Phương Phương vào chỗ. Ung Đại Chù Y tiếng chim cũng liền bên trong gãy mất một cái, vội vàng theo vào, Huyền Vũ Mạch, Ung Đại Chù Y liền. suy. Huyền Vũ Kim Tháp trước đó, một đạo cùng khí xé mở không gian vết nứt xuất hiện, nhảy vào tới một cái người khoác áo đen lão đầu. Ung Đại Chù Y ngây ngẩn cả người. Phương Phương vậy ngây ngẩn cả người như thế rêu rao. Hiện tại người nhập cư trái phép, liền một điểm che giấu đều không làm, ngay trước lục bộ thủ tọa mặt, trực tiếp thiếp mặt tiến đến. Xem thường ai đây? Nha, có người A. vung đại chù y. Đã lâu không gặp. Lão Nhi kia đầu tóc đã hoa râm, nhưng hai mắt sáng ngời có thần, trên mặt ngược lại là có chút vết bẩn, để cho người ta cần nhiều phân biệt mấy lần mới có thể nhận ra nó thân phận. Trên người hắn dư thừa trang trí đều không có, chỉ là miệng bên trong ngậm một căn cành khô, bên hông cài lấy một thanh búa nhỏ. Trên dưới quanh người, đạo vận do trời sinh, tản ra phản phát quy chân khí tức. Nhưng là ở đây hai vị cũng nhìn ra được, người này, là Thái Hư. Cũng tốt, để cho các ngươi chứng kiến một cái, rất lâu đều không như thế rêu rao. Lão đầu nói xong, từ trong giới chỉ lật ra một khối thủy tinh bảo thạch. Huyền, huyền, huyền. Phương Phương dọa đến tại đỉnh tháp đứng lên, một cánh tay chỉ vào phía trước lão đầu, một tay lật ra một bó bóp đã phát nhăn treo giải thưởng đơn, lại đột nhiên cà lâm đến nói không ra lời. Huyền Vũ Mạch Sầm Kiều Phu Bán thánh vị cách Quân đại chùa y tê cả da đầu, tin giảng báo ra tất cả mấu chốt tin tức, toàn bộ người từ bàn chân đến đỉnh đầu đều là mát. Hắn đột nhiên liền từ sau lưng rút ra hắn bụi gai chùy sắc lớn, lại là từ từ ở phía sau rút lui, giống như là gặp được ôn thần. Thanh Long Mạch, ta là Ngao Sinh, quân đại chùa y ngươi đang nói cái gì, thánh nô lão tiều phu tới rồi sao bán thánh vị cách là cái có ý tứ gì đạo điện chủ ta có thể đã đi tiếp viện sao còn có thể là có ý gì phong thánh cung đại chủ y một tiếng bạo rống cờ hờ tết nương pháo ngươi còn thất thần làm cái gì mẹ hắn sầm kiều phu muốn tại lão tử trước mặt phong thánh ngươi không rút lui tại thánh kiếp xuống chờ cờ hờ tết sao các ngươi mau tới người còn có mấy truyền tin Sầm Kiều phu sờ lên bên hông bàn tiên phủ ha ha vừa cười, vậy không thèm để ý, trực tiếp hai mắt nhắm lại. Giờ khắc này tứ tượng bí cảnh thông hướng trong ngoài truyền tống thông đạo vừa vặn đóng lại. Giờ khắc này, tất cả những người thí luyện vừa mới nhập bí cảnh, còn chưa bắt đầu cái gọi là thí luyện, liền dị quỷ mặt cũng còn không thấy. Thiên khung oanh một tiếng, nổ tung lôi minh kinh vang. Thánh cung thí luyện, địa ngục hình thức, mở ra. Thiên địa chấn động ở giữa, bao hàm tan thương tịch mịch cảm giác thở dài một tiếng, từ cửu thiên truyền đến, vô cùng rõ ràng rơi vào mỗi một cái thí luyện giả trong tay. Người cần sống quãng đời còn lại cây mới xuân. Nửa đời phí thời gian không phải trầm luân. Mặt trời lặn phía tây phản tráng màu. Bàn tiên trảm cây chứng thánh tôn. Huyền vũ kim tháp trước đó, sầm kiều phu vỗ bên hông bàn tiên phủ, phun một cái trong tay huyết thụ âm nhánh. Hắn một búa đánh xuống, chính đại tổ thụ một trong huyết thụ âm nhánh, ba một tiếng một phân thành hai, tàn phá bừa bãi mở bành trướng vĩ lực. Cùng một thời gian, thủy tinh như bảo thạch bán thánh vị cách vọt lên đỉnh đầu, đem những lực lượng này điên cuồng thôn vệ. Sầm kiều phu mắt hổ vừa mở, tiếng như kinh lôi. Hợp đạo phong thánh. ầm ầm Cung dương sơn thiên khung phía trên, đen tối kiếp vân hội tụ. Tứ tượng bí cảnh cửa vào mới vừa vặn đóng lại, các thế lực lớn các hộ đạo giả mới bắt đầu châu đầu ghé tai, trái phải bắt chuyện. Nhà mình đệ tử tiến bí cảnh đi bên ngoài lưu lại, liền là một trận cao tầng tụ hội. Không có nhiều người dự định sai qua khả năng này đem sẽ kéo dài dài đến cả một cái tháng năm vực các thế lực lớn cao tầng giao lưu thịnh hội. Có người thậm chí từ trong không gian giới chỉ móc ra cái bàn cùng rượu thịt, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nên hạ tứ phương khách nhân. Ngay tại cung Dương Sơn, bọn hắn đem dài đến một tháng vui vẻ. Về sau các nhà đệ tử sau khi ra ngoài, nếu có sinh tử thù hận, thì cái khác tính toán. Nhưng tất cả cái này chút chuẩn bị, bị đột nhiên xuất hiện kiếp vân cùng tiếng sấm đánh gãy. Từ thiên khung phía trên che đậy xuống. Từ tứ tượng bí cảnh đột nhiên nổ tung trong cái khe không gian thẩm thấu ra. Bán thánh vi áp. Các thế lực lớn cao tầng ngẩng đầu mà trông, trong mắt nhiều hoảng sợ. Dù là kiến thức không đủ, nhưng sống nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm có nghe thấy qua chỗ gọi là phong thánh. Dưới mắt cung dương sơn hết thảy cảnh sắc lộ ra, không phải là thánh thần đại lục hồi lâu chưa từng xuất hiện phong thánh thời khắc. Thánh cung sứ giả. Xin hỏi cái này là chuyện gì xảy ra? Tứ tượng bí cảnh, sao có thể có người ở bên trong phong thánh đâu, cái này còn thế nào thí luyện? Có người vội vàng bận biệu nhìn phía khoan thai tới chậm thánh cung sứ giả hoa minh, lại một chỉ biến mất tứ tượng bí cảnh cửa vào, trên lửa đuôi lông mày. Bí cảnh. Cái này không cùng cấp tại cho không A. À. Đây chẳng qua là một đám tiên thiên tay mơ, khoảng cách gần như vậy tại thánh kiếp bên trong thí luyện, vạn nhất bị liên lụy, cờ hờ, tết không tán thân nơi A. À hoa minh vậy mộng lấy nhìn lên bầu trời thánh kiếp hai mắt thất thần nàng chỉ là một cái thánh cung sứ giả cũng không phải là cái gì vạn sự thông nàng chỗ đó hiểu được tứ tượng bí cảnh không gian thông đạo bên này một cửa bên trong liền có người phong thánh tổng không đến mức có người ép cảnh giới ép tới quá bất hợp lý một khi giải phóng từ tiên thiên bước vào bán thánh cảnh hoa minh đưa ra mình đoán cái này quá giật hài tử nhà ta cái gì tư chất ta biết nếu có thể dạng này đến cung Dương Sơn làm cái gì? Chính chúng ta liền có thể mở mang một chỗ thí luyện. Hiện trường trực tiếp nổ. Có người nắm chặt thời gian tránh né thánh kiếp, miễn cho bị khóa chặt. Thánh cung một phương nhân viên công tác, vậy bắt đầu sơ tán đám người, đem sở hữu người sai khiến ra thánh kiếp bao trùm phương vị. Hoa Minh khi nàng lớn đang đỉnh, lại cảm giác mình ý nghĩ là có xác suất là thật. Như vậy tục nhân căn bản vốn không biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Có lẽ tứ tượng bí cảnh bên trong có một thất tuyệt thế hắc mã, đang sinh ra. Ví dụ như từ sư bá nếu như tiến vào tứ tượng bí cảnh, có lẽ liền có thể làm được như thế. Cung Dương Sơn, kỳ tích nơi. Quế gãy Thánh Sơn. Vệ An vừa rời Thánh Hoàng Điện không lâu, liền nhận được rất nhiều đầu đưa tin. Đại bộ phận tin tức truyền đạt nội dung coi như bình thường, bất quá cũng chính là trời sập. Nhưng trong đầu lại vẫn xen lẫn dạng này một đầu trời rơi đĩa bánh tin tức. Vệ Đại Thúc, chúng ta có thể muốn nhặt được bảo, có thí luyện giả tiếng tứ tượng bí cảnh, đạp đất phong thánh. Chó má thí luyện giả đạp đất phong thánh. Vệ an suýt nữa không kéo được lo nghĩ, muốn đưa tin trở về mắng to. Nhưng vừa nhìn đưa tin người là tẩn chiếu nhất mạch đương đại gây chuyện tin về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ vì sao sẽ có dạng này một cái tin tức tồn tại. Tẩn chiếu nhất mạch đầu óc đều bị bạch viêm cháy hỏng qua, lại mỗi lần có thế sinh ra quỷ tài, có thế sinh ra dạng này cách nghĩ, chẳng có gì lạ. Vệ an quay người, trực tiếp đem đầy ngập lửa giận vung đến trên thánh sơn. Đạo không thương, đây chính là ngươi nói dốc hết toàn lực. Thí luyện vừa mới bắt đầu, ngươi không chỉ có muốn hủy chúng ta người, còn muốn hủy diệt toàn bộ tứ tượng bí cảnh đúng không? Thánh Hoàng Điện ngồi tại chủ vị phía trên đạo không thương vuốt hắn máy truyền tin, nhìn xem trước mắt hắn bàn cờ, nắm vuốt một con, không có chút rung động nào đem thiên tổ thành viên hết thảy bẩm báo nghe xong, lại đâu vào đấy từng câu giải đáp, phân phó xong, lúc này mới nâng lên mắt đến. An tâm chớ vội. Tốt. vệ an lại cũng thật có thể ổn xuống tới sau khi ngồi xuống nhìn thấy người này còn có nhàn hạ thoải mái đánh cờ lửa giận vượng hơn ngươi ngược lại là nói một chút hiện tại là cái tình huống như thế nào như ngươi thấy thánh nô sầm kiều phu xuất hiện ở huyền vũ kim tháp trước bắt đầu phong thánh vệ an nhìn xuống một đấm đánh nổ cái này bừa lão đạo đầu xúc động về sau lại hỏi ngươi nên ứng đối ra sao thiên cơ đạo khung thương vừa nhấc mí mắt vô ý thức muốn nói câu nói kia nhìn thấy vệ an nổi giận đùng đùng về sau, ngừng tạm, vẫn như cũ nói ra, không thể tiết lộ. Phanh! Vệ an đặt mông đứng lên đến, sau lưng cái ghế chớp mắt nổ thành bột miệng. Hắn là tốt tính, nhưng không có nghĩa là không có tính tình. To như vậy thánh hoàng điện, nương theo bán thánh giận dữ, chỉ một thoáng cái bàn rung động. Thánh vi trấn áp xuống, liền ái thương sinh trên đùi miếng vải đen đều kinh lên sóng lăng tăng. Nhưng nơi này là thánh hoàng điện, là quế gãy thánh sơn nghị sự đại điện, xử lý là năm vực các nơi lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả sự tình. Bán thánh uy áp mạnh hơn, trấn không nát trong điện đình trụ, càng vỡ nát không được nơi đây thiên cơ trận. Thánh hoàng điện căn bản không chút sức mẻ, sao đạo khung thương cái kẹp tay còn ổn. Đạo khung thương chỉ là lẳng lặng nghe vệ an nói xong, có chút vừa cười, hé miệng hạ cờ, nửa câu dư thừa giải thích đều không. Vệ an nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Người tốt nhất tốt nhất, thật đem hết thảy đều tính tới. Hắn quay thân rời đi, một bước ẩn trốn cùng không. Hắn sẽ ra tay. Ái thương sinh ngóng nhìn mà đi, ánh mắt không có chút rung động nào. Sẽ không, hắn chỉ là đi bảo hộ hắn thánh cung thí luyện giả, làm sao có thể vì ta sử dụng. Sầm kiều phu phong thánh, dùng là nhan lão bán thánh vị cách. Không phải, cái kia bị vũ mặt dùng, hắn hẳn là đến từ khương bố y. Tốt đưa. Ái thương sinh tán thưởng. Dừng lại về sau, hắn lại tiếp tục lên tiếng lần này cũng nhiều một chút hiếu kỳ bác tôn am như thế quả quyết có chút ngoài dự liệu xem ra hắn cũng biết lần này quyền chủ động không tại trên tay hắn ngươi đây vậy thật nghĩ đến không ta sớm cái gì đều không nghĩ đạo không thương lần nữa cầm bốc lên một quân cờ bình tĩnh rơi vào trên bàn cờ lúc này mới nâng lên mắt đến cười nhìn về phía ái thương sinh nhưng tổng thể làm sao dưới ai cùng ai dưới vốn là nên có nó cố định hình thức cùng kết quả vận mệnh kỳ thật chỉ cấp sinh mệnh hai loại tiến trình, ổn bên trong cầu thắng cùng suốt kỳ chế thắng. Ta không sợ kỳ binh cục, ta sợ là, nắm vững thắng lợi người không phải ta chi cục. 3. Một cái, cờ trắng rơi vào trên bàn cờ, thanh thúy thanh âm tại trống trải mà yên tĩnh thánh hoàng điện bên trong quanh quẩn. Binh được nước cờ hiểm, âm thanh như lôi đình. Yếu bên ngoài xem bên trong, nó thế đã nát. Ái thương sinh, tới phi ngươi. Ầm ầm thánh kiếp xuyên qua tứ tượng bí cảnh vỡ vụn thiên, đánh phía xa xôi huyền vũ mạch. Đây là đạo thứ nhất lôi kiếp. Cường độ bên trên, cái này cố nhiên không có hư không đảo bên trên quỷ nước chí cao thánh kiếp mạnh, nhưng dù sao cũng là thánh kiếp. Cái đồ chơi này vừa xuất hiện, phạm vi bao phủ toàn bộ huyền vũ mạch. Ngay cả còn lại ba mạch tiếp giáp nơi, đều bị liên lụy một chút. Những cái này tiên thiên cấp bậc thí luyện giả, vừa tiến đến trực tiếp qua đời. Quá điên! từ tiểu thụ kinh tâm động phách nhìn về phía phương bắc không thể tin được cái này là người một nhà tại độ kiếp nhưng sầm kiều phu phong thánh đạo âm quá tốt phân biệt chỉ là nghe thấy một lượt xem lấy ý tưởng từ tiểu thụ liền phản phất xem hết nam vực lão tiều phu cả đời đốn củi một khi ngộ đạo một buổi phong thánh hình tượng tinh tế trở về phẩm sầm kiều phu cả đời còn giống như thật sự là thường nhân vô pháp sao chép nhân sinh hắn là tại đốn củi bên trong ngộ đạo thể ngộ hồng trần dùng hơn nửa đời người thời gian. Đổi lại, là một khi ngộ đạo thời điểm, trực tiếp từ hậu thiên luyện linh sông lên vương tọa đạo cảnh, thuận tiện đem cửu tử lôi kiếp cùng tự thân đạo đều chém. Về mặt thời gian nhìn, phổ thông thiên tài chậm rãi tu luyện tới trảm đạo cảnh giới, thời gian sử dụng ở giữa cùng sầm kiều phu giống như cũng kém không nhiều. Nhưng quá trình là vô pháp so sánh. Trình độ nào đó bên trên giảng, sầm kiều phu kinh lịch không thể so với ba hơi tiên thiên, ba năm kiếm tiên, truyền thuyết kém chỉ là cùng một vị nào đó không biết tên kiếm tiên một dạng tất cả tại bác tôn am người bên cạnh tựa hồ tia sáng đều bị đè xuống bọn hắn thiên tài đi nữa lại ưu tú đông đóng chi tại trăng sáng vĩnh viễn không có ý nghĩa nhưng một khi tại nào đó cái thời gian điểm nào đó một đặc biệt vị trí làm ánh sáng chỉ bó đến hắn trên người một người lúc lúc này thế nhân liền hội hoàn toàn bừng tỉnh a à. nguyên lai like cái này cũng là một cái nhân vật a à. không phải tất cả thái hư cũng có thể lấy phong thánh từ tiểu thụ tinh tế đánh giá thánh nô chính tòa bên trong 11 người. Hắn phát hiện còn giống như thật chỉ có sầm kiều phu có thể tại hư không đảo cầm tới bán thánh vị cách về sau, nói phong thánh liền phong thánh. Vẫn là như thế không hợp thói thường, cường thế, trực tiếp tại thánh thần điện đường dưới mí mắt phong thánh. Không thể nghi ngờ, đây là sáng loáng bia đỡ đạn. Từ tiểu thụ cũng không biết là mình để Lý Phú Quý đi đưa lời nói tạo nên tác dụng, vẫn là bác Tôn Am vốn là có ý như hành động này nhưng muốn nói trước đây hắn bị đạo khung thương đánh cái thời gian kém đánh cho trở tay không kịp tiến vào tứ tượng bí cảnh sau còn có chút mơ màng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu hành động lời nói hiện tại hết thảy đều sáng tỏ lôi đình xuất kích bác tôn am thay mình làm xong quyết định còn lại đều không cần quản chỉ cần tìm tới cái kia thánh thú kỳ lân hoàn thành câu thông liền có thể đương nhiên đây là ám độ trần thương minh tu sạn đạo nhiễm bính di chỉ hành động vẫn là muốn đồng thời tiến hành Bằng không lấy cái kia bựa lão đạo năng lực Sợ là vừa phát hiện sầm kiều phu đều Tại tứ tượng bí cảnh phong thánh Nhiễm bính di chỉ lại không có xuất hiện Một cái từ tiểu thụ Từ tiểu thụ là ngủ thiếp đi Hắn nhất định là tại địa phương khác Làm càng lớn sự tình a à. Thụ gia chúng ta nên làm như thế nào Chỗ ngực trồn trắng nhỏ bò lên đi ra Nhìn qua chân trời thánh kiếp Lòng còn sợ hãi Hư không đảo tốt xấu còn có cái giảm sóc cái này tứ tượng bí cảnh vừa tiến đến, trực tiếp bắt đầu cuối cùng đại quyết chiến. Nhiễm mính di chỉ ở đâu? Từ tiểu thụ đem chồn trắng nhỏ móc ra. Tại thanh long mạch biên giới. Thanh long mạch cùng cái khác ba mạch giáp giới chỗ, có một vùng tên là hắc thủy khe. Đó là một cái vực sâu, lâu dài bao phủ hắc vụ, hướng xuống ngàn trượng, xuyên qua nước đen kết giới, liền có thể tìm tới nhiễm mính di chỉ. Thụ gia biết biển cơ hờ, tết A. Ân. Từ tiểu thụ gật đầu trùng trắng nhỏ run rẩy một cái lại còn nói thêm. Hắc thủy khe nước đen, nghe nói là liên thông thánh cung thánh huyền môn bên trong lực lượng, có cùng biển cơ hờ, kết cùng loại cấm pháp kết giới. Thụ gia có thể lý giải thành là loại kia cân, nói như thế nào đây? Không cần hình dung, ta đã biết. Từ tiểu thụ trầm giọng nói xong, trong lòng có không ổn dự cảm. Cái này không phải liền là cô âm vách núi dưới biển sâu A. Chỉ bất quá lần này chủ khách đổi chỗ, đến phiên thánh thần điện đường khống chế cục diện, cũng có thể điều động như hư không đảo nội đảo như vậy cấm pháp kết giới lực. Phá cục mấu chốt, ngay tại ở Thánh Nô cùng cái khắc hắc ám thế lực xâm nhập cái này hắc thủy khe về sau, có thể hay không tự do hành động. Nhưng lúc này, không có thứ diện chi môn. Thánh huyền môn. Đối với danh từ này, từ tiểu thụ không xa lạ gì. Còn nhớ kỹ dịp tiểu thiên viện trưởng tại cô âm vách núi đã nói qua một phen. Thánh thần đại lục, theo hắn hiểu rõ, vậy chỉ biết là có ba khu địa phương có cấm pháp kết giới biển cơ hờ kết, thánh huyền môn, hư không đảo nội đảo. Thánh huyền môn từ tiểu thụ cũng không lần đầu tiên nghe nói, hắn đại khái cũng có thể tưởng tượng đến bộ dáng. Dù sao thiên tăng linh cung thiên huyền môn, nghe nói liền là lấy thánh huyền môn vì mô bản chế tạo, trút xuống thánh cung tứ tử thứ hai không gian áo nghĩa dịp tiểu thiên cùng điên cùng trận đồ sư kiều thiên chi lực. Cấm pháp kết giới, cực kỳ buồn nôn. Chính suy tư lúc, mặt mặt môi đỏ mở ra, phong vu cẩn thanh âm không kịp chuyển đạt, bản thân chạy ra ngoài. Bản đế rất chán ghét cấm pháp kết giới, có thể hay không lôi ra đến đánh. Từ tiểu thụ chuyển mắt nhìn lại, vì vị này não động mà thay đổi cho, ngươi ý tứ. Đem nhiễm bính di chỉ toàn bộ vớt đi ra, vớt ra hắc thủy khe, chúng ta lại hành động. Mặt mặt thuộc lại, bằng không còn có cái kia tao. Cái kia đạo điện chủ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Trùng trắng nhỏ mặt mũi tràn đầy rung động chuyển mắt nhìn lại. Đây là ta có thể nghe được kế hoạch. Ta nghĩ cũng không dám nghĩ từ tiểu thụ lại là như có điều suy nghĩ. Thánh đế vĩ lực cường hãn bao nhiêu, hư không đảo ma đế hắc long dơ cao lên u minh quỷ đô đập nát đọa uyên, có thể thấy được lốn đốn. Phong vu cẩn lời nói cũng không phải là thiên phương dạ đàm, nếu như kế hoạch một phen, cố gắng thật có thể làm được. Không có gì đáng ngại, thụ gia có trảm thần lệnh. Trùng trắng nhỏ gặp thụ gia chần chờ, kịp thời giải thích nghi hoặc nói, cầm trong tay trảm thần lệnh, như là thừa kế nhiễm mính ý chí, không vì hắc thủy khe tấm pháp kết giới chỗ khốn, đây là năm đó ta có thế ngẫu chạy ra thả gió nguyên nhân một trong. Từ tiểu thụ mãnh liệt hít một hơi, còn có cái này nói. Hắn lại nghĩ tới trảm thần quan cái gọi là trảm thần lực, thậm chí có thế cao hơn tổ nguyên lực một đầu, có thế chém cơ hờ, kết chi. Cái kia chỉ là cấm pháp kết giới, tự hồ vậy thật không bị vị kia trảm thần quan đại nhân để vào mắt. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ. Mặt mặt vậy thấp giọng cảm khái, nàng tiếp thụ lấy đánh sâu vào, đi theo từ tiểu thụ luôn có thể hiểu rõ đến thiên có càng cao, có càng rộng. Trảm thần lệnh đâu? Mạc Mạc lại hỏi, lần này rất rõ ràng là tại thuật lại phong vu cẩn vấn đề. Từ tiểu thụ vô ý thức liền muốn từ hạnh giới bên trong móc ra trảm thần lệnh, không hiểu cảm thấy một loại tim đập nhanh. Hắn động tác dừng lại, ta làm sao có loại không tốt dự cảm? Cái gì dự cảm? Mạc Mạc, hàng gia đồng thời đặt câu hỏi, cho đến ngày nay, phong vu cẩn cũng không dám xem nhẹ từ tiểu thụ năng lực nói không nên lời từ tiểu thủ nhíu mày một phen nghĩ không đoạt được liền móc ra cao cỡ nửa người trảm thần lệnh đưa về phía mạc mạc thứ này ngươi cầm cấm pháp kết giới đối ta cơ hồ không có tác dụng ta năng lực bọn chúng không chịu được ngươi cầm trảm thần lệnh rất có thể đạo điện chủ dựa vào cái này có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngươi dù sao bọn hắn vậy có trảm thần lệnh mà thiên cơ thuật quỷ dị chuyến này hung hiểm muôn phần khi tất yếu phong phu cẩn ngươi nhiều nhìn chăm chú một cái không cần giấu gặp được bán thánh trực tiếp đánh cơ hờ kết, đánh không cờ hờ kết cũng không cần bị kéo ở, biết không? Phong vu cẩn xùy cười âm thanh truyền ra, chỉ mong đây không phải nguyền rủa. Mặt mặt ông qua cao cỡ nửa người trảm thần lệnh, thân hình càng lộ vẻ thon nhỏ một chút. Này làm sao có thể để trảm thần lệnh, gọi trảm thần thuẫn còn tạm được. Im ắng nói thầm câu, mặt mặt đánh giá lệnh bài. Trảm thần lệnh ngoại trừ to lớn, cũng không bất cứ dị thường nào cùng thần kỳ, liền là bình thường một cái có linh lực đồ chơi. Nó tự hồ tại có chút hướng một cái hướng khác nghiêng động lên. Thụ gia, ta, ta, tiểu hàng đâu? Hàng thiên chi trồn ủy khuất ba ba. Ngươi liền muốn vất vả một cái, gặp được nguy hiểm chạy liền chạy, chạy không được tìm ta, nhưng ngươi đến dẫn đường. Từ tiểu thụ nói xong, thứ hai chân thân ở bên cạnh hiện rõ đi ra. Hắn rất có quyết đoán, chẳng hiểu ra sao cảm giác được thời gian khẩn trương, liền thuận theo giác quan thứ sáu, nhanh chóng phân phối lên nhiệm vụ. Tẩn nhân, cũng chính là phân thân ta, ngươi cùng hàng gia, mạc mạc một tổ, tiến về nhiễm bính di chỉ. Ta cá nhân có an bài khác, thời khắc tất yếu, có vấn đề thông suốt qua tẩn nhân hỏi thăm hàng gia. Gọi ta tiểu hàng là được. Trùng trắng nhỏ nâng móng vuốt, yếu ớt nói. Tốt, hỏi tiểu hàng, đến lúc đó ngươi chỉ cần trả lời. Nhớ kỹ, chỉ cần xảy ra chuyện, hoặc gặp được người bị kéo lại, tình huống nghiêm trọng đến liền phong vu cẩn đều không giải quyết được loại kia, tẩn nhân hội đem hết toàn lực bảo hộ các ngươi. Nhưng liền xem như hắn muốn tự bạo, các ngươi vậy không nên quay đầu lại, không cần lo lắng hắn, biết không? Cái này một câu cuối cùng, từ tiểu thụ là nhìn chầm chầm mạc mạc nói. Mạc mạc một mộng về sau, ân một tiếng, phiếp đầu nhìn về phía một vị khác từ tiểu thụ. Tẩn nhân không còn là hộ vệ cách ăn mặc. Hắn hiện tại liền là thánh đô thụ gia trang phục, là cần hấp dẫn hỏa lực, hắn lệch ra đầu, vậy nhìn về phía mạc mạc. Mạc mạc như giật điện ánh mắt lùi về. Ai? Trong cơ thể nàng đột nhiên truyền tới thở dài một tiếng. Xuất phát. Từ tiểu thủ vung tay lên, tẩn nhân dưới chân xoáy lên không gian đạo bàn, mang người biến mất tại chỗ. Truyền tống một đoạn lại một đoạn. Tất lại không biết hắc thủy khe cụ thể không gian điểm, chỉ có thể dựa vào hàng gia không ngừng chỉ đường. Làm một lần cuối cùng không gian đại na di lúc, thời gian tựa như sai chỗ. Mặt mạc, mạc cùng phong vu cẩn đi đầu rơi xuống đất đi hướng hắc thủy khe vị trí tận nhân thình lình hỏi hướng hàng gia kỳ lân ở đâu chồng trắng nhỏ sững sờ há to miệng tự hồ muốn xác định cái gì nghĩ đến vừa rồi thụ gia phân phó vội vàng trả lời chu tước mạch chu tước kim tháp phía dưới ta là ở nơi đó cảm ứng được khí tức nhưng nó cũng không để ý đến ta thụ gia ủng hộ chồng trắng nhỏ nói xong lời cuối cùng lời nói đều đang phát run lại khó mà thành câu quả nhiên. Liền biết không có đơn giản như vậy. Ban đầu ở hư không đảo nội đảo mang theo 10.000 hư không kết tinh chạy ra thời điểm, nhiệm vụ vậy rất bình thường, quỷ có thế nghĩ đến đằng sau mạng nhỏ đều kém chút không có. Tứ tượng bí cảnh, thì ra là không chỉ nhiễm mính di chỉ. Thủ gia chân chính nhiệm vụ, đúng là muốn tìm cái kia kỳ lân, hắn muốn làm cái gì? Không trọng yếu. Lại là thánh đế cục. Chu tước mạch, chu tước kim tháp từ tiểu thủ bản tôn rơi vào cái này phương rừng núi hoang vắng phía trên thông qua không gian điểm hoãn lại phân tích ra mình hẳn là ở vào tứ tượng bí cảnh phương tây nơi này quá lớn sau vân lôn dãy núi còn muốn lớn hơn gấp mấy chục lần phương tây hẳn là bạch hổ mạch cái kia chu tước mạch vị trí liền nên là lệch đông nam bựa lão đạo thật không biết kỳ lân chỗ nếu như không chu tước kim tháp lại nên là vị nào bán thánh tại trấn thủ giọt thiên tổ trong máy bộ đàm truyền ra kinh hỷ thanh âm. Số một trận nhãn, Ngao sinh phân thân vào chỗ, cái kia đạo giọng nữ lại xuất hiện, nàng nói. Đã cảm ứng được trảm thần lệnh vị trí. Còn có, đã khóa chặt trảm thần lệnh vị trí. Mục tiêu xuất hiện, tiếp xuống đâu? Khe sâu lâu dài bao phủ sương mù màu đen, bởi vì phía dưới lưu có sức mạnh quỷ dị nước đen, cho nên nơi đây lại tên Hắc Thủy Khe. Tẩn nhân mang theo hàng gia, mặt mặt rơi xuống ngọn núi bên trên lúc, đã có thể cảm nhận được chung quanh cái kia hoàn toàn hỗn loạn đạo tắc. Nơi này cổ quái, không thể so với hư không đảo ngoài đảo chính đại tuyệt địa yếu bao nhiêu. Thậm chí còn không có nhảy vào phía dưới vực sâu, trong cơ thể linh nguyên sinh động trình độ đã có nhận hạn chế, giống như là đột nhiên rỉ sét bánh răng, một chút xíu đang thay đổi trì trệ. Trảm thần lệnh đang chỉ dẫn ta. Mạc mạc vừa rơi xuống đất, lập tức lên tiếng, chắc chắn dọc theo con đường này nhiều lần truyền tống bên trong phát giác được cảm thụ nàng vẫn như cũ ôm cao cỡ nửa người trảm thần lệnh. Mỗi một lần cái này trảm thần lệnh nghiêng về phía trước phương hướng, chính là hàng gia chỉ, tận nhân không gian nhảy vọt phương hướng. Nàng vì vậy không dám trì hoãn, sợ ở trong đó còn có cái gì mảnh nhỏ là mình không để ý đến. Chỉ dẫn. Tận nhân cánh tay lông tơ dựng lên. Tại cái này phân loạn nơi bên trong, hắn đối cái này đặc thù từ ngữ thập phần mẫn cảm. Chồng trắng nhỏ đào tại thủ gia phân thân trên bờ vai, nghe tiếng nói ra, cái kia chính là nhiễm bính di chỉ có người đi vào qua, trảm thần lệnh chí ít quy vị một viên. Nói thế nào? Tẩn nhân nghiêng đầu nhìn lại. Chồng trắng nhỏ dừng một chút, giải thích nói. Trảm thần lệnh có ba cái, nhiễm bính di chỉ tự có đặc thù lực lượng, lại không ngừng kêu gọi lưu lạc bên ngoài trảm thần lệnh, khiến cho thông qua các loại phương thức trở về, khởi động nhiễm bính di chỉ, giải phong truyền thừa. Có lẽ ta lần thứ nhất đạt được trảm thần lệnh, liền là nhận lấy loại này chỉ dẫn. Ân, làm trảm thần lệnh quy vị một viên, thậm chí càng nhiều lúc, loại này kêu gọi liền sẽ càng mạnh mẽ. Nghiêm trọng nhất, khả năng liền nắm giữ trảm thần lệnh bán thánh, tới nơi đây sau đều không biết mình vì sao muốn đến, nhưng hắn tất nhiên còn lại bởi vì đặc thù nào đó duyên cớ, có lẽ chỉ là bởi vì hiếu kỳ, liền cam tâm tình nguyện hướng hắc thủy khe phía dưới nhảy xuống. Ví dụ như ngươi. Tẩn nhân vừa cười. Ách. Trùng trắng nhỏ gãi đầu một cái, lông xù thịt ụt cục trên mặt nhiều một chút không có ý tứ hắn nhắc nhở ta. Mạc Mạc cũng không dành công, xen vào giải thích thêm một câu. Nàng vốn chỉ là cảm thấy cổ quái, nhưng vậy không có để ý nhiều. Phong Vu Cẩn cố ý điểm ra, nàng mới chú ý tới phần này cổ quái, có lẽ đến nói ra, đến coi trọng. Có người xuống dưới qua. Tẩn Nhân cũng không để ý loại này mảnh nhỏ cành cây cống hiến đến từ ai, mà là vì hàng gia tình báo có chỗ cảnh giác. Mạc Mạc cảm ứng được chỉ dẫn, rõ ràng đến muốn Phong Vu Cẩn đi đề phòng nói rõ loại lực lượng này đã rất mạnh. Phía dưới chí ít có một vị, hoặc là trực tiếp là hai vị. Mà hàng gia lần đầu tại hư không đảo không tha sảnh xuất hiện lúc, nói qua trảm thần lệnh còn lại hai cái rơi xuống. Hai cái khác trên tay thánh thần điện đường. Tẩn Nhân xác minh một phen. Đúng. Chồng trắng nhỏ gật đầu. Phía dưới kia hoặc là một cái người, hoặc là hai mang một đám, đã liền bán thánh tất cả tập hợp hoàn tất tại ôm cây đợi thỏ. Tẩn Nhân nhìn chăm chú vực sâu hắc thủy khe sâu không lường được. Chồn trắng nhỏ nghe được móng vuốt lắc một cái. Nói như vậy, như thế nhảy đi xuống, chẳng phải ngang ngửa với tự chui đầu vào lưới. Mặt mặt ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cái gì đều không hỏi. Phong vu cẩn là không nín được, trảm thần lệnh tổng cộng liền ba, trừ bản đế trên tay, tự nhiên không phải một tức hai, cái này chỗ có kết quả đều bị ngươi nói. Từ tiểu thụ, ngươi thật lợi hại. Cái này phong vu cẩn làm sao mang thù đâu thiên huyền môn oán đến bây giờ cũng còn không có mở ra sao khi đó đều là ngươi muốn giết ta tẩn nhân cười nói vậy ta nói điểm không phải không phải một tức hai phía dưới chỉ có một vị lại có lẽ là không phải thánh thần điện đường chủ chiến bán thánh ước chừng còn râu ria a à. ngươi cũng có thể tính toán phong vu cẩn mỉa mai cười vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì sao a à? ta có thể nói nhưng ta tại sao phải cho ngươi giải thích ngươi nhận nhìn hầm hầm Vị động giá trị, một. Vì sao a? À? Mặt mặt phẫn nộ ánh mắt kịp thời trở nên ôn hòa, lên tiếng thể lời nói, bóp cờ hờ kết hai người này còn tại tả lót ở giữa miệng tranh chấp. Tẩn nhân nói, ta là lão đạo lời nói, trảm thần lệnh quy vị một viên, triệu hoán lưu lạc cái viên kia, lại nắm vuốt quả thứ ba. Dạng này, diễm bính di chỉ khi nào mở ra, quyền chủ động liền vĩnh viễn nắm giữ trên tay ta. Lại cái này quả thứ ba, hoặc là ta tự mình cầm, như vậy nhất định phải là thủ hạ ta đỉnh cao chiến lực phần tử cầm, ví dụ như. Tẩn nhân dừng lại, nhớ lại trước đây gặp qua 10 người nghị sự đoàn danh sách, trong đầu có đáp án. Ví dụ như mới tiền nhiệm cái kia ba vị bán thánh một trong. Chỉ mong không phải đạo toàn cơ. Hẳn là sẽ không, vị này giống như cũng là vị thiên cơ thuật sĩ. Nhận nguyền rủa bị động giá trị, một. Mặt mạc không có lên tiếng, thấp lông mày giống như tại chống lại cái gì từ tiểu thủ liếc mắt liền nhìn ra tân nhiệm nguyền rũ quái là phong thiên thánh đế phong vu cẩn. Chúng ta, xuống dưới. Trùng trắng nhỏ nhìn quanh hai bên một phen, chẳng biết tại sao cảm thấy đứng ở đỉnh núi này luôn có cổ ý lạnh, phản phất có người sau lưng nhìn chầm chầm giống như. Lại là cái thứ nhất đề nghị xuống hắc thủy khe. Tẩn nhân, mặt mặt xuống dưới không ngại, nó xuống dưới năng lực đến đều bị phong. Người, tới. Mặt mặt bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía phương xa, rất nhanh tới. Người nào? Trùng trắng nhỏ móng vuốt đều cứng đờ, đi theo nhìn lại. Thánh thần điện đường người, rất nhiều. Từ tiểu thụ nghe xong sững sờ, đột nhiên liền nhìn chăm chú về phía cái kia cao cỡ nửa người trảm thần lệnh. Ngay tại lúc đó, phong phu cẩn tiếng chữ nhỏ xuất hiện, người quả nhiên là cái miệng quả đen. Đạo không thương thật có thể thông qua thủ đoạn nào đó, cảm ứng được mạc mạc trên tay trảm thần lệnh vị trí. Từ tiểu thụ trừ này giải thích tìm không thấy cái kia bựa lão đạo có thế khóa chặt nhóm người mình phương vị lý do khác. Hắn là không gian truyền tống đến, còn có ẩn nấp. Người bên cạnh một cái thánh đế, một cái đào vong đại đế, làm sao có thể hội bị khóa chặt khí tức. Nhưng thánh thần điện đường người vẫn như cũ nhanh như vậy chạy đến, nói rõ ngoại trừ không gian truyền tống trên lệch thời gian bọn hắn không có gặp phải bên ngoài. tiếng tứ tượng bí cảnh, chúng ta vị trí, liền bại lộ. Mặt mặt lên tiếng, thanh âm nhiều một chút ngưng trọng. Nhảy! từ tiểu thụ không dám tiếp tục trì hoãn. Tiếng hát thủy khe, nhập cấm pháp kết giới. Phong vu cẩn cùng mình chiến lực hoàn toàn không nhận hạn chế, tương đối thánh thần điện đường liền không cách nào áp dụng chiến thuật biển người, nhiều nhất chỉ có một người có thể đánh chuyển vận. Thiên thời địa lợi, tất cả vách núi phía dưới. Hai người một thú, cùng nhau hướng hát thủy khe nhảy xuống. Chỉ phải xuyên qua ngàn trượng, phá vỡ nước đen kết giới, liền có thể đi vào nhiễm bính di chỉ. Cùng một thời gian. Ông vách núi vừa nhúc nhích, lại tại phía dưới hóa ra một cái lại dày lại thực đại bình đài, ngăn trở mấy người rơi xuống chi thế. Từ tiểu thụ kịp thời ngừng thân hình, ngừng giữa không trung. Mạc mạc đưa tay vừa chạm vào, ngưng lộn mèo thân, tránh khỏi đầu quỳ đất xấu hổ. Ba chích chích. Trùng trắng nhỏ lại một đầu đâm vào tầng nham thạch bên trong, giống như nhảy cầu nhảy tới trên mặt đất, nửa người khảm nạm đi vào, chỉ còn lại hai cái chân sau cùng cái mông tại tầng nham thạch phía trên vĩnh lên, lắc lắc. Ai? đem mình rút ra tầng nham thạch về sau đầu này băng hệ bán thánh quỷ thú vừa thẹn vừa giận nó thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hai vị tiểu đồng bọn đem lửa giận lớn tiếng phát tiết đi ra là cái nào giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắc gan dám như vậy trêu đùa bản đại gia cách một tiếng cái kia tại trên vách núi đá đột nhiên đột xuất dày đặc tầng nham thạch bỗng chốc bị đông thành băng tinh chồng trắng nhỏ một móng vuốt đập đập mạnh mà xuống quanh tầng nham thạch liền bị vỡ nát thành vụn băng thụ gia chúng ta xuống dưới. Rõ ràng là có người đang ngăn trở một nhóm mấy người nhảy xuống hắc thủy khe, điểm này, hàng gia đều đã nhìn ra. Hắn một tiếng uống xong, lại là hướng xuống nhảy lên. Ba chít chít. Vách núi tầng nham thạch lần nữa đột xuất trồn trắng nhỏ một đầu đâm đi qua, lần này là đem mình đập thành trồn trắng bánh. Mặt mặt bưng tiểu lưu đồng, khóe môi nhếch lên, lại cấp tốc đè xuống, chỉ còn lại hai vai có chút rung động. Tẩn nhân là hoàn toàn không nín được, phốc một tiếng liền bật cười đây là đồng đội. Như thế cười là không đúng. Nhưng là, kìm nén không tốt. Qua cạc cạc giác. Phong vu cẩn cười vang lấy, thanh âm đều nhiều một chút hàng giọng, bản đế nghĩ tới, ngươi là tiểu hàng. Nội đảo vị kia. Hắn tự hồ cái này mới nhận ra vị này đã đồng hành qua một tháng lâu hàng thiên chi trồn, rốt cuộc cái kia phần cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Như thế khứu, ngoại trừ mấy năm trước gặp qua vài lần, nội đảo người kia đều có thể lấn quỷ thú trồn sóc còn có thể là vị nào? Chíp chíp. Cao vút, chói tai, không cam lòng, nổi giận tiếng thép chói tai, tại vách núi treo leo ở giữa quanh quẩn. Trùng trắng nhỏ oanh một cái, dẫn biến thành to lớn quái vật. Nó hóa thành trăm trượng có thừa hàng thiên chi trồn, toàn thân thuần trắng, quỷ khí ngưng tụ thành hai cánh, tà dị phi thường. Cho gia lăng. Hàng thiên chi trồn hai con ngươi trừng một cái, trên lưng quỷ thú chi dực quét qua. Hô vách núi ở giữa nhất lên đầy trời băng hàng sóc lạnh chi khí. Như vậy hàng khí gào thét mà qua lúc, cả tòa sườn núi trước to lớn ngọn núi, toàn bộ bị rét lạnh thành băng tinh. Nát. Hàng gia hai cánh thu vào, banh một tiếng, hắc thủy khe lên vách đá hạ thấp trăm trượng, đầy trời băng tinh mảnh vụn, bay lả tả. Mặt mặt thấy rung lên. Cái này trồng trắng nhỏ là cực kỳ đáng yêu. Nhưng bán thánh cuối cùng vẫn là bán thánh, vẻn vẹn chỉ là tìm không thấy mục tiêu, nó dưới cơn nóng giận, vỡ vụn chung quanh tất cả. núi này vách tường là vách núi mọc ra. vậy cái này vách núi không có, nó còn có thể lại sinh trưởng. thủ gia mau lên đây, ta mang các ngươi xuống dưới. to lớn hàng thiên chi trồn nghiêng đầu lại, trong đôi mắt đã không có chút nào tức giận, giọng điệu càng biến đến vô cùng ôn hòa. tẩn nhân không có trực tiếp nhảy lên hàng thiên chi trùng phần lưng, chỉ là nhìn chầm chầm cái kia bị đông cứng thành phấn vụn, tung xuống hắc thủy khe băng tinh, nhớ mày lại. theo lý thuyết dù là đây là người biến, tại bán thánh một kích dưới, cũng nên sinh cơ đức đoạn mới đúng. Vì sao luôn cảm giác, cái kia băng tinh mảnh vụn bên trong mỗi một phiến nham thạch mảnh vỡ, đều còn có nhàn nhạt sinh mệnh lực. Ngươi chính là hàng thiên chi trồn. Một đạo hiếu kỳ thanh âm từ hắc thủy khe phía dưới truyền ra. Hàng gia cúi đầu xuống, kinh gặp cái kia bị mình rét lạnh thành mảnh vỡ cả ngọn núi nát nham, quanh từ băng phong bên trong phá ra. Bọn chúng giữa không trung gây dựng lại, câu đúc, cuối cùng hóa thành một cái khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Thanh niên sáng ngời trong ánh mắt có nóng bỏng vẻ, đáy mắt còn đè ép ẩn ẩn một chút phấn khởi, song quyền nắm chặt, giống như là đang mong đợi một trận đại chiến. Hàng thiên chi trồn, bán thánh cấp bậc. Sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ nhưng đó là nhằm vào người bình thường mà nói, am hiểu nhất độn thuật. Hắn từng cái đọc lấy, ánh mắt rất nhanh từ hàng thiên chi trồn bên trên nhảy qua, rơi xuống một bên khác bóng người phía trên, trong mắt tuôn ra tinh quang ngươi chính là từ tiểu thụ. Thánh nô thụ gia. Đạo điện chủ nói, lần này từ tiểu thụ như đến, bên người tất nhiên cùng có hàng thiên chi trồn, hắn quả nhiên liệu sự như thần. Nhưng vị này. Thanh niên ánh mắt rơi xuống bên hông cái kia hơi có vẻ điềm nhiên nữ tử trên thân, nao nao, ngươi là. Mạc mạc. Trong vách núi gió lạnh tuôn rơi, mạc mạc váy dài hơi sóng gợn, tay cầm tiểu lưu đồng không màng danh lợi lên tiếng. Thời gian hôm nay, nàng đã có thế nhẹ nhõm báo lên mình tên. Bởi vì Phong Vu Cẩn nói, nàng không cần lại giấu đầu giấu đuôi, nàng có thể không sợ thiên hạ bất luận kẻ nào. Ngươi gọi Ngao Sinh. Từ tiểu thụ cùng tẩn nhân hoán đổi xuống ý chí. Hắn nhận ra trương này cũng không là lẫm gương mặt, từng tại hương di cho Ngọc Giảng bên trên gặp qua người này chân dung. Mới linh bộ thủ tọa, nham hệ luyện linh sư, hư hư thực thực áo nghĩa cảnh, thiên phú không thua gì vũ linh tích. Bá Long thánh thể, tương đương với hình người chân long, nhưng hiểu thành nham, long song hệ luyện linh sư. Vũ Linh tích tấn thăng linh bộ thủ tọa về sau, hắn lập tức lựa chọn rời đi, tự hồ không muốn thấp người một đầu, liền một thân một mình tiến về Long Quật tu hành. Đây là số lượng không nhiều có thể được đến Long Quật Long tộc thừa nhận nhân tộc. Bất quá ngắn ngủi mấy năm tu hành, hắn tu ra ngọc rồng, có thế hóa vảy giáp, uống long huyết thì có thể biến đổi chân long. Ngoại trừ chưa từng tìm tới Long Quật Long hạnh, không có phục dụng qua Long hạnh quả, nó tu xong nhân tộc có thể tu long tu bên trong hết thảy. Hương Di cho trong ngọc giảng, đối với người này đánh giá khá cao luyện linh có thế địch vũ linh tích long hóa nửa bước có thể nhập thánh đó là cái cưỡng loại biết chỉ tu luyện linh nhiều nhất là cùng vũ linh tích ngang hàng cho nên nhân thân trốn đi thân rồng trở về song hệ song tu đó là cái thiên tài a từ tiểu thụ cũng không hiểu biết bây giờ vũ linh tích cùng ngao sinh so sánh ai mạnh ai yếu nhưng gia hỏa này có thể nhẫn nhịn một hơi tại bằng chừng ấy tuổi tu thành như thế hai con đường cái này sau so một mực làm từng bước đi hắn cha đường xưa lại còn muốn siêu thoát hắn cha vũ linh tích mạnh hơn nhiều. Đến ít người ta tư tưởng là giải phóng, không bị hạn chế. Vũ linh tích thành vậy thủy chi áo nghĩa, bại vậy thủy chi áo nghĩa. Quân không thấy, quỷ nước tại hư không đảo cái kia cuối cùng một tay tặng kích đưa mà, bức không phải liền là con trai của hắn có thể đi ra mới đường tới. Nhưng là, đây đều là cùng thế hệ mà nói, từ tiểu thụ sớm đã siêu thoát cùng thế hệ. Ngươi một cái người. Thần mẫn thời khắc vừa mở, vừa mở. Từ tiểu thủ chớp mắt linh niệm bao trùm toàn bộ tứ tượng bí cảnh, thấy được trên trăm hồng y, bạch y hướng nơi đây chạy đến. 23 hơi. Hắn tính ra ra gần nhất một cái bạch y đến nơi đây thời gian, lúc này mới cười nhìn về phía dưới vách đứng ở không trung, khí ý bất phàm ngao sinh. Ngươi một cái người, qua đi tìm cái cơ hờ kết. Ngao sinh sững sờ về sau, ha ha cười to. Đã sớm nghe nói thánh nô thủ gia vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì, hôm nay gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, chờ liền là ngươi từ. Đừng nói nhảm. Từ tiểu thủ khoát tay đánh gãy, đồng thời ánh mắt ngăn lại hàng thiên chi trùng xuất thủ. Nếu như là nham hệ áo nghĩa, mang một ít đầu óc, còn cứng rắn muốn kéo dài thời gian. Hàng gia cố nhiên là mạnh, một bán thánh xuất thủ quá mức kinh thiên động địa, hay là thật không nhất định có thế dây lát dây mất cái này ngao sinh. Nguyên tố chi thể có bao nhiêu khó giết, từ tiểu thủ biết. Nguyên tố chi thể giết thế nào, từ tiểu thụ cũng biết. Hắn học qua. Ta không khi dễ ngươi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp chuẩn bị một chút, đem ngươi ác chủ bài toàn lộ ra đến. Ân, ngươi còn không thái hư, chỉ là trảm đạo A. Chỉ là trảm đạo. Ngao sinh sững sờ. Hiện tại trảm đạo đều có thể dùng, chỉ là hình dung sao. Trảm đạo áo nghĩa luyện linh sư, bình thường thái hư cũng có thể hành hạ đến cơ hờ kết. Từ tiểu. Ba. Thú vị ngươi thật thú vị nhưng ta thật đúng là không thể xem thường ngươi ngao sinh vui vẻ hắn lần thứ nhất bị người ở trước mặt tử vong đếm ngược không nói nhảm thêm đành phải sắc mặt cứng lại về sau tại lòng bàn chân xoáy ra áo nghĩa trận đồ nham hệ áo nghĩa mặt mặt hơi có động dung phong vu cẩn thanh âm đồng thời thang ra thánh thần điện đường nhân tài xuất hiện lớp lớp áo nghĩa trận đồ cực sáng cực lớn ngao sinh nhìn như khinh quần thật có chút vốn liếng trong chớp mắt phạm vi mấy vạn dặm địa nguyên tố bài xích thuần túy quy về nham thuộc tính dãy núi run rẩy như sinh ra linh hai từ tiểu thụ không nhìn hết thảy thờ ơ hàng thiên chi trồn nhíu mày hình thể co nhỏ lại trở về trực giác nói cho nó biết trước mặt tên nhân loại này tiểu tử ngao sinh không phải dễ giết đến đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm nhưng nơi đây đều là vùng núi nham thạch thật không nhất định còn có thể trực tiếp diệt sát đi hắn lại hàng gia quỷ thú trực giác còn có thể nhô ra ngao sinh nhục thân cũng không tục ngao quả nhiên dưới vách ngao sinh chợt vừa bạo rống hai mắt đỏ thẫm thân hình thoáng qua tất cao hắn bên ngoài thân nhiều một tầng màu vàng đất vẩy giáp đỉnh đầu nâng lên bánh bao cân xứng dáng người biến đến vô cùng cường tráng tựa hồ một giây sau liền hội lột quần áo hóa rồng đến tận đây từ tiểu thụ đếm xong nhìn về phía đó còn là hình dạng người ngao sinh hơi có vẻ thất vọng nói xem ra ngươi vẫn là có giữ lại, kiếp sau, nhớ kỹ nắm chặt cơ hội. Càng rỡ. Ngao sinh hai mắt bắn ra huyết hồng, âm thanh vừa quát, trước ngực sáng lên châu ánh sáng. Cùng một thời gian, từ tiểu thụ đếm ngược hoàn tất, liền buông ra đối thánh đế LV, không phương pháp hô hấp trói buộc. Oanh. Hư không đột nhiên đánh rách tả tơi. Kinh cũng hấp lực lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đem phạm vi xung quanh rút thành chân không. Cùng cuộn hắc vụ lây không còn một mống, ẩn chứa cấm pháp lực, nhập thể sau lại bởi vì mất đi năng lượng chi căng bị cường thế chuyển hóa ngàn trượng phía dưới hắc thủy khe nước đen như đến chiêu mộ banh minh bên trong cuồn cuộn trên không hóa thành ngập trời chi sóng làm ướt ngao sinh toàn thân chồng trắng nhỏ chích chích một tiếng không nhận khống đánh tới hướng thụ da đầu bị hắn nghiêng đầu tránh qua mặt mặt bất ngờ không đề phòng trực tiếp đánh tới từ tiểu thụ trong ngực bị hắn một tay nắm ở thân eo ngao sinh trong lồng ngực ngọc trồng lực vừa mới sáng lên đột nhiên long lực hoàn toàn biến mất thậm chí khí hải linh nguyên đều bị tại chỗ cướp đoạt hắn chỉ cảm thấy trước mắt không gian xé rách xuất hiện màu máu lại vừa tỉnh thần lúc đã cũng muốn gặp được từ tiểu thụ trong ngực có thể chống đỡ ở hắn tráng ngăn cản hắn lại tiến lên là một ngón tay không có khả năng ngao sinh hoảng sợ đây là cái gì tà thuật trên tình báo căn bản không có ghi chép từ tiểu thụ có năng lực như vậy a à. hắn cảm ứng lại phát hiện cái kia di tán giữa thiên địa nham thuộc tính nguyên tố, đều không ngoại lệ, đều bị hút vào từ tiểu thụ thân thể bên trong. Quanh mình đại đạo quy tắc, tại từ tiểu thụ trống rỗng một mắt phía dưới, bị vạn kiếm hóa thành thanh hà kiếm giới cường thế chặt đứt. Lại bên người thế giới phút chốc bị trục xuất, hắn liền bên ngoài vùng núi nham thạch, mặt đất năng lượng, đều hấp thu không đến. Mà một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo vẫy giáp, tại chạm đến từ tiểu thụ đầu ngón tay thời điểm, trên trán lân phiến, vì đó một lõm, cái này sao có thể? ngao sinh cơ hồ muốn điên rồi, trong mắt tràn ngập tất cả đều là không thể tin. hắn khổ tu nhiều năm như vậy, ông vừa về đến liền có thể đem linh bộ thủ tọa vũ linh tích cường thế đạp ở dưới chân tâm tính mà về. mà bây giờ hắn như cùng một cái đồ đần, tại như vậy một cái cùng vũ linh tích nổi danh từ tiểu thụ khẽ hấp lực dưới, không nhận khống chế, đụng phải đối phương công kích. không phải. một chỉ này lại là loại cái gì công kích a? thập đoạn kiếm chỉ. Sau kiến ánh sáng, sao dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Từ tiểu thụ là tốt cười nói ra câu này lời kịch. Giờ khắc này thời gian, không gian bị hắn giam cầm, hắn nhìn xem ngao sinh, phản phất tại nhìn một cái tay cầm đại kiếm, vặn vẹo vung vẫy hài nhi. Nhưng cũng là cho đến giờ phút này, từ tiểu thụ mới rốt cuộc rõ ràng, mình thật cùng người đồng lứa, đã hoàn toàn không tại một cái tầng cấp lên. Mạc mạc kịp phản ứng, đào lấy từ tiểu thụ nắm ở bên hông mình tay lại tránh thoát không ra, nghiêng đầu nhìn lại lúc. Bành! Bên tai nổ tung tiếng vang. Từ tiểu thụ cũng không phải là thi triển cái gì linh kỹ, chiêu số, cổ võ. Hắn vẹn vẹn bắn ra một cái đầu băng. Ngao sinh, nát. Tan thành mây khói. Có thể đánh. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ. Ngao sinh phân thân mời tại chỗ chờ đợi trợ giúp, không cần ý đồ lấy bản thân lực. Số một trận nhãn, ta đi ra hàng thiên chi trồn dây không xong ta, ta là nham hệ áo nghĩa, ta lại kéo dài một đợt, liền có thể chờ đến hồng y, bạch y chi viện. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ. Ngao sinh phân thân, xin đợi. Bành. Thanh âm gì? Ân. Phát sinh cái gì? Đây là tiếng nổ mạnh sao? Bạch hổ mạch, hề vào chỗ. Các vị lúc nói chuyện nhớ kỹ trước báo điểm, không phải quá loạn. Số một trận nhãn mời báo điểm. Số một trận nhãn mời báo điểm bạch hổ mạch, hề vào chỗ, ngao sinh phân thân, nói chuyện. Tư Bạch hổ mạch, hề vào chỗ, ngao sinh, phát sinh cái gì, nói chuyện. Cái này hai tiếng chất vấn về sau, thiên tổ tác chiến tần số truyền tin an tĩnh lại. Mọi người đều đang đợi vậy đi, thử một lần ngao sinh phân thân nói chuyện, nhưng lúc này, liền ngao sinh bản tôn đều biến mất im ắng. Thanh long mạch, thanh long kim tháp phía trên. Tân nhiệm linh bộ thủ tọa ngao sinh đột nhiên ánh mắt mãnh liệt lồi, thái dương nổi gân xanh, tiếp theo thất khiếu tóe bắn ra huyết hoa. A. À, hắn ôm đầu, trong cổ phát ra thê lương gào thét, thân thể dẫn tới giống như là đun sôi tôm, từ trên đỉnh tháp lăn xuống dưới. Quanh một tiếng nện vào mặt đất về sau, hắn lại gắt gao bưng bít lấy đầu lâu trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, tự hồ tại đè nén cái gì cực hạn thống khổ. Nhưng ngoại trừ hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở, hắn cơ hờ tết cắn hàm răng, sửng sốt cứng đến nỗi không còn phát ra dù là nửa tiếng kêu đau nhưng vừa rồi một câu kia thét lên. Thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện đều không phải là kẻ điếc, ai đều nghe được. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ, ngao sinh nói chuyện. Ngươi nghe thấy được không đó? Chu tước mạch, ngư tri ôn vào chỗ, ngao sinh, ngươi còn tốt chứ? Thanh long kim tháp dưới, ngao sinh nhấn thông máy truyền tin, lại gấp bận bịu kéo xa máy truyền tin, trùng điệp ho ra một nguồn máu về sau, lúc này mới đem đem máy truyền tin rút ngắn. Hắn hai mắt bò đầy tơ máu, Sắc mặt vô cùng dữ tợn, giọng điệu lại là thập phần mây trôi nước chảy. Thanh long, mạch, ta là, ngao sinh. Không có xuất hiện cái gì, vấn đề lớn, ta long phân thân. Ân, chiến tử, đối diện có, ba cái người. Khục. Thiên tổ tác chiến kênh lại an tĩnh xuống. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ, ngao sinh, ngươi nói chuyện làm sao đứt quản. Chu tước mạch, ngư tri ôn vào chỗ, hắn bị phản vệ đi. Bạch hổ mạch, hề vào chỗ ngao sinh khắc gượng chống ngươi là trước mắt một cái duy nhất tiếp xúc qua từ tiểu thụ người tranh thủ thời gian đem hắn tình báo nói ra nhớ kỹ không cần che giấu mảnh thanh long kim tháp dưới ngao sinh xóa đi trong hốc mắt màu máu xa xa nhìn về phía trời xa trong mắt còn có sợ hãi hắn nuốt xuống nước bọt thuận thế đem đang dược dược lực tan ra lúc này mới cảm giác dễ chịu chút khó nhọc nói ta là ngao sinh phân thân ta đã chiến tử từ tiểu thụ thi triển một loại đặc thù thuật pháp không có bất kỳ cái gì linh nguyên chấn động, nhưng hắn lập tức đem ta long phân thân ngọc trồng lực khí hải linh nguyên cướp đoạt không còn. Hắn tuyệt đối có nháy mắt giết thái hư lực lượng. Hề! Các ngươi dị bộ tình báo quá rơi ở phía sau, ta kém chút bị các ngươi hố cờ hờ, kết, không phải bán thánh tự biết, tuyệt đối không người có thế lại ngăn cản từ tiểu thụ. Cho nên ngươi là thế nào cờ hờ, kết? Đây là hề thanh âm. Ngao sinh thân thể lắc một cái, hắn, hắn không chỉ có đem ta linh nguyên hút khô, còn đem ta long phân thân hút tới. Ta, mà ta, không thụ khống chế. Sau đó thì sao? Ngư tri ôn thanh âm vậy vang lên. Sau đó? Ngao sinh, chú ý ngươi bây giờ nói hết thảy, quan hệ đến tiếp xuống trăm ngàn thánh thần điện đường người tính mạng. Hệ thanh âm tràn ngập nghiêm túc, ngươi phân thân cố nhiên hy sinh, chúng ta đều thật đáng tiếc, nhưng hắn nỗ lực không phải là không có ý nghĩa, chúng ta bây giờ cấp bách cần chuẩn xác nhất từ tiểu thụ trực tiếp tư liệu, Ngao sinh đứng lặng tại thanh long kim tháp trước lặng lặng nghe xong, ánh mắt vô cùng trống rỗng. Hắn nhìn qua phương xa, trong đầu vô hạn phóng đại, là từ tiểu thụ cuối cùng chống đỡ tráng mình cái kia ngón tay. Hắn sau này ác mộng, đoán chừng đều cách không ra cái kia búng đầu. Hiện tại, môi rung rung sau đó, Ngao sinh nói ra, từ tiểu thụ, dùng một ngón tay. Hắn thi triển môn kia đặc thù linh kỹ, có thể diệt sát thần hồn. Vẫn là cái gì cái khác? Thánh võ thập đoạn kiếm chỉ. Hề chậm chạp đợi không được đoạn dưới, chỉ có thể phỏng đoán. Không phải. Ngao sinh đột nhiên đầy người bực bội, này làm sao nói a? À, đó căn bản nói không nên lời. Ngao sinh. Nói chuyện. Ngươi phân thân bị giết cơ hờ kết, ngươi tinh thần vậy bị đánh bại sao? Hề thanh âm cao phúc. Im miệng. Ngươi quá ồn. Ngao sinh bạo rống một tiếng, từ tiểu thụ không có dùng linh kỹ, hắn liền dùng một ngón tay sau đó thì sao hề vậy nổi giận cho nên đằng sau tình báo đâu nào có người hy sinh về sau có thể đưa ra đến mấu chốt tình báo lại chậm chạp không nói không có ngao sinh lửa giận đã có thể từ trong mắt phun ra ngoài ta thao ngươi tất cả câm miệng đạo điện chủ thanh âm đột nhiên tham gia hề đừng hỏi nữa khả năng chính là không có sau đó ngư tri ôn thanh âm đồng thời xuất hiện nàng cũng là lúc này mới nghĩ đến cái gì không có sau đó. Bạch hổ kim tháp trước, hề bỗng nhiên mộng dưới. Hắn lại tinh tế nhớ lại một lượt ngao sinh nói chuyện qua, tổng kết ra như vậy kết luận. Từ tiểu thủ hút sạch ngươi phân thân linh nguyên về sau, chỉ dùng một ngón tay, cái gì cái khác đều không có, liền đưa ngươi nghiền nát. Hề t r a hỏi tràn đầy không thể tin. Hắn cũng không có chờ đến cái gì là cùng không trả lời, mà là một câu dính tới tổ tông trên dưới 18 đời thân thiết hữu hảo ân cần thăm hỏi. Ta thao cho đến cái kia khó nghe mắng chửi âm thanh bị đạo điện chủ chủ động che giấu, hề mới ý thức tới mình hỏi cái gì cứt chó vấn đề. Cái này không phải liền là ngay trước người khác mặt, đối ngao sinh tiến hành trực tiếp nhục nhã sao. Xin lỗi, không phải cố ý. Nhưng với tư cách dị bộ thủ tọa, hắn làm việc vẫn chưa hoàn thành. Đợi đến cái kia, tất tất âm thanh biến mất về sau, hề do dự một chút, lần nữa đặt câu hỏi. Ngao sinh, rất xin lỗi, ta vẫn phải lại mạo phạm hỏi một câu, ngươi long phân thân tương đương với ngươi bản tôn bao nhiêu thành thực lực. Ngao sinh mắng xong vậy tỉnh táo chút, biết mình xấu hổ không thể thật hoàn toàn thực hiện lại trên thân người khác, chần chờ đáp lại nói. Ba thành. Ba thành. Đầu óc ngươi nước vào, vẫn là ta điên rồi. Hề nhịn không nổi, đến lúc nào rồi, còn che lấp. Thiên tổ tác chiến kênh an tỉnh dưới, lạ thường, không có ngao sinh thẹn quá hóa giận tiếng mắng. Qua tốt một hồi, một đạo khàng khàng mà thấp thanh âm, mới yếu ớt vang lên. Chính, chính thành. Cái này thế giới bên dưới là triệt để an tĩnh. Bạch hổ kim tháp dưới, hề há to miệng, im ắng từ trong ngực lấy ra một trương hắc kim treo giải thưởng. Trên bức họa, là từ tiểu thụ mang có một vệt tiện tiện ý cười gương mặt. Đây là vân lôn dãy núi thời kỳ từ tiểu thụ lúc đầu hắc kim treo giải thưởng, hề một mực dữ. Khi đó hắn, chiến lực bình phán thậm chí chỉ có trảm đạo, bây giờ. Một ngón tay. Chính thành thực lực hề hít một hơi thật dài rốt cuộc hỏi không ra vấn đề gì đến lúc người không biết lăng vân gỗ thẳng đợi lăng vân bắt đầu đường cao giọt bản điện đạo khung thương thiên tổ hành động chỗ có thành viên chú ý số một trận nhãn tân nhiệm linh bộ thủ tọa ngao sinh phân thân gặp phải thánh nô từ tiểu thụ ba hơi chiến vẫn sở hữu người không phải thái hư không kết trận gặp địch trước tiên báo cáo như trước tiên có thể được rút lui cần nên chiến chớ có che đậy trở lên thanh long kim tháp trước ngao sinh nghe xong lần này nhằm vào toàn thể thành viên lời nói chân mềm nhũng suýt nửa ngã quỵ xuống đất hề coi như xong trong kênh nói chuyện có thế nghe được cũng liền mấy cái kia nhưng làm sao đạo điện chủ liền ngươi vậy đâm lưng ta hắc thủy khe từ tiểu thụ đập phát cơ hờ kết luôn ngao sinh giống như tiện tay nghiền cơ hờ kết một con kiến không có nửa điểm tự đắc cùng vui sướng thiên cơ thần sứ nhan vô sắc mấy người hắn đều đánh qua như còn muốn vì chỉ là ngao sinh thật lãng phí một chút khí lực cùng thời gian trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện là không hắn thí nghiệm xong mình chiến lực đem ý thức cắt trở về tiếp xuống hết thảy phàm là không gặp phải bán thánh tận nhân hẳn là đầy đủ ứng đối ngươi muốn làm cái gì mặt mạc, mạc đã ở sau khi chiến đấu kịp thời rút ra thân thể nàng cũng vì cái kia không biết tên hấp thu chi thuật mà cảm thấy kinh dị nhưng từ tiểu thụ không nói nàng liền sẽ không hỏi nhiều hiện tại vấn đề nhằm vào là từ tiểu thụ đột nhiên giữa không trung mười ngón nhảy múa như muốn bố trí xuống linh trận động tác một cái kinh ngạc vui mừng tẩn nhân cũng không quay đầu chỉ là hơi có vẻ hưng phấn mà nói lấy thêm điểm sau khi hoàn thành thứ nhất thoải mái cho bản tôn cắt qua ý thức đi thể nghiệm mặc dù đây là hẳn là nhưng tẩn nhân vẫn là cảm thấy khó chịu niềm vui ngoài ý muốn là bản tôn hứa hẹn về sau bán thánh không ra hết thảy giao cho hắn đến chủ đạo cái này coi như muốn tới hắn tẩn nhân bày ra tài hoa thời gian. Đầy bụng kinh luân, hôm nay cuối cùng cũng có dùng võ nơi. Hư hư hư. Đầu ngón tay linh tuyến từng đạo bay vọt ra, giữa không trung phát họa thành một cái phức tạp đại trận. Bởi vì đạo điện chủ liền là thiên cơ thuật sĩ, tẩn nhân không có lựa chọn múa rìu qua mắt thợ, mà là dẫm lên trận đạo bàn, quy củ đang bố trí linh trận. Bất quá mấy hơi thở, một tòa gắn đầy tại hắc thủy khe trên vách đá dưới tứ phương đại trận thành hình. Trận nhãn lấy vạn tính toán, khảm bộ kết cấu, vô cùng phức tạp. Đại trận bên trong, trống chỗ ra một vạn 3.600 cái không vị, giống như là thiếu đi linh hồn. 3. Tẩn nhân cười hắc hắc, năm ngón tay gập lại, đầu ngón tay liền nhảy ra năm viên áp súc hỏa chủng, lại cô động thành bạo phá nguyên chủng. Ngũ chỉ văn chủng chi thuật. Mặc dù không phải thánh cấp, nhưng trong cơ thể lực lượng trước mắt đều là biến thái cấp, cái này một viên bạo phá nguyên chủng, thái hư vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đều muốn bị oanh thành trọng thương. Đây là Mạc Mạc vẫn như cũ không hiểu. Một bên chồng rắn nhỏ nhìn thấy cái kia quen thuộc bạo phá nguyên chủng, lại vô ý thức thân thể lắc một cái, sinh lòng không ổn dự cảm. Hư không đảo, tội nhất điện, cái đồ chơi này nổ tàn qua khương bố y. Tẩn nhân là chưa vừa lòng với đó. Hắn có thánh đế cấp chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, nguyên khí tràn đầy. Nếu không phải sợ thánh ngũ chỉ văn chủng chi thuật, uy lực quá lớn, ảnh hưởng đến hắc thủy khe, liên lụy ra nhiễm bính di chỉ một chút còn không thể biết biến số đến. Hắn hiện tại tuyệt sẽ không lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng khối lượng lui, về số lượng, tự nhiên là muốn kéo đến cực hạn. Ba Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, lấy ngũ chỉ văn chủng chi thuật làm cơ sở, hơn vạn mai bạo phá nguyên chủng cô động mà ra. Bọn chúng ổn định mà yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn đến như là từng khỏa đợi ăn mê người bánh kẹo. Tẩn nhân tay vừa dẫn, hơn vạn bạo phá nguyên chủng, xuất vào linh trận bên trong một vạn ba ngàn sáu trăm không vị, chỉ một thoáng đại trận thắp sáng, như là hắc thủy khe bên trên ngân hà đầy sao. Ẩn Tẩn nhân hai tay kết ấn Cái kia đầy sao đại trận ẩn giấu vào hư không đạo tắc, mắt thường, linh niệm đều lại liếc nhìn không thấy. Mặt mặt thấy mí mắt đều đang nhảy nhót, ẩn ẩn rõ ràng từ tiểu thụ dự định, cái này bạo phá kẻ yêu thích, hoàn toàn như trước đây. Tiểu tử này, quá bẩn phong vu cẩn không kéo được lên tiếng, thanh âm vậy có kinh ý. Trùng trắng nhỏ rung lẫy bẫy, một thanh nhảy vào thụ gia trong ngực. Tiếp xuống cái này hắc thủy khe, không có thụ gia dẫn đường, hắn một bước đều sẽ không đi loạn. Chờ một chút, ta mang các ngươi xuống dưới. Tẩn nhân đối mặt mặt vừa cười, lúc này mới từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái bàn, một cái ghế, một bình nước nóng, một chiếc trà ngon. Đáng tiếc. Tiêu vãn phong nếu là tại cái này, thật là tốt biết bao tẩn nhân ngửa đầu một hơi thở dài, ý thức được lưu cho mình thời gian không nhiều, từ hạnh giới bên trong điều một cái sinh động như thật chân dung phân thân từ tiểu thụ, đem ném tới cái bàn bên trên. Ai hội là cái thứ nhất may mắn đâu. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn về phía phương xa, cảm ứng đến vô số đạo nhanh chóng chạy đến khí tức, quay người lại. Đi thôi. Tẩn nhân mang theo mạc mạc, mang theo hàng da, ba bước rẽ ngoặt, năm bước vừa lui về sau, nhảy vào vách núi phía dưới. Chậm đã hắc thủy khe, đoạn phong vùng núi trước đó, bạch y trình hoáng phất tay, dừng ngừng hắn đồng hành đồng bạn. Hắn là thái hư. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi đây phát sinh qua chiến đấu. Lại đạo điện chủ vừa rồi toàn kênh báo tin qua, hắc thủy khe vị trí này, xuất hiện qua thánh nô thụ gia. Tân nhiệm linh bộ thủ tọa ngao sinh, đều bị hắn ba hơi làm bể nát. Không thể không phòng. Lão trình, nơi đó giống như có người. Có người chỉ vào miệng vách núi đang không ngừng phiêu động hắc vụ bên trong, Bắt sắc phát hiện một bóng người. Trình hoáng trong lòng siết chặt, linh niệm quét tới, thấy rõ toàn cảnh. Trên miệng vách núi, ô ô gió lạnh thổi bên trong, một phương bàn gỗ một chén trà, một cái tư thái cuồng ngạo gia hỏa, chính hai chân trùng điệp khoác lên trên bàn gỗ. Hắn thân thể ngửa ra sau, nghiêng dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, bốn cái chân cái ghế, lúc này chỉ còn lại có hai cái chân sau chống đất, lung lay sắp đổ. Mà trên ghế người, chính thoải mái nhàn nhã trái phải lắc đầu a lấy ký Thưởng thức trên tay hắn trà nóng. Gió lạnh mang đi chén trà bên trên bốc hơi mở nhiệt khí, lại đem cái kia khóe miệng ngậm lấy mảnh sắc thanh niên khuôn mặt đưa đến. Từ tiểu thụ. Trình hoáng nhận ra người kia đến, quá sợ hãi. Cái này thánh nô thụ gia, lại lẻ loi một mình, tại hắc thủy khe trên miệng vách núi chờ hắn. Không, hắn không phải đang chờ ta, ta không có tư cách này. Trình hoáng nhìn về phía đồng bạn, ý thức được thánh nô người đứng thứ hai thụ gia, vậy không phải là đang chờ hắn đồng bạn khi hai người này cũng không đủ tư cách. Trình Hoán trực tiếp lựa chọn báo cáo. Số 18 trận nhãn, Bạch Y Trình Hoán vào chỗ. Ta tại miệng vách núi phát hiện thánh nô thụ. Từ tiểu thụ, hắn đang tại. Ách, uống trà. Số 18 trận nhãn, thỉnh cầu trợ giúp. Hưu. Vù vù. Hưu hưu hưu. Lục tục ngon ngoe, một đạo lại một đạo bóng người hạ xuống. Nơi đây từ hai người, biến thành bảy người, lại biến thành 18, 23, 36 người. Những người này bạch y, hồng y, thậm chí cái khác nhan sắc mặt ngành đặc biệt đặc biệt nhân viên đều có. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn sau khi hạ xuống hoặc là tại trình hóa ngăn cản dưới, hoặc là mình phát hiện cái gì, cũng không dám lại tiến thêm. Bọn hắn định thân ở vách núi cửa trước, khoảng cách cái kia bàn trà bóng người, chừng 30 trượng khoảng cách an toàn. Bọn hắn trừng lớn mắt phân biệt, hít vào khí lạnh, sau đó châu đầu ghé tai. Từ tiểu thụ thánh nô thụ gia tình huống như thế nào hắn làm sao dám một thân một mình tại nơi đây chờ chúng ta a à. hắn là từ tiểu thụ a hắn liền nhiêu yêu yêu đều trảm qua ngao sinh phân thân đều bị hắn hại cờ hờ kết hắn còn có cái gì không dám ngươi nên hỏi là chúng ta vì sao a nhiều người như vậy muốn ở chỗ này chờ lâu như vậy hắn thậm chí khinh thường cùng chúng ta nói chuyện Xuyệt, chớ có vài người khác chí khí diệt mình uy phong chờ thêm người tới a cỏ cái này thụ gia quá tiện. Tiếng nghị luận bên trong, có người nhịn không được, lui ra phía sau nửa bước, cao giọng vừa hô, từ tiểu thụ. Chỉ một thoáng, tràn diện an tĩnh. Đông đảo trảm đạo, thái hư kết thành trận thế, như lâm đại địch, mồ hôi lạnh từ bọn hắn thái dương chảy xuống mặn chắc chắc hai mắt không dám chớp mắt, ở trong lòng chửi mắng lên lên tiếng người kia. Từ tiểu thụ, đó là trảm đạo, thái hư kết trận, liền có thể ngăn cản sao? Hô! Tuôn rơi gió lạnh gào thét mà qua trên vách núi, đều là lẫn nhau thánh thần điện đường người quần áo phần phật mà múa thanh âm. Bàn trà về sau, cái kia đạo nằm nghiêng thưởng trà bóng dáng lại không nhiều đồng, vẫn như cũ A lấy nhiệt khí, tự rót tự uống. Dựa vào. Có người chỉ nhỏ một tiếng. Miệng vách núi hô một cái, tiếng gió đột nhiên biến lớn, nhiệt độ tự hồ thấp một chút. Lui. Trình hoáng tê cả da đầu, phản ứng cực nhanh một tiếng bạo rống. Hắn đứng ở trận thế trước đó, là khả năng nhất bị gây nên công kích thủ vị mấy vị một trong, hận không thể đem sau lưng sở hữu người lui nơi đây. Đám người trong nháy mắt bạo rút lui 50 trường. Tiếng gió vừa vặn yếu xuống dưới, quanh mình nhiệt độ vẫn là cái kia nhiệt độ lạnh, lại hình như không có lạnh qua. Sở hữu người lúc này mới phát hiện, vừa rồi bất quá thần hồn nát thần tính, sợ bóng sợ gió một trận, cũng chỉ là gió lớn mà thôi. Từ tiểu thụ còn đang uống trà, chưa từng xuất thủ qua. Thánh nô người đứng thứ hai. Áp lực, nguyên lai like như vậy lớn sao? Trình hoáng mí mắt phải cuồng loạn, cắt cao nắm chặt trường thương, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Sở hữu người đều vì chính mình vừa rồi tiến hành mà cảm thấy thập phần nhục nhã, hắn nhìn thấy lại là một thanh niên cho đủ tuổi trên 50 rất nhiều lão tiền bối vạn quân trọng áp. Ác. ác! Trình hoáng vụn trộn thả một hơi, làm dịu áp lực. Hắn là mới lên cấp bạch y, nhất thời liên tưởng đến vị này tân nhiệm thánh nô người đứng thứ hai còn như vậy, cái kia sư phụ hắn vô tụ, lại nên như thế nào tồn tại. Năm đó hạt đình sơn bên trên, cẩu vô nguyệt tiền bối dẫn đầu xoắn nát đốt đàn, lại là kinh khủng bực nào. Cùng là thái hư, mình cùng đã rời đi cẩu vô nguyệt tiền bối, trên lệch có lớn như vậy. Hư, hư, hư. Lại là từng đạo hồng y, bạch y bóng dáng rơi vào trên sườn núi. Người mới tới không rõ ràng cho lắm, chỉ là tại người phía trước quát lớn dưới, lui về phía sau mấy trăm trượng có thừa. Đội ngũ, kéo thành trường long, giống như là muốn tại trên miệng vách núi xếp hàng mua uống trà có người đưa ra chất vấn cái kia từ tiểu thụ thấy thế nào lấy có chút giả hắn liền tu vi cảnh giới đều cảm ứng không ra giống như chỉ là một đạo linh khí hóa thân trong nháy mắt người này lọc vào chung quanh nghiền ép dị bộ nói qua thánh đô thụ gia tu vi cảnh giới bán thánh đều khó mà nhìn ra hắn thiên địa vạn vật đều có thể biến hóa tinh thông ngụy trang cực thiện trí chiến bây giờ hóa thành như thế uể oải trạng thái còn lẽ loi một mình mở tiệc đón lấy, không phải là sớm chuẩn bị cái gì, tại dụ hoặc ta chờ qua đi. 15 phút đi qua. Giang nan trong lúc giằng co, có phụ cận tuổi trẻ thí luyện giả xông vào nơi đây, bị một màn này kinh sợ. Trên trăm trảm đạo, thái hư, kết trận đối với một người. Người kia là ai, nhìn xem rất trẻ trung A, cũng là thí luyện giả. Không. Cái kia tự như là thánh nô thụ gia. Không thể hỏi nhiều, một nhóm lại một nhóm thí luyện giả, bị bạch y nhóm mời đi. 30 phút đi qua. Hắc thủy khe bên trên, thánh nô thụ ra một cái bàn, một chén trà, hét lại trên trăm trảm đạo, thái hư. Hắc thủy khe bên ngoài, những người thí luyện liền dị quỷ đều không giết, xa xa liền quan sát lấy. Lần này, bạch y, hồng y đau cả đầu, dù sao dưới mắt một màn, truyền ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt. Rốt cục, bọn hắn chờ đợi nên đón kết quả. Chân trời kiếm khí ghé qua, bạch y chấp đạo chúa tể, chuẩn thất kiếm tiên bắt bắt, gián lâm hắc thủy khe. Tình huống như thế nào? Bắt bắt thanh âm rất giòn, nhìn qua so ở đây tất cả bạch y, hồng y đều tuổi trẻ. Đổi lại là tại địa phương khác, nàng vào sân, chỉ có thể là bị xem như thí luyện giả bên trong một thành viên trong đó. Chỉ bất quá, vị này bạch y nữ kiếm tiên trong tay mang theo một cái loại cực lớn quan tài hộp kiếm, một thân chi thế không phải tầm thường, hiển lộ rõ ràng không bình thường. Từ tiểu thụ, ngay tại cái kia không người lên tiếng, trình hoáng nuốt nước miếng một cái, tiến lên cung kính ôm quyền, vụng trộn đánh giá vị này cùng hắn cháu gái tuổi không sai biệt lắm cấp trên. Bắt bắt đem hộp kiếm hướng bên cạnh thân khẽ nghiêng, bành mặt đất bị nện ra một cái hố to. Ngươi chính là từ tiểu thụ. Nàng trong mắt to lóe hiếu kỳ, nhìn hướng về phía trước cái kia nhìn xem rất là hư ảo một thanh niên bóng dáng. Song lão vừa cười liễu phù ngọc, hoa đến mắt thiên ngên thụ gia. Thất kiếm tiên xếp hạng bên trên, trước mặt người này, chỉ thấp mình một vị. Đương nhiên, đây là còn không có chiến qua kết quả. Bàn trà về sau, một mặt bất cần đời thanh niên nghe tiếng dơ lên con ngươi, lần này, hắn rốt cục có khác động tác. Mấy trăm bạch y thần sắc siết chặt, liền gặp cái kia thụ gia tại sau cái bàn đứng lên, đối kiếm tiên bắt bắt có chút vừa cười, thả ra trong tay chén trà vẫy tay. Uống một chén không? Hắn tay vừa lộn, trên bàn nhiều chén rượu, chén trà, tùy quân lựa chọn. Bắt bắt khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều dị dạng thần sắc. Khác không nói, cái này từ tiểu thụ dung mạo, cùng hắn không sợ thánh điện phần khí độ này, xác thực làm cho người kinh diễm. Nhìn ra được từ tiểu thụ giống như nói ra suy nghĩ của mình, mà không phải luận kiếm, bắt bắt thế là buông xuống hộp kiếm, lẽ loi một mình hướng bàn trà đi đến. Bắt kiếm tiên cẩn thận. Trình hoán nhịn không được một tiếng thấp giọng hô. Không sao. Bắt bắt chỉ khoát tay chặn lại, đi tới trước bàn, phát hiện chung quanh cũng không bất cứ dị thường nào. Tương phản, trước mặt từ tiểu thụ mới có dị thường, cái này giống như không phải thật sự người. Người muốn nói cái gì? Bắt bắt không sợ trời, không sợ đất, nhưng muốn ngồi xuống lúc, lại phát hiện từ tiểu thụ cũng không có lễ phép chuẩn bị cho nàng tốt cái ghế. Bàn trà đối diện, thanh niên sau khi đứng dậy, cao hơn bắt bắt một cái đầu. Hắn chậm ung dung chọn một cái mới cái chén, đổ một chiếc trà mới, đem chuyển tới. Bắt bắt đưa tay muốn tiếp. Thanh niên dùng sức đem chén trà vừa hắt. Hoa, một cái, bên trong trà nóng liền toàn dội tại không có chút nào phòng bị bắt bắt trên mặt, màu nâu đậm nước trà, thậm chí còn đổ kiếm tiên này áo bào trắng một thân. Bắt bắt ngây ngẩn cả người, hai mắt đột nhiên tròn vo. Nàng hai tay duỗi giữa không trung nàng thậm chí đưa ra hai tay tiếp trà, đây là cổ kiếm tu đối cổ kiếm tu tôn trọng. Nhưng nàng tiếp không đến trà, nàng chỉ nhận được làm cho người vỡ vụn rung động. Giờ khắc này, phía sau xem gặp một màn này trên trăm hồng y, bạch y, tâm đều mắt thấu bọn hắn muốn làm cái gì đều nhìn không thấy, lại đã vô pháp làm đến. Dù sao ở đây, trọn vẹn bên trên trăm người. Mà bên ngoài sân, còn có một số cái tức giấu lấy tuổi trẻ lũ tiểu gia hỏa. Trên miệng vách núi giờ phút này trầm mặt, đinh tai nhức óc. Ta muốn nói là... Bàn đối diện thanh niên đem trên tay cái chén bóp chặt lấy, ha ha vừa cười. Các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Hắn ánh mắt rốt cục có tiêu điểm, dừng lại tại bắc bắc còn chảy xuống nước trà hoa gương mặt bên trên bao quát ngươi. bắc bắc con mắt rung động thân thể mềm mại rung động toàn bộ người thậm chí linh hồn đều đang rung động nàng cúi đầu xuống thấy được thuần trắng bên trong có theo mây xanh văng trên vạt áo cái kia bắt mắt màu nâu trà nước động a à. nàng rốt cục không kéo được phát ra một tiếng thét tay khẽ vẫy phía sau hộp kiếm gào thét mà đến thức nhưng lúc này bàn trà đối diện thanh niên nhảy lên một cái thân hóa trận nhãn. Ra lệnh một tiếng phạm vi vài dặm, từ bạch y, hồng y vị trí núi vị trí, đến quan sát từ đằng xa hung hãn không sợ cờ hờ ít thí luyện giả, cùng gần chỗ vách đá miệng bắc bắc, thậm chí là vách núi phía dưới hắc thủy khe trên không. Đầy sao đại trận, phút chốc sáng lên, che lồng hết thảy. Cứu người! Bắc bắc con ngươi vừa để xuống, lớn tiếng la lên, phát giác không đúng mong muốn tránh đi công kích. Nàng thậm chí còn không có cầm tới duy nhất thuộc về nàng bạn thân hộp kiếm, cái kia hóa thành tàn ảnh tan biến giữa không trung từ tiểu thụ, đã ha ha cười ra cuối cùng một tiếng. Bạo. Ầm 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 ầm. Cái này thánh cung thí luyện đến cùng chuyện gì xảy ra, còn có để hay không cho người thí luyện rồi. Có người ở chỗ này phong thánh đã đủ không hợp thói thường, kết quả hiện tại xem ra, còn không chỉ một vị. Không, huynh đệ, ngươi nhìn lần này mây, nó giống như không giống kiếp vân, ngược lại cực kỳ giống. Mây hình nấm kiếp vân hay không ta mặc kệ, cây nấm hay không không quan trọng, ngươi liền nói chúng ta tại chu tước mạch lệch nam, đều có thể nhìn thấy thanh long mạch chiến đấu vết thích, đây cũng là thí luyện nội dung một vòng. Những người thí luyện cho tập thể tại trầm mặt rơi. Tiến vào tứ tượng bí cảnh được một khoảng thời gian rồi, chính thành thí luyện giả không lại áp chế mình tu vi cảnh giới, riêng phần mình lộ ra thần thông, đột phá lên tông sư. Trong đó yêu nghiệt nhất, còn có người tại chỗ tấn thăng trở thành vương tọa. Nhưng vương tọa đạo cảnh là tối đa, trảm đạo căn bản không có khả năng. Hai người này ở giữa, dù sao cách một cái ngộ đạo to lớn cánh cửa, cần đại lượng thời gian đi lắng động. Không phải sở hữu người đều là sầm kiều phu, sáng có cảm giác, chiều có thế trảm đạo. Ngay cả sầm kiều phu, nhìn như một lần là xong, kỳ thực vậy có nửa đời tích lũy ở trong đó. Những người thí luyện lớn bao nhiêu tuổi, bên trên không đến cái kia các loại cảnh giới. Mà vương tọa đạo cảnh, đừng nói là đi thánh kiếp bao trùng phương vị tham dự thí luyện rồi, nếu là bị thanh long mạch lần này bạo phá tác động đến đều không nhất định có thế sống sót mà đi ra ngoài không biết cái kia chút ngẫu nhiên truyền tống đến huyền vũ mạch thanh long mạch phụ cận những người thí luyện bây giờ là cảm tưởng gì có lẽ kim hoàng quảng trường bên trên cái kia từ cố sinh nói là đúng nhiễm Mính di chỉ muốn tại tứ tượng bí cảnh xuất thế chúng ta thí luyện giả đều là vật làm nền đại đạo chi tranh mới là chủ lưu huyền vũ mạch phương phương cách vị bọn ta không thể không chạy trước a hắn đang đuổi bọn ta, mau tới trợ giúp. Huyền Vũ Mạch, quân đại chù y. Người tới đây mau. Sầm Kiều Phu chó dại một cái, gặp người liền cắn, hắn mong muốn dùng thánh kiếp tai họa chúng ta. Với tư cách thánh kiếp bắt đầu phát, quân đại chù y, phương phương sớm bảo hộ không được huyền vũ kim thác cái này một trọng yếu trận nhãn. Cái kia từ trong cái khe không gian một khi bước ra, trực tiếp cường thế phong thánh sầm kiều phu, mở đầu liền vung vương nổ, căn bản vốn không phân rõ phải trái so sánh với mà nói, thánh thần điện đường phương, bất luận là ngao sinh phân thân, vẫn là bắt bắt, bất luận là phương phương, vẫn là ung đại chù y. Cơ hồ sở hữu người, cũng còn còn có tứ tượng bí cảnh chi tranh một ván, nên như hư không đảo như vậy tiến hành theo chất lượng triển khai địch ta kéo đẩy tiến công chi thế tâm tính. Dù sao lúc trước, thiên tổ thành viên toàn bộ tập kết qua, tại đạo điện chủ chảy vuốt tiếp theo đủ phân tích qua hư không đảo chiến cuộc. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Thiên tổ thành viên đánh trở tay không kịp bởi vì lần này, thánh nô không án kiểu cũ lộ ra bài. Oanh! Tay cầm bàn tiên phủ, đỉnh đầu bán thánh vị cách, bốn phương tám hướng đều là thánh kiếp lôi quan không ngừng đánh rớt sầm kiều phu, như mãn phu sông vào chỗ không người, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn mở đầu giao sông lớn, tiến vào cùng bạo hình thức về sau, thứ nhất búa liền bổ về phía huyền vũ kim thác. Huyền vũ kim thác nổ tung tiếng vang. Trên đó sáng lên phức tạp thiên cơ đạo văn sớm bố trí thiên cơ trận đem cái kia một bố lực lượng một nửa thôn vệ, một nửa tan mất, chuyển hóa làm tự thân năng lượng cất giữ, chờ đợi phản công thời gian. Đứng ở đỉnh tháp phương phương lại bị bàn tiên phủ một kích lực, đánh cho ném trời bay ngược, triệt để thất thủ trận. Hắn chỉ là thái hư, mà sầm kiều phu đang tại phong thánh. Thánh kiếp phía dưới, phàm là có người dám tiết lộ nửa điểm khí tức, nửa điểm linh nguyên, tuyệt đối phải bị thánh kiếp khóa chặt. Phương Phương chỉ là dáng dấp tăng lên một điểm, không có nghĩa là hắn gan vậy rất béo tốt. Hắn một điểm đều không nắm chắc tại mới vào thái hư không lâu, lại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị người khác thánh kiếp tác động đến, thuận thế độ qua mình thánh kiếp. Mặt khác, nhìn như mắt đỏ, kỳ thực tỉnh táo sầm kiều phu, thì bắt lấy cơ hội chiếm trước huyền vũ kim thác. Hắn cũng không nói gì, chỉ là cười lớn ngửa đầu nhìn trời, cầm trong tay bàn tiên phủ dơ lên cao cao. ầm ầm Kiếp lôi ánh sáng chớp tắt, đốt sáng lên một cái chớp mắt lờ mờ thiên địa. Nhưng gặp kim tháp đỉnh, lão tiều phu thông dong đứng vững, lưng tựa hoang dã sơn lâm, bố chỉ cửu thiên kiếp vân. Hắn chỉ là một giới nhỏ bé nhân loại, lưng eo đều có chút hơi khom. Giờ khắc này, khí thế của hắn tráng như thiên thần, đính thiên lập địa, phản phất thương khung đều có thể một búa trảm bổ mà mở. Kiếp đến. Sầm kiều phu cầm trong tay bàn tiên phủ, một búa vung lên. Phạm vi mấy vạn dặm, Hoang dã sơn lâm bị một kích này chém toàn bộ vỡ nát, cổ một vỡ ra, mặt đất sụp đổ tan ra. Cửu thiên kiếp vân như gặp đến khiêu khích, ầm vang bành trướng. Phương Phương đã rời xa thánh kiếp điểm trung tâm, trừng lớn mắt vành mắt bên trong, nho nhỏ trong mắt đang không ngừng chấn động. Cái kia từ thiên khung hạ từng đạo lôi quang, che mất huyền vũ kim tháp bên trên cái kia lấy búa chỉ trời lão tiều phu bóng dáng. Cái này một hình tượng, tại phương phương sâu trong linh hồn như là gợn sóng bình thường, một vòng lại một vòng phóng đại, phóng đại lại phóng đại. Âm 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 âm. Chỗ gần lôi âm, phương xa oanh minh, xen lẫn nhau đáp lời. Phương phương rõ ràng không có tiết lộ trên thân dù là nửa điểm linh nguyên khí tức. Giờ phút này, hắn như bị thánh kiếp tác động đến, trên cánh tay vừa to vừa dài màu đen đặt lông tơ đứng đấy mà lên. Một loại như giật điện rung rẩy cảm xúc, từ trong lòng hắn thản nhiên phát lên, lấy da đầu có chút rung lên thư thả rơi mà kết thúc. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Phương Phương chỉ tới kịp trầm thấp lẩm bẩm đọc lên một tiếng này. Bành. Huyền Vũ Kim Tháp Thiên Cơ trận đã gánh không được thánh kiếp lôi đình oanh kích, xúc kích lực lượng hoàn toàn vượt mức, cuối cùng nổ nát vụn rơi. Chó loại thiên cơ ánh sao giữa không trung vung ra, nên ra sầm kiều phu thu bú quay người, ngưng mắt xem đến nghiêm nghị khuôn mặt. Lôi điện trang trí lão đầu này. Tang thương là hắn hồng trần lịch duyệt. Cầm bú mở đường, một người đã đủ giữ quan ải hào khí, càng là vô tận tu đạo luyện linh người suốt đời chỗ cầu. Phanh phanh, phanh phanh. Phương phương tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy tự ý di thân, vô ý thức nghi người lóe lên. Bàn tiên phủ, hỗn độn sơ khai. Lão tiều phu nghiêm nghị vừa quát, một mặt ngân kích thánh kiếp, một mặt cầm búa chém ngang. Phủ quan xâm lược. Thiên địa diệu diệp bắt đầu ánh sáng. Không gian một phân thành hai. phúc Đã sớm tránh đi yếu hại cái cổ vị trí phương phương, chỉ mắt tối sầm lại, nơi ngực trái khôi giáp liền bị xé nứt, hắn há miệng liền phun ra máu tươi. Thương thần giáp tự chủ kích hoạt, đem đại bộ phận bàn tiên phủ đánh chém lực hấp thu. Phương phương lại như bị người cầm lên ném thi liê, bị cái này một búa lực trút được tại không gian sóng khí phía trên phanh phanh bắn lui. Phanh phanh phanh. Cho đến hắn đánh vào vài dặm có hơn trong núi lớn, đập nát nửa ngọn núi về sau, khí thế mới có chỗ yếu bớt. Cứu, mệnh phương phương gian nan tại thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện kêu cứu. Hắn vô ý thức mong muốn phóng thích linh nguyên làm dịu trên thân đau đớn, dù là chỉ là tạo ra một cái linh khí vòng bảo hộ, nhưng lại mạnh mẽ bóp cờ hờ, tết ý nghĩ thế này. Bàn tiên phủ đánh chém không nhất định sẽ làm cho mình tử vong. Nhưng phóng thích linh nguyên khí tức, bị thánh kiếp khóa chặt, mình tất nhiên cờ hờ, tết không tán thân nơi. Không cờ hờ, tết. Huyền vũ kim tháp phía trên, sầm kiều phu cảm ứng phương xa còn có sinh cơ, trong mắt hiện lên kinh hải. Cái này chiến bộ mới thủ tọa nhục thân không tầm thường a à? Không. Nên nói là thương thần giáp vẫn là quá mức cường đại. Nghe thủ tọa nói, hư không đảo bên trên đằng Sơn Hải nếu không có bị từ tiểu thụ treo đùa, lại bị Khương Bố Y bước đến cùng đường mạc lộ, tự giải mất khống chế tổ nguyên lực. Bán thánh Khương Bố Y, thậm chí không có khả năng như vậy tùy tiện đột phá thương thần giáp phòng ngự, đem đằng Sơn Hải tay xé mà cờ hờ kết. Sầm Kiều Phu thế là tạm thời buông xuống vị này tân nhiệm chiến bộ thủ tọa, quay đầu nhìn về phương xa sợ hãi lui nhanh uông đại chú y. Hắn nói nhảm đều không có nửa câu, trực tiếp dương lên trên tay búa nhỏ. Bàn tiên phủ, âm dương cắt sáng. Chuẩn xác một cái, kim quang lướt dọc. Sắc trời tại cái này một búa bên trong, quang ảnh tàn không, từ lờ mờ tiếng vô gian địa ngục chi đen. Cỏ. Ngươi đi làm hắn A, à, làm lão tử làm gì? Uông đại chú y toàn bộ người nóng nảy, cũng không dám trì hoãn. Bác môn. Hắn hai mắt bỗng nhiên đỏ thẫm, thấp bé thân thể mạnh mẽ phòng lớn, thân thể huyệt khiếu sáng lên tám chỗ sáng rực, như muốn tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, đoạt được một sợi sinh cơ. Cho ta ngăn trở. Quân đại chủ y trong lòng biết tránh né là vô dụng, ra sức một chủ y, đánh phía trước ngực. Hắn thậm chí nhìn không rõ lắm cái kia một búa ánh sáng muốn chém là trên người mình nơi nào, chỉ có thể bằng cảm giác kiệt lực phòng ngự ở trước người hết thảy yếu hại. Oanh, khủ quan, đánh vào bụi gai chi chùa y bên trên. Quân đại chùa y thân hình chỉ thể tại chỗ một sát, phanh cánh tay nổ tung, nổ tung máu chảy, thân hình bị oanh lui mấy chục trượng. Sầm kiều phu nếu vẫn thái hư, hắn là có thể ngăn cản một kích này. Nhưng người ta tại phong thánh A. Cái này một bố mang theo nhàn nhạc thánh lực, cùng thánh kiếp xét đánh hiệu quả, làm cho nửa điểm linh nguyên không dám ra, chỉ có thể lấy nhục thân lực mạnh mẽ tiếp một cái ôn đại chùa y, cảm nhận được không có thế rung chuyển ta sẽ cơ hờ kết. Tuyệt đối sẽ cơ hờ kết. Không thể đón thêm hắn công kích, nếu không, lão tử hôm nay thật muốn bàn giao tại cái này. Hung đại chủ y rút lui thân giảm bất lực về sau, quay đầu liền chạy. Hắn sau so phương phương loại này thanh niên có kinh nghiệm nhiều, mạng nhỏ vào đầu, cái gì tử thủ huyền vũ kim tháp nhiệm vụ, đều là hư. Qua đi trở về nhận lầm, đạo điện chủ tuyệt không hội quá nhiều trách cứ hắn cái này thái hư không tiếp nổi phong thánh sầm kiều phu công kích, bị dọa đến chạy trối cơ hờ kết là cái thái hư đều không tiếp nổi chó dại sầm kiều phu. Nhưng quay người lại thánh kiếp lôi âm đã ở bên tai nổ tung sầm kiều phu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh thân, lại một búa vào đầu bổ tới. Làm đại gia ngươi. Uông đại chùi y hoảng sợ mắng chửi, đỏ thẩm hai mắt ra vào một cổ ngoan kình, chỉ vừa nâng chùi y nhẹ cản, cắn chặt hàm răng tập tận toàn bộ lực lượng, thu đầu gối một đạp. suy. Bàn tiên phủ banh bổ xuống, mở bát môn uông đại chùi y cầm chùi y đón đỡ, bị oanh chùi y chui đều rạn nứt ra. Hắn trái phải hai tay xương vai, kết thoát nứt. Lần này, nếu không phải sớm mở bát môn, hắn ung đại chù y bây giờ mà có lẽ là hai tay không bảo đảm, thậm chí cực khả năng sẽ bị sầm kiều phu một bố muốn đi nửa người. Mà nên đón một bố thời điểm, ung đại chù y dùng công thay thủ, ra sức một cước quốc hướng, là sầm kiều phu cái cầm. Nhất hàm. Phòng ngự là không dùng. Quân địch chiến lực cao hơn chính mình, phòng ngự liền là chờ cờ hờ kết chỉ có một cước này đạp trúng, có thể mang đến cho mình một chút hy vọng sống. Bành Ẩn chứa bác môn cổ võ lực một cái nhất hàm, từ dưới lên trên, đi sau sau đến, lại kẹt lại sầm kiều phu lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, trùng điệp đạp trúng hắn cái cầm. Bành Một tiếng ôn đại chủ y rõ ràng trông thấy, sầm kiều phu đầu lâu bay ra ngoài. Tốt Trong lòng hắn vui mừng. Dục thể phàm thai, chỗ đó gánh vác được cổ võ bác môn một kích. Sầm Kiều Phu kinh thường. Hắn thật sự cho rằng, hắn tại phong thánh thời khắc bên trong, liền là vô địch thiên hạ. Lão tử mới là vô địch. Quân đại chủ y đạp bay Sầm Kiều Phu đầu lâu về sau, bay bỗng nghiêng người, hai bên vai hất lên, liền đem thoát nước xương bả vai vung về tại chỗ. Hắn vẫn như cũ không dám sử dụng linh nguyên. Nhưng với thân thể người nghiên cứu tinh thấu hắn mượn nhờ khai khiếu đâm huyệt ngắn mũi nghiền ép đi ra tiềm lực hóa thành năng lượng, rất nhanh tu khỏi hai tay thương thế không đầu sầm kiều phu, ổn định tại chỗ một sát. Đột nhiên, hắn cái kia phun trào ra máu cái cổ, toát ra một đạo xanh nhạt mầm. Lão gỗ như mới sinh, trảm gỗ là trảm ta. Trăm năm chém gỗ, sinh tử sao làm hại ta. Phiêu miếu thanh âm, tại thiên địa tứ phương quanh quẩn lên. Quanh một cái, sầm kiều phu trên cổ, vốn nên là đầu lâu vị trí, nhảy lên ra một gốc trùng thiên cổ một Dưới chân hắn bắn ra ung tùng rễ cây, có đâm vào hư không đại đạo, có đâm vào bên trong lòng đất, đang điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Bốn phía rạn nước mặt đất tại trong tiếng ầm ầm, càng là nhảy lên ra một gốc lại một gốc che trời lão gỗ. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, phạm vi vài dặm hoang dã ít cây nơi, hóa thành một tòa tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Hung đại chù y hoảng sợ. Hắn quên đi, mình là không dám động linh nguyên, nhưng sầm kiều phu là độ kiếp người bản thân, hắn không có cái này hạn chế. Nói cho cùng, người này cầm lấy lưỡi búa sau nhìn xem như cái điên cuồng đồ tể, nhưng cũng chỉ khắp nơi sử dụng bàn tiên phủ lực lượng. Trên thực tế, hắn là một cái thuần túy luyện linh sư. Một buổi trảm đạo, càng chính hướng về phía đã chứng minh hắn đối đạo tắc cảm ngộ, rốt cuộc có quá cao. ầm ầm Thánh kiếp lôi đình trút xuống, đánh vào tòa này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Sầm kiều phu thân hình biến mất. Một giây sau, chân trời xuất hiện lít nha lít nhít sầm kiều phu hóa thân, mỗi người bọn họ rơi vào khác nhau của một phía trên, từng cái cầm búa bổ xuống. Ba, ba, ba. Một búa lại một búa, rừng rậm nguyên thủy một cái chớp mắt liền bị sầm kiều phu trảm ánh sáng. Một màn này để cho người xem không hiểu. Chí ít ung đại chú y là như thế cảm thụ, hắn thậm chí cảm giác buồn cười. Trên đỉnh đầu hắn vậy có một cái hư ảo sầm kiều phu, cũng là một búa xuống tới, đem hắn xem như cây tại trảm. Nhưng cái kia phân hóa đi ra lực lượng quá yếu, Quân đại chủ y chỉ là dơ lên ra tay, liền đem cái kia phân thân đánh nát. Sầm kiều phu tại làm cái gì? Trong tình báo, tự hồ không có hắn một thức này giới thiệu. Quân đại chủ y không dám cười, rất nhanh cảm thấy không ổn. Lão tiều phu thiên tư quá mạnh. Trước kia người này cũng luôn là che giấu, thậm chí phong thấp tu vi lấy trảm đạo gặp người, căn bản không người gặp qua hắn toàn bộ thực lực. Có lẽ, cái này một hoang đường tiến hành bên trong, ẩn chứa thâm ý còn chưa kịp nhiều làm suy tư, ngàn vạn sầm kiều phu trảm xong cổ một, bay bổng về làm một thể. Trên tay hắn bàn tiên phủ lưỡi búa phía trên, thì là sáng lên một vòng hung lệ ánh sáng. Trảm chi cực, đạo quy nhất. Sầm kiều phu một búa dương lên, chưa tiếp xúc, cửu thiên đánh rớt thánh kiếp bị lưỡi búa phong mang cắt đứt, tả tại tứ phương. Sầm kiều phu một búa bổ xuống, thiên địa đạo tắc, rào rào nổ tung, một búa chi, càng là gắt gao khóa chặt tiếp giáp phía trước ung đại chù y. Cũng là cho đến lúc này. Vương đại chủ y hoàn toàn tỉnh ngộ vừa rồi cái này lão tiều phu ngàn vạn hóa thân trảm một chi nâng cũng không phải là không có ý nghĩa hắn đúng là tập kết lúc ấy tất cả trảm chi chân nghĩa quy về hiện nay mục kích hắn tại nam vực thâm sơn rừng già ngộ ra đến đạo không chỉ là nhân gian hồng trần đạo còn có nhất lực phá vạn pháp trảm chi đạo cờ hờ kết bàn tiên phủ vào đầu phách trảm mà đến thời điểm Vương đại chủ y tiếng lòng thở dài vẫn là tới Ngày đó tại Quế Gãy Thánh Sơn Thịnh Hội trông được đến cái kia một lá điêu vàng, chưa từng nghĩ mới chỉ chớp mắt, liền hạ xuống trên người mình. Vậy liền đến A. Ai sợ ai? Chó cùng rứt dậu, thỏ giận phản công. Cung đại chủ y toàn thân linh nguyên liền muốn tràn ra, lại không lo được sau đó thánh kiếp khóa chặt, chỉ có thể suy nghĩ tại hiện tại. Nhưng cũng là đồng thời, phương xa truyền đến một tiếng bay hô. Đại chủ y tiền bối rút lui trước. Một đạo khôi ngô bóng dáng từ viễn không phá đến, hung ác lực một cước va vào bên trong chiến trường, không nói lời gì đem uông đại chùa y bay đạp mà ra. Chiến bộ thủ tọa, phương phương. Phương phương trên thân thương thần giáp sáng lên màu đỏ thẩm phức tạp văn quang, hắn thân lôi cuốn lấy nồng đậm linh nguyên chấn động. Hắn đã không nhìn sinh tử. Hai tay của hắn cầm nắm hai lưỡi búa, đạp bay uông đại chủ y về sau, dừng búa trầm giọng, phản vẫy mà lên. Bá vương khai sơn. Oanh. Giữa không trung ba búa tiếp lưỡi đao, không gian ngang xoáy nổ tung, khí lưu như nước thủy triều lay động khuếch trương. Bàn tiên phủ tập trảm chi chân ý, một bố chém xuống, phương phương trên thân thương thần giáp ken két rạn nứt. Hắn hai lưỡi búa chỉ dằn co nửa hơi thời gian, ba vỡ vụn. Bàn tiên phủ hung hăng chém vào phương phương trên vai trái, thương thần giáp đen hồng văn quang, chớp mắt ảm đạm. suy. Một đạo tơ máu giữa không trung mở ra. Thương thần giáp sụp đổ, phương phương một phân thành hai. A. À bị đau tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng cửu thiên, miễn cưỡng bảo vệ một nửa người cùng đầu lâu phương phương, mặt đều nhăn thành một đoàn. Hắn là sợ nhất đau nhất cái kia người, tại chiến bộ huấn luyện lúc, lại luôn không trên một tiếng. Hắn là sợ cơ hờ tết nhất cái kia người, lại chẳng biết tại sao, nhìn thấy đại chủ y tiền bối sắp cơ hờ tết, máu nóng lên liền xông tới. Phương Phương cực kỳ hối hận. Hắn thề nếu như đảo ngược thời gian, tuyệt đối sẽ không lần nữa xông về phía trước. Đại chủ y tiền bối, rõ ràng chán ghét như vậy, miệng bên trong vĩnh viễn nhảy không ra một câu lời hữu ích, lời nói lạnh nhạt luôn luôn tại mỉa mai mình. Phương Phương chỗ đó nghe không hiểu a, à, đại chủ y tiền bối liền là trong mặt mà bắt hình dong, liền là từ đáy lòng chướng mắt mình bề ngoài, liền râu quai nón đều muốn ghét bỏ. Ta, làm sao ngốc như vậy? Nửa người phun máu, Linh Nguyên nhanh chóng ngừng thương thế, Phương Phương lại toàn thân không còn chút sức lực nào, tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, không có cơ hội. Hắn động Linh Nguyên lại nhiều ác chủ bài, đều không tiếp nổi sầm kiều phu thánh kiếp. Vừa nhấc mắt, quả nhiên, cửu thiên kiếp vân cảm ứng được có người luyện linh sư giúp đỡ độ kiếp, bắt đầu mở rộng. Thánh kiếp, khóa chặt vị này tân nhiệm chiến bộ thủ tọa, năm gần 16 siêu cấp thiên tài thái hư, phương phương. Cũng tốt, chí ít đại chủ y tiền bối có thể đi ra ngoài, ta hy sinh ô ô ô. Hắn khóc lên, là hữu dụng. Bị một cước đạp bay ra ngoài uông đại chủ y, cả cái đầu đều là trống không. Sống đến bây giờ, hắn sớm đã mất đi tuổi nhỏ nhiệt huyết, thậm chí từ đáy lòng lại không quên mình vì người giác ngộ. Có thể làm bao nhiêu, liền làm bao nhiêu. Có thể sống bao lâu, liền sống bao lâu. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, một ngày kia, mình sẽ bị một cái thanh niên lấy mạng đổi mạng, cứu lại. Xem ra hôm nay, lão hủ nhất định phải là một cái người xấu. Sầm kiều phu cầm búa bay lên nhìn xuống, nhìn thấy một màn này, thanh âm nhiều cảm khái. Đối với Phương Phương, hắn còn có một chút thưởng thức dù sao người ta tuổi nhỏ thành danh tương lai đều có thể cho nên dù là thân ở mặt đối lập sầm kiều phu không phải rất muốn trảm hắn lấy lớn bắt nạt nhỏ nhiều nhất một kích đây là song phương lập trường muốn cầu tất ra một kích mà phương phương có thế lấy thương thần giáp ngăn trở một kích trí mạng này tiếp tục đánh xuống sầm kiều phu mình đều cảm giác mặt mo không ánh sáng thế là hắn để mắt tới là không có tương lai ôn đại chù y chưa từng nghĩ cuối cùng phương phương lấy thân đền mạng, làm ra khiến người ngoài ý cùng đáng tiếc lựa chọn. Không quan trọng. Đại đạo chi tranh, tất phải thấy máu. Đối quân địch thương hại, sẽ chỉ làm mình đặt vào hiểm cảnh. Sầm kiều phu không còn quan tâm bị thánh kiếp khóa chặt chỉ còn một nửa người phương phương. Người trẻ tuổi này, cơ bản sống không nổi nữa. Hắn nhìn về phía bị đạp xa bay uông đại chù y. Uông đại chù y ngạc nhiên với mình còn có thể chạy ra sinh thiên, đã thu về linh nguyên khí tức bừng tỉnh về sau lại lâm vào lưỡng nan lựa chọn quay người trợ giúp trở về vậy đánh bất quá sầm kiều phu chỉ sẽ thêm giúp đỡ một cái mạng quay đầu liền đi một người trẻ tuổi vì mình cái này một đám xương già thậm chí có thế từ bỏ sinh mệnh mình quay đầu liền đi ngày sau làm người như thế nào a a a a quân đại chủ y ôm mình có gai đại chủ y phát ra dãy dụa mà thống khổ tiếng gào thét hắn vỗ tát chiến kênh. phương phương chiến vẫn thỉnh cầu trợ giúp. Làm xong đây hết thảy, quân đại chù y cũng không quay đầu, ra bên ngoài liền chạy. Kỳ thật thánh kiếp tác động đến phạm vi bên ngoài, sớm có một nhóm lớn hồng y, bạch y tụ tập. Chỉ là sầm kiều phu tìm đường sống trong chỗ cơ hờ kết, đã là liều mạng tại chiến. Tiến vào chiến trường người coi như lại nhiều, làm không được có thế tại thánh kiếp phía dưới siêu thoát, đều là cho không. Kỳ thật phương phương vậy nhìn thấy, cũng biết cái này chút. Hắn vậy có thể hiểu được quân đại Chùa y từ bỏ cứu vớt mình, ra bên ngoài chạy trốn cách làm. Hắn cái tuổi này, đã biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Thế nhưng, hắn cái tuổi này, nói cho cùng, cũng chỉ là một cái còn vị thành niên, vẹn vẹn 16 thiếu niên. Không phải chỗ có tuổi trẻ lục bộ thủ tọa, đều giống như vũ linh tích bình thường thề sống cơ hờ, kết cầu tới, không sợ đau khổ bàn thạch chi tâm. ầm ầm Thánh kiếp hạ xuống thời điểm vị này tân nhiệm chiến bộ thủ tọa phương phương khóc đến nước mắt, nước mũi chảy ngang, râu quai nón bên trên đều dính đầy nước mũi dịch hắn nhắm mắt lại nửa người ngăn chặn không ngừng tại cuồng rung động vẫn còn có thế run rẩy lẩm bẩm nói đại chủ y tiền bối ngươi lựa chọn mới mới là đúng như thế nào đúng như thế nào sai không phải là đúng sai là ai đến định nghĩa sầm kiều phu nhìn qua ôn đại chủ y chạy trối cơ hờ kết trong mắt hiện lên một chút tức giận hắn biết ôn đại chủ y không ngừng chút thực lực ấy hắn thấy được không nghĩa vô sĩ vong ân phụ nghĩa chi đồ. Lôi quang đánh rớt lúc, cái kia ngưng tụ trảm chi chân ý bàn tiên phủ, cách xa xa khoảng cách, bị sầm kiều phu một cái ngửa ra sau tụ lực, hung ác lực ném ra. Oanh! Bay bố phá không, chém ra âm bạo, phát sau mà đến trước, chỉ một sát liền cái kia đuổi kịp chạy trốn đến tận đẩu tận đâu uông đại chù y. Cứu ta! Uông đại chù y một bên tại thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện gào thét, quán trách lâu như vậy thậm chí không có tới một cái có thể chịu được trọng trách người, một bên xoay người cuộn trên không, như linh cẩu bình thường giữ tận mắt xem hướng phía sau. Hắn không cách nào đem mình phía sau lưng giao cho như vậy tuyệt sát một kích. Nhưng cái kia lưỡi búa bốc lên hung quan bàn tiên phủ, không cho người ta nửa phần cơ hội. Một kích này thậm chí bao trùng linh nguyên, bám đuôi là thánh kiếp lôi quang, chém trúng tất nhiên mất mạng, không phải bác môn có thể chống được. Hô! Thế giới tự hồ chậm chạp một cái chớp mắt, quân đại chú y thật dài thở vào một hơi, tiếp theo toàn thân trên dưới sáng lên ánh sáng chói lọi. Súc sinh đạo. Hắn bạo hồng hai mắt lập tức sụp đổ tiếng lồi ra lông mày xương bên trong, toàn thân mọc ra màu nâu nhạt lông, bên ngoài thân càng nhiều một chút bất quy tắc màu nâu đen điểm lấm tấm. Hắn lỗ mũi và phần mép hướng phía trước nhô lên, vốn là hình người đầu lâu, giờ phút này nhìn qua càng giống là loại chó. Ung đại chù y, hóa thành một đầu nửa người hình linh cẩu. Ô! Cao bên trong mang theo trầm thấp hạt tròn cảm giác dị dạng gào âm thanh vừa ra vung đại chùa y thân trên nghiêng dưới, tứ chi tại không gian víu vào, hư không ầm vang vỡ vụn. Bàn tiên phủ từ đầu của hắn trảm xuyên mà qua, lại chỉ là chém vỡ một đạo tàn ảnh. Thánh kiếp hạ xuống trước đó, quân đại chùa y kịp thời nhào về phía chỉ còn nửa người phương phương, dài miệng vừa ngậm, cắn xuống phương phương, thuận thế chân sau phản không xé ra. Đầy trời lôi ban tung tóe nát. Cái kia vô cùng sắc bén móng vuốt, đem thánh kiếp lôi đình, đều xé thành vỡ nát. Cổ võ, lục đạo sầm kiều phu trong lòng rung lên. Quân đại chủ y như hội lục đạo, dù là chỉ là trong đó một trong, trước đây lại làm sao đến mức cần muốn chạy trốn. Ngay trước hắn sầm kiều phu mặt, đem thánh kiếp từng đạo xé mở cũng có thể. May mà ôn đại chủ y mở ra súc sinh đạo sau kích thứ nhất cũng không phải là giao cho mình, sầm kiều phu từ hắn vừa rồi bổ nhào về phía trước bên trong có thể nhìn ra được, ôn đại chủ y trạng thái cực kỳ không thích hợp. Hắn toàn thân khí huyết đang nhanh chóng thiêu đốt. Loại trạng thái này, khả năng bất quá hai ba mươi hơi thở thời gian về sau, cung đại chủ y liền phải bản thân chống đỡ không nổi, khí kiệt mà cờ hờ kết. Ô! Cắn xuống phương phương uông đại chủ y tự hồ đã mất đi đại bộ phận lý trí. Nhưng hắn cũng không có một ngụm đem miệng bên trong huyết nhục vật nuốt vào, ngược lại đem hất lên, quăng về phía không trung. Lại là bổ nhào về phía trước. Sầm kiều phu giật mình giờ phút này uông đại chủ y tốc độ, hắn đều có chút theo không kịp, vô ý thức quay người chặn lại. Oanh, cái kia hình người linh cẩu quả nhiên từ trong cái khe không gian nhào đi ra, xong rảo xé hướng về phía sầm Kiều Phu phần lưng, bờ mông cùng đùi, đem hộ thể linh nguyên đều phá tan thành từng mảnh. Xoẹt một cái, sầm Kiều Phu trên mông huyết nhục trực tiếp mơ hồ. Đau nhức đánh tới, sầm Kiều Phu liền trì hoãn cũng không dám, ánh mắt vừa giữ tận về sau, mượn nhờ phản xung lực, tạm thời vừa rút lui thân. Ô. Bên tai, không ngờ lại xuất hiện cái kia thê người tê minh thanh. Linh cẩu hình thái ôn đại chủ y tốc độ nhanh đến tại xé rách phương phương đỉnh đầu lại một thánh kiếp về sau, cấp tốc nhào đến sầm Kiều Phu bên người. Một thủ một công, hai không chậm trễ. Chó cơ hờ kết. Sầm Kiều Phu nổi giận. Đầu này chó giữ lại còn dám xông vào thánh kiếp chính trung tâm mong muốn xé nát mình, dạng này cho dù nó không phóng thích linh nguyên, cũng sẽ ở qua đi bị thánh kiếp khóa chặt. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ung đại chủ y như vậy suy nghĩ và hành động, Sầm Kiều Phu tự nhiên cũng không yếu hắn từ trong giới chỉ lại móc một búa, phản xoa hướng bên lưng đồng thời, một cước bay đạp mà ra. Bành! Cái này một búa, trực tiếp bị linh cẩu hình thái uông đại chùi y song trảo xiên đến vỡ nát. Ngay tiếp theo sầm kiều phu ngoan quất mà ra một cái đá ngang, cũng bị không để ý cơ hờ, kết sống nghiêng thân mà đến uông đại chùi y cắn một cái vào. Xoẹt! Xé rách âm thanh vang lên. Sầm kiều phu đùi phải, bị uông đại chùi y một ngụm giữa trời kéo đứt, huyết nhục ngang vẫy. Ngô! một kích này không thể bảo là không đau. Sầm Kiều Phu kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cũng không phải cái kia chút thể tu, chân gãy chi đau suýt nữa làm cho tinh thần hắn hoảng hốt, mất đi đối với cục diện chiến đấu ngắn ngủi khống chế. Nhưng chung quy là kinh nghiệm lão luyện, Sầm Kiều Phu cố đè xuống đau đớn, vẫy tay trước hạ mồi nhữ, lại thả sát chiêu. Bàn tiên trảm. Tê một tiếng rất nhỏ phá không tiếng vang. Cái này nửa điểm không có gây nên cơ hồ mất trí uông đại chú ý cảnh giác sầm kiều phu chân gãy thời điếm ném tại phương xa bàn tiên phủ chém ngược mà đến đem cái kia linh tổ hình thái ôn đại chù y chặn ngang chặt đứt gọn gàng mà linh hoạt ô huyết nhục bay loạn đứt ruột ngang trời một phân thành hai khổ sở lúc này mới đem cuồng bạo trạng thái ôn đại chù y kéo về thực tế thể bộ nắm giữ cổ võ truyền thừa xác thực quá ít hắn nghiên cứu nửa đời không trọn vẹn lục đạo cuối cùng bổ không ra hoàn toàn phiên bản mà không hoàn toàn bản cổ võ lục đạo, ai đều không thể khống chế, thần diệt tới đều không được. Dùng cái này tiến hành trước khi cơ hờ kết phản công, là có thế bổ nhào đại bộ phận quân địch, nhưng tuyệt cắn không cơ hờ kết như sầm kiều phu bực này mảnh nhân. Lại như vậy không trọn vẹn lục đạo, phóng ra đại giới cực kỳ thảm trọng. Súc sinh đạo, hóa thành linh cẩu, là có thế trên diện rộng tăng cường chiến lực, có thể càng đánh càng mất trí. Quân đại chủ y đỏ thẩm hai mắt lúc này xuất hiện một sợi lý trí ánh sáng nhạt về sau, có hối hận, có không cam lòng. Mở súc sinh đạo, liền không có đường rút lui. Hắn đang nghĩ, có lẽ hiện nay thể diện cơ hờ, tết đi, tốt qua cuối cùng nổi điên tàn phá bừa bãi, tiếp theo bị thánh cung người ngăn lại chém cơ hờ, tết. Liền là đáng tiếc. Quân đại chủ y nhìn về phía kinh ngạc nện ngã xuống đất, nửa ngày nói không nên lời một câu phương phương, nặng nề nhắm mắt lại. Chạy không thoát. Cũng không nên quay đầu. Cục diện này, ai có thể giải đâu thánh kiếp anh minh mà xuống, trái phải một phân thành hai phương phương, trên dưới chặn ngang bị trảm uông đại chù y, cùng nhau thành trong đó mục tiêu. Sầm kiều phu bị móc một mông, bị đoạn một chân, trạng thái tổn hao nhiều, đã không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể suy nghĩ tự thân thánh kiếp. Hắn ăn vào phục khu đan, cầm nắm bàn tiên phủ, đem mảnh liệt rót đến lôi đình một búa chém nát. Oanh! Oanh! Phụ cận nổ tung hai đạo dị hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó là bị thánh kiếp anh trúng phương phương cung đại chù y sầm kiều phu nhắm lại mắt cung đại chù y bỏ mình hắn không có nửa điểm cảm giác nhưng cái kia phương phương lúc này nghĩ đến cũng là để người bóp cổ tay thở dài nhiều hạt giống cốt a lôi quan tại mặt đất tung tóe nát sầm kiều phu thả ra linh niệm về sau lại là rung lên hắn nhìn thấy lại không phải tại lôi kiếp dưới bỏ mình lục bộ thủ tọa hai người mà là đem hai người hộ tại phía dưới một đạo thánh kiếp quang thuẫn a hư không thánh uy hạ xuống. Sầm Kiều Phu đột nhiên ngước mắt, thấy được cách đó không xa dựa vào hư không mà đứng, một thân chính khí vệ an. Thánh thủ vệ an. Thánh cung thánh thủ một mạch bán thánh, ra mặt che lại thánh thần điện đường lục bộ thủ tọa hai người. Sầm Kiều Phu lông mày cao cao bốc lên, quá mức ngoài ý muốn. Trên bầu trời thánh kiếp lại đi mở rộng, rõ ràng là cảm ứng được bán thánh vệ an khí tức. Lần này mức độ nguy hiểm kéo lên, giống như là có chất thuế biến. Đủ tựa đứng hư không vệ an thần sắc nghiêm nghị, đối với trước đây sự tình không đề cập tới một hai, đối với lấy sau đó phải phát sinh sự tình tỏ thái độ. Sầm kiều phu ngước mắt nhìn thoáng qua thánh kiếp, lại nhìn về phía đồng dạng tắm rửa tại thánh quan phía dưới vệ an, nghẹn ngào cười nói, cái gì gọi là đủ. Đủ rồi, liền là sự tình dừng ở đây, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng ngươi cũng nên dừng tay, chớ có lại mang đến không sợ hy sinh. Vệ an nói. Ha 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 ha, Sầm Kiều Phu nghe tiếng cười to, cầm búa trống rỗng dằn co, thái hư so thánh, khí thế không rơi hạ phong. Hắn khóe môi liệt lên, lắc đầu nói, bé con, ngươi thật hiểu cái gì gọi là đủ, cái gì gọi là không sợ hy sinh, sao? Vệ an biểu lộ không có một gợn sóng, không đến một lời. Vẹn vẹn từ niên kỷ luận, Sầm Kiều Phu xác thực không ngừng da da hắn bối phận. Lão hủ tại nơi đây phong thánh, nhưng cũng không thương tới vô tội càng không có lợi dụng thánh kiếp uy hế bờ được các ngươi thánh cung thí luyện giả một thành viên trong đó. Sầm kiều phu ngưng âm thanh. Đây là bởi vì, bản thánh sớm đem tất cả thí luyện giả dọn sạch rời hiện trường. Vệ an xem ra. Không, đây là bởi vì lão hữu biết, các ngươi sẽ đem thí luyện giả dọn sạch rời hiện trường, đem chiến trường giao cho các ngươi hợp tác đồng bạn, thánh thần điện đường. Sầm kiều phu cười nhạt, cái này, là các ngươi thánh cung mình sớm liền làm được lựa chọn, cho nên hiện tại, bị buộc như thế, chớ có chiều theo người khác. Vệ An hiếp hít mắt, không lên tiếng nữa. Sầm Kiều Phu lời nói nhìn như vô lý, kỳ thực nói trúng tim đen nói ra bản chất. ầm ầm âm, âm thanh bên trong, thánh kiếp xuống lần nữa. Nhưng lôi đình oanh không phá thánh thủ vệ an quanh người vần sáng, thậm chí oanh không ra phương phương, hung đại chủ y trên thân quan thuẫn. Sầm Kiều Phu mạnh mẽ chống đỡ một kiếp về sau, linh niệm phun trào, bao trùm toàn trường. Hắn thấy được thánh kiếp tác động đến phạm vi bên ngoài số lớn hồng y, bạch y, càng thấy được xa xa càng xa xôi rất nhiều những người thí luyện. Hắn vẫn lấy hết linh nguyên, giúp sức phun một cái, đem thanh âm thả hướng về phía toàn bộ tứ tượng bí cảnh. Thánh cung sớm liền hiểu, thánh thần điện đường muốn lợi dụng nhiễm bính di chỉ đối phó một chút người, ví dụ như lão hủ. Ở trong đó đại chiến, tất phải liên quan đến đại đạo chi tranh, thánh đạo chi tranh, cái này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến thánh cung thí luyện tiến trình. Nhưng các ngươi, vì sao còn không để ý thí luyện giả sinh tử, lựa chọn hợp tác đâu sầm kiều phu mở ra hai tay lạnh lẽo nói lão hữu cũng không biết thánh thần điện đường cùng các ngươi thánh cung đạt thành thỏa thuận gì nhưng đã các ngươi biết rõ đại chiến sắp đến còn dám đem thí luyện định tại tứ tượng bí cảnh chắc hẳn làm xong chu toàn chuẩn bị bây giờ ngươi vệ an nhưng lại tại lão hữu trước mặt ăn nói linh tinh chút cái gì vệ an trong mắt nhiều một chút bực bội sầm kiều phu không chỉ có không e sợ thanh âm lại dương đủ cái này vừa mới bắt đầu ngươi nói cho lão hủ đủ hắn ngắm nhìn bốn phía tốt cười nói lão hủ còn biết có chừng có mực chỉ phá cái kia thiên cơ trận không thương tổn ngươi thánh cung thí luyện người cùng vật một chút thậm chí không có một búa bổ ra ngươi cái kia cái gì thí luyện kim tháp như vậy trái lại bảo hộ thí luyện giả không cũng chính là ngươi cái này vệ bé con bổn phận là ngươi nên làm sự tình a à. nhưng bây giờ chính ngươi nhìn xem ngươi tại làm cái gì sầm kiều phu hùng hổ dọa người. Ngươi muốn cùng lão hủ phát họa, lão hủ lại tại có chừng có mực bên trong, ngươi phản vượt khuôn, nhúng tay thánh cung thí luyện bên ngoài công việc. Là ai đủ? Là ai nên thu tay lại? ầm ầm lôi quang, kèm âm thanh đánh rớt. Vệ an bị hận đến á khẩu không trả lời được, tại dưới thánh kiếp lại không chút sức mẻ. Sầm kiều phu ngược lại có chút chống đỡ không được chất biến thánh kiếp, hắn lại nuốt đang dược, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm vệ an hắn âm thanh khuếch trương hướng về phía toàn bộ tứ tượng bí cảnh. Sở hữu người, bao quát thí luyện giả cùng thí luyện quan, cùng chuẩn bị chiến đấu hồng y, bạch y các loại, toàn bộ nghe được bực này nội dung, không khỏi lâm vào trầm tư. Vệ an trầm mặt hồi lâu, liếc nhìn hai phân thành bốn phương phương, quân đại chù y, trầm giọng nói, chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ta lời ấy, cũng đều thỏa đáng. Tốt một cái, chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Sầm kiều phu đập chân cười to, cười xong nâng người lên thân thu về tất cả biểu lộ nhìn về phía cái kia tắm rửa tại trắng loãng dưới thánh quan dơ cao chính nghĩa cờ xí vệ an ngươi chỗ đứng độ cao vị trí vốn có hết thảy đâm vào như chúng ta như vậy thấp kém chuột hoàn toàn không mở mắt được như vậy là ai đến định nghĩa chuột chạy qua đường định nghĩa không phải là định nghĩa đen trắng đâu sầm kiều phu đưa tay ngăn tại mình mắt lão hữu thậm chí thấy không rõ ngươi khuôn mặt a à, ngươi như thế loá mắt vệ an trong lòng sinh giận chính muốn mở miệng, không ngờ sầm kiều phu vừa thấp về sau, thanh âm lại cao hơn. Nhưng ngươi lo lắng, đều là chính nghĩa. Nhưng ngươi thấy, đều là chính thực. Thánh cung nuôi dưỡng các ngươi đám này thánh nhân, nhưng cho các ngươi làm rõ sai trái năng lực. Sầm kiều phu một chỉ phương phương, vung đại chù y. Thánh thần điện đường không có bán thánh, cần ngươi tới cứu. Bọn hắn xin giúp đỡ lâu như vậy, tội gì chỉ có ngươi cái này có thể ngăn cản thánh kiếp thánh thủ vệ an. Có thế cứu vãn bọn hắn tại trong nước sôi lửa bỏng. Dùng điểm đầu óc đi, bé con. Sầm kiều phu châm chọc nói. Đạo không thương chơi ngươi, ngươi thậm chí còn không biết. Hôm nay ngươi có thể vì chính mình trong lòng giả nhân giả nghĩa chính nghĩa đứng ra cứu bọn hắn một mạng. Ngày mai, cái kia quỷ thần khó lường đạo điện chủ, liền có thể dùng mặt khác khoảng hơn trăm cái liền ngươi đều cảm giác chuyện đương nhiên mỹ lệ lấy cớ, kéo ngươi vào cuộc. Ngươi bây giờ có thế phát một lời khuyên lão hủ nói, đủ. Ngươi dám đại biểu toàn bộ thánh cung, nói một câu ngươi động tác này vậy, đủ, về sau cũng sẽ không trở thành đạo khung thương trên tay đao, đưa ngươi thánh cung hàng trăm hàng ngàn năm góp nhặt khí vận, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thánh kiếp banh minh, từ thiên đánh rớt, thể hồ rót vào tai. Tứ tượng bí cảnh bên trong, lờ mờ thiên, ngắn mũi sáng lên có một sát. Lệ thuộc vào thánh cung thí luyện quang, lệ thuộc vào thánh thần điện đường hồng y, bạch y, tất cả đều đã nhận ra tâm đang chấn động, suy nghĩ đang sôi trào bọn hắn không ngừng nói với chính mình, thánh nô sầm kiều phu lần này lời nói, chỉ là châm ngòi kế ly gián. Bọn hắn nhưng lại bắt đầu vụn trộn phản hỏi mình, vì sao thánh thần điện đường thật không có bán thánh ra mặt. Vừa rồi một trận đánh đến cuối cùng, xác thực thật sự là từ thánh cung vệ an đến kết thúc, mà ôn đại chủ y nửa ngày đều đợi không được thiên tổ bán thánh đến trợ giúp. Quỷ thần khó lường đạo không thương, hắn đang nghĩ, lại là cái gì? Vệ an không nói. Hắn kỳ thật mơ hồ vậy phát giác được, mình bị lợi dụng. Liền như thế trước quế gãy thánh sơn bên trên hắn nói với đạo khung thương cái kia lời nói một dạng, thánh cung thí luyện thánh cung, thánh thần điện đường đánh thánh thần điện đường, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nhìn đến năm gần 16 thái hư phương phương thật muốn cơ hờ kết bởi thánh kiếp phía dưới lúc, vệ an động lòng trắc ẩn. Hắn vẫn là xuất thủ, dùng mình lực lượng, che lại vị này tuyệt thế thiên tài. Cái này thậm chí không cấu thành bao lớn tiêu hao, chỉ là tiện tay mà thôi. Vệ An ẩn ẩn phát giác có chỗ không đúng, nhưng lại chưa phát giác cái này có cái gì. Cho đến giờ phút này Sầm Kiều Phu một phen làm rõ, hắn kinh dị phát hiện mình mắc câu rồi. Hắn đối đạo khung thương đưa ra, hy vọng hảo huyền, người ta còn đáp ứng. Hắn lại bản thân vi phạm vào cuộc, nhúng tay thánh thần điện đường cùng thánh nô ở giữa chiến tranh, hồn nhiên không hay biết. Đây chính là đạo khung thương. Sầm Kiều Phu nhìn qua cái kia sắc mặt nghi ngờ không thôi vệ bé con, thanh âm chậm hết thảy nhưng vẫn như cũ mang theo trào phúng. Thánh cung, chỉ là bồi dưỡng thánh nhân căn cứ, không lẫn vào thế tục không phải là chi tranh quy cũ này truyền thừa nhiều năm, tự có nó nói lý. Cho nên bé con, không cần tự cho là đúng. Ngươi liền người đều sống không rõ ràng đâu, đừng tưởng rằng tu vi cảnh giới lên tới thánh, liền cũng có thể là một chút cái kia thế tục Bồ Tát sống. Hiện tại, là ngươi vi phạm là ngươi đủ, nên thu tay lại, mà không phải lão hủ. Khoát tay chặn lại sầm kiều phu nhìn hướng phía dưới cái kia hai người cái này hai ngươi muốn lão hữu liền cho ngươi mang về các ngươi thánh cung thật tốt bồi dưỡng a lại muốn xuất thủ lẫn vào hiện tại chi cục lão hữu tạm thời là đánh bất quá ngươi nhưng không có thể bảo đảm các ngươi thánh cung thật vào cuộc về sau có thể hay không toàn thân trở ra sầm kiều phu ha ha cười một tiếng cũng không dò xét bán thánh vệ an một chút điểm hắn thấy quá rõ chỉ là không có lựa chọn nói thẳng ra cái kia cuối cùng một lời thôi Thánh Đô là cũng không muốn cùng Thánh Cung là địch, cho nên sẽ tại bất kỳ thời khắc nào đều thả qua Thánh Cung, để bọn hắn tùy thời thoát thân. Nhưng đạo không thương, một khi xoắn tới vệ an, tuyệt sẽ không dễ dàng thả qua. Vệ an không nói. Hắn không nói, từ trước tới giờ không mảnh nói chuyện với nhau, đến không muốn giải thích, cho tới bây giờ không lời nào để nói. Hắn quét phương phương, quân đại chùi y một chút, ngón tay có chút nhúc nhích một chút. Hắn lúc đầu muốn trực tiếp mang đi hai người, lúc này, lại từ trong đáy lòng không muốn lại cứu bọn hắn. Ba 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 Liền lúc này, chân trời vang lên mấy đạo thanh thúy tiếng vỗ tay. Ánh trăng vẫy xuống, tại thánh kiếp phía dưới, khoan thai từ không trung bước tới một cái áo khoác ngắn tay mỏng hồng y, ngực rộng trần bụng đẹp trai nam tử. Nguyệt cung ly hiếp hồ ly mắt cười, con mắt lại hẹp vừa dài, dáng tươi cười có thế say ngã ngàn vạn thiếu nữ. Hắn bên cạnh vỗ tay bên cạnh hiếu kỳ đi vào trong cuộc chiến, theo tiếng hỏi một chút. Lẫn lộn phải trái, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đây là thánh nô truyền thống sao? Các ngươi người đều tuyên quỷ biện, ngay cả chúng ta vệ an công tử, đều có thể cho nói đến như thế trầm mặt. Nguyệt Cung Ly Vệ an theo tiếng nhìn tới, thấy được cái kia ra sân tự mang lóa mắt quan hoàng nam nhân. Hắn gặp qua Nguyệt Cung Ly, còn không chỉ một mặt. Khi đó mọi người đều còn rất trẻ, Nguyệt Cung Ly thường xuyên vụng trộn chạy ra thánh đế bí cảnh, đi ra bên ngoài du ngoạn gặp có đại sự, tất thấy tung tích. Hắn luôn luôn ở phía trên, bất cứ lúc nào, vô cùng lóa mắt. Biết hắn người có rất nhiều, vệ an chỉ là trong đó một trong, thuộc về là tại phía dưới ngưỡng vọng bình thường dân chúng một trong. Nếu như không có thánh cung, nếu như không có bị thánh thủ một mạch chọn chúng. Có lẽ cuối cùng cả đời, hắn vệ an không cách nào đứng đến bây giờ bực này cục diện bên trên, nhìn thẳng nguyệt cung ly. Vệ an công tử. Hồ ly mắt nguyệt cung ly ý cười sầm sầm lít đi qua, cái này tự hồ, là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ân. Ừ. Vệ an ánh mắt hào không gận sóng, chỉ khẽ gật đầu, cũng không giải thích. Không không không. Nguyệt cung ly lại dao động lên đầu ngón tay, cười nói, có lẽ vệ an công tử quên ta, nhưng kỳ thật, cái này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Nguyệt cung ly đem thuộc về hồng y chấp đạo chúa tể áo bào đỏ đổi thành lãng khách áo tràng tùy ý khoác ở trên vai, lúc này mới trên mặt hồi ức nói. Ta nhớ được, kỳ thật tại các ngươi một lần kia thánh cung thí luyện thời điểm, chúng ta liền đã gặp mặt. Khi đó, các ngươi cũng là ở chỗ này, tại tứ tượng bí cảnh thí luyện, ngươi còn đoạt được huyền vũ kim tháp bản điểm số thứ nhất, ta tận mắt nhìn thấy. Nguyệt cung ly chỉ vào dưới chân, ha ha nói. Ngươi quên, nhưng là ta chưa quên, bởi vì lúc ấy vệ an công tử bại mà không giết nhẹ nhàng quân tử phong cách, hưởng dự đại giang Nam Bắc. Vệ an sững sờ. Hắn cẩn thận suy tư dưới, phát hiện cũng không nhớ rõ việc này hắn cái kia giới thánh cung thí luyện thí luyện giả đều quan tâm chăm sóc lấy thí luyện rồi chỗ đó hội chú ý một cái thánh đế thế gia trộn chạy ra truyền nhân lúc ấy vệ an thậm chí còn không biết có thánh đế thế gia loại vật này vệ an đối nguyệt cung ly ký ức toàn dừng lại tại tiến vào thánh cung về sau tại các loại tranh tài bán thánh tộc hội cao đẳng bí cảnh thí luyện các loại gặp qua phong quan vô hạn thánh đế truyền nhân phía trên toàn bộ là ngưỡng vọng chưa hề có bình đẳng nguyệt cung ly híp mắt giọng điệu mang theo thổn thức, tiếp tục nói. Ngươi nhất định cũng không biết, năm đó ngươi mới bộc lộ tài năng lúc, ta liền thấy ngươi vô hạn tiềm lực, mặc dù khi đó ta cũng chỉ là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Vậy có lẽ bây giờ nói, có nhất định mã hậu pháo hiềm nghi. Nhưng lúc đó tứ tượng bí cảnh các ngươi thí luyện tiến hành đến một nửa, ta liền chạy đi thánh cung, cùng các ngươi thánh thủ một mạch các tiền bối nói một câu nói. Lời gì? Vệ an rất cốt sung làm lắng nghe người nhân vật, tích chữ như vàng. Ta nói, gia hỏa này là đáng quý thủ hộ thuộc tính, nếu như các ngươi chướng mắt, có thể nhường cho bọn ta hàng cung đế cảnh. Nguyệt cung ly giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ, bọn hắn thật đúng là mắt sáng biết châu A. Vệ an thậm chí không cách nào chỉ từ biểu lộ nhìn ra Nguyệt cung ly đến cùng là tại nói đùa, hay là tại trần thuộc một kiện tồn tại qua sự thật. Nhưng người này nói bóng gió, hắn ước chừng là đã hiểu. Đa tạ. Vệ an sắc mặt lạnh nhạt nói một câu tạ. Khác, nhưng tuyệt đối đừng. Nguyệt Cung Ly vội vàng khoát tay, giật nảy mình giải thích nói. Ta nói cái này chút, cũng không phải muốn cho ngươi nhận ta tình. Chính ngươi không cố gắng lời nói, thánh thủ một mạch có thể chướng mắt ngươi, ta cũng sẽ không nhiều nói một câu như vậy. Năm đó ta còn nhỏ, vẫn là trộm chạy ra, ai đều ghét bỏ ta. Ta chuyên môn chạy tới thánh cung nhiều nói nhảm, nhưng thật ra là muốn lợi dụng thánh cung nghịch phản tâm lý, đem ưu tú ngươi từ bọn hắn trúng tuyển trên danh sách đào thải rơi, tiếp xuống, Nguyệt Cung Ly hắt một tiếng, khoa tay múa chân nói. Tiếp xuống ta liền có thể lấy bên thứ ba thân phận, tham gia ngươi cùng thánh cung ở giữa vỡ tan tình cảm bên trong, tại ngươi cần có nhất ấm áp thời điểm cho ngươi muôn vàng quan tâm, mọi loại yêu thương, cuối cùng để ngươi cam tâm tình nguyện bị ta. Ách, quẹo vào hàng cung đế cảnh. Nói đến đây, hắn lại, sách, xuống, che mặt thở dài, thật sự là đáng tiếc a à, thánh cung không phải mù lòa, quá khinh người. Vệ an lại một lần nữa sửng sốt. Nguyệt Cung Ly nói đến đạo lý rõ ràng, liền chỗ chi tiết đều như thế hoàn thiện, phản phất cái này thật sự là một chuyện vô cùng xác thực tồn tại qua sự tình. Nhưng việc này thật giả, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, vệ an không thể nào hiểu được, vị này tân nhiệm hồng y chấp đạo chúa tể, vừa mới đăng tràng nói với tự mình nhiều như vậy, toan tính vì sao? Không ngừng vệ an, thánh kiếp tác động đến phạm vi bên ngoài trên trăm hồng y, bạch y, thậm chí là độ kiếp người sầm kiều phu bản thân, đều mộng rơi mất cái này người, vừa ra trận, đánh gãy tất cả tấu. Sầm kiều phu bản năng dự cảm được không ổn, lại không biết loại này không ổn căng tại nơi nào, tướng đến phương nào phát triển. Nhưng hắn nhận biết loại này tấu kẻ phá hoại, cũng bị loại người này làm qua. Cho nên dù là đối nguyệt cung ly mắt còn không rõ, hắn biết lúc này mình nên lên tiếng đánh gãy, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. ầm ầm Thánh kiếp trải qua khóa chặt bán thánh về sau, chất biến đến không cách nào nói nói kinh khủng tình trạng sầm kiều phu khổ không thể tả. Thủ hộ thuộc tính A. Cỡ nào khó được, vĩ đại dường nào thuộc tính. Nguyệt cung ly dừng lại về sau, là một cái khoa trương ôm ấp hư không động tác. Ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn chầm chầm vào vệ an, nói ra. Thánh kiếp, thậm chí banh không phá ngươi phòng ngự. Dù là ngươi bây giờ còn kéo lấy bốn cái vướng víu, còn thủ hộ lấy bọn hắn. Ách, đây là hai cái người, vẫn là bốn cái người tới. Không trọng yếu, cái này đều không trọng yếu. Nguyệt cung ly lít mắt sầm kiều phu, lắc đầu, nhìn chầm chầm vệ an, cảm khái ngàn vạn nói. Vệ an công tử, ngươi chẳng qua là tuân theo ngươi trong lòng chính nghĩa, đối với chúng ta đáng yêu phương phương tuyển thủ duỗi ra viện trợ tay. Thuận tiện lấy cứu được một đầu. Ách, một cái ôn đại chù y. Làm sao đến mức A? Tại hiện nay, tại thánh kiếp dưới đấy, tại một cái hắc ám thế lực người đứng thứ tư mồm mép dưới, ngươi, dao động ngươi bản tâm, ầm ầm. Thánh kiếp diệu dịp, vệ an trên mặt bị chiếu ra sáng tỏ ánh sáng. Sầm Kiều phu một búa chém nát lôi quang, thân hình bị oanh đến chìm xuống. Tâm hắn tùy theo vậy mãnh liệt trầm xuống, ánh mắt chấn động ngắm hướng về phía cái kia màu đỏ áo choàng hồ ly mắt nam tử. Gia hỏa này, nguyên lai, cái này mới là hắn mắt. Nguyệt cung ly tình cảm dạt vào, áo choàng đều sắp bị hắn sốt nổi động tác đánh rớt Đạo khung thương cái kia tao đạo điện chủ chỗ đó nhưng có thể chi phối được ngươi a ngươi chỉ là cứu được người, ngươi chỉ là ngăn trở hắc ám thế lực, ngươi chỉ là muốn thủ hộ một ít đồ vật. tại ngươi hoàn thành ngươi muốn phải hoàn thành sự tình về sau, tùy thời đều có thể bước ra sự tình bên ngoài. ngươi là bán thánh, là thánh cung thánh thủ vệ an. ngươi nói không, năm vực có mấy cái người dám nói không không? phúc Nguyệt Cung Ly đột nhiên nở nụ cười, tiếp theo ngượng ngùng nói: xin lỗi, không không nghe giống như là tại đánh rắm cái này không trọng yếu, trọng yếu là, ta ý tứ kia, vệ an công tử chắc hẳn có thế ý thức được, cái này đã đầy đủ. Vệ an ngạc nhiên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhảy vọt độ cao như vậy người, chỉ tư duy. Nguyệt cung ly thuận thế chỉ hướng bị lôi quan bao phủ sầm kiều phu, trong mắt nhiều một chút ghét bỏ. Chụp chạy qua đường, người người kêu đánh, vệ an công tử nói không tệ a à, các ngươi đám này thánh nô người chẳng phải đều là bộ dáng này. Từng cái chuyển vận thuần dựa vào một trương nát mồm mép, còn vọng tưởng dao động chúng ta về an công tử đạo tâm nguyệt cung ly cánh tay dài giữa trời vung lên kinh thường lên tiếng thánh kiếp cho ta bổ hắn ầm 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 thánh kiếp là từ trước tới giờ không từng gián đoạn qua cũng không nghe theo ai chi mệnh mà rơi cũng sẽ không vì ai mà dừng nguyệt cung ly lại chơi đến quên cả trời đất phản phất hắn vung tay lên thật có thể triệu hoáng lôi đình giống như phản phất hắn mới là khôi lôi hắn tạo nhất hắn chỉ là cái tên giả mạo một màn này rơi vào thánh kiếp trong ngoài trong mắt tất cả mọi người trầm mặt, như sấm bên tai vệ an khóe miệng hơi rút viết nhìn phía dưới mình bảo vệ hai người đột nhiên cũng liền không có cái gì cái gọi là thánh kiếp trung tâm sầm kiều phu mặt mo đen đến có thế nhỏ ra đến cái này nguyệt cung ly cái gì mù chặt loạn vung đao phát a à. từng câu tận không tại người bình thường có thể đề phòng con đường bên trên lại chém vào người gọi là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng không thể nghi ngờ hiệu quả là vô cùng tốt hắn vừa đến đã đem mình cho vệ an hạ tất cả nhãn dược toàn bộ xóa đi nếu nói trước đây sầm kiều phu chắc chắn mình một phen về sau thánh cung cho dù còn không có khả năng vì vậy mà cùng thánh thần điện đường có chỗ khúc mắt chí ít tứ tượng bí cảnh bên trong đạo khung thương quyết định không dùng đến vệ an hiện tại sầm kiều phu cảm giác thế cục lại loạn liền vệ an thật xuất thủ muốn nhắm vào mình sầm kiều phu đều cảm thấy rất có thể cái này nguyệt cung ly nhìn như không đứng đắn, kỳ thực thực chất bên trong tinh cực kỳ, xảo trá như cáo. Ha ha, trầm mặt a, à. Tất cả đều bị ta nói trúng đi. Cho nên ngươi không lời nào để nói, không cách nào phản bác. Ngươi tên hề này, dám trong tứ tượng bí cảnh phong thánh, mắt không quy củ không nói, còn nói khoác không biết ngượng nói thánh cung, đủ, ta xem là ngươi chán sống. Thánh kiếp bên ngoài, Nguyệt cung ly cái kia đáng ghét mỉa mai tiếng cười một câu tiếp một câu, lực sát thương vì không, vũ nhục tính kéo căng. Sầm Kiều Phu nghe được gọi là một cái lòng tràn đầy nóng nảy út, trong đầu bỗng nhiên liền lóe lên nào đó đầu con nhím. Hắn đối mặt đầu kia con nhím lúc, vậy có loại này hoang đường cùng cảm giác bất lực đây là một loại người. Đúng. Nguyệt Cung Ly chơi chán về sau, dừng lại phất tay triệu hoáng lôi đình, rốt cục nhớ ra rồi chính sự, không có ý tứ gãi gãi đầu nói. Vệ an công tử, kỳ thật ta tới chậm, là bởi vì biết nơi này sự tình, cho nên đi cùng cái kia tao đạo điện chủ cầm mấy cái thiên cơ trận bàn, ngươi nhất định sẽ không trách ta đến muộn a? Vệ An công tử, ta thật là không phải cố ý muốn ngươi ra mặt, ta là muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Vệ An trầm mặt, hắn lẳng lặng nhìn qua cái này hồ ly mắt nam nhân nói xong, từ tay áo trong miệng lật ra ba cái trận bàn, hắn phát hiện đối mặt một cái lắm lời thời điểm, mình gật đầu liên tục cùng tân đều là lãng phí. Nguyệt Cung Ly phối hợp liền bắt đầu ở nơi đó bóp một chút ai đều xem không hiểu, vậy không có bất kỳ cái gì linh nguyên chấn động, khả năng cùng thiên cơ thuật vậy không liên hệ chút nào, nhưng nhất định là hắn tự nhận là rất đẹp trai khí vân tay. Hắn đảo cổ tốt một hồi, từ đem thánh lực vụn trộn rót vào ba cái thiên cơ trận bàn, đem quăng về phía giữa không trung cùng mặt đất ba người, hét lớn một tiếng. Thiên cơ 36 thức, đại che đậy thuật. Ông Thiên cơ trận bàn hóa thành lưu quang, bắn về phía phương phương, vung đại chù y cùng vệ an Thánh kiếp kịch liệt trung lên Cường độ tự hồ có yếu bất dấu hiệu Lần nữa xét đánh lúc Lại không tiếp tục khóa chặt ba người này Ta, ta Sống Phương Phương chỉ còn một nửa đẫm máu thân thể Đầy mắt đều là không dám tin Khi hắn ngước mắt nhìn đến đỉnh đầu thật Đã không còn lôi kiếp Chỉ còn một mặt quan thuẫn đang thủ hộ mình thời điểm Vị này râu quai nón thiếu niên lệ nóng danh trồng Hắn coi là hồng y chấp đạo chúa tể tiền bối là tới chọc cười hắn coi là vị tiền bối này ưa thích biểu diễn, nhưng sớm đem thuộc hạ sinh tử quên lãng tại não bên ngoài. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, xoay chuyển tình thế, Nguyệt Cung Ly tiền bối đem mình cùng đại chù y tiền bối cứu vớt. Cứ như vậy ném một cái trận bàn công phu, hắn giải trừ thánh kiếp khóa chặt đây là thần tích. Vệ an vậy mộng một cái chớp mắt. Hắn vào sân thời điểm đã có chuẩn bị, biết được đợi đến sầm kiều phu thánh kiếp tiến vào cao trào lúc, mình thánh kiếp tất bị dẫn dắt, mình tất nhiên lại độ một lần có thể làm vì thánh thủ vệ an, hắn không có e ngại. Lại độ một lần thánh kiếp có thể cho phổ thông bán thánh trọng thương, thậm chí tử vong, thủ hộ thuộc tính vệ an không sợ cái này chút, nhiều nhất vết thương nhẹ, tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Nhưng Nguyệt Cung Ly cái này ném một cái trận bàn, liền có thể giải trừ thánh kiếp khóa chặt, vệ an lần đầu tiên nghe nói. Không, cũng không phải là lần thứ nhất. Một lẫm như có đề cập qua, hư không đảo lúc, đạo không thương xác thực thi triển qua cùng loại thủ đoạn cho nên. Nguyệt Cung Ly nhìn như không đứng đắn, hắn nói chuyện, tất cả đều là thật. Đại chủ y tiền bối. Không người chú ý nơi hẻo lánh, Phương Phương nuốt vào đang dược về sau, miễn cưỡng khôi phục một chút hành động lực, liền nhào về phía Uông Đại chủ y. Mở ra súc sinh đạo Uông Đại chủ y hóa thành nửa người nửa linh cẩu hình thái, hắn lục đạo cuối cùng không hoàn mỹ, lúc này bị trả một nửa về sau, dù là mất đi thánh kiếp khóa chặt, đã hấp hối. Ngay cả thần trí, đều là khi thì thanh tĩnh, khi thì nóng nảy. Ô! Hắn trong cổ phát ra linh cẩu gào minh, là thanh âm trầm thấp. Phương Phương ôm đại chủ y tiền bối nửa thân thể, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, Nguyệt Cung Ly tiền bối. Nguyệt Cung Ly thu liễm tất cả vui cười biểu lộ, lặng im nhìn về phía phía dưới, hắn trễ dừng hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. Xin lỗi, Phương Phương, ta bất lực. Đây là mạnh mẽ mở không trọn vẹn lục đạo tác dụng phụ, có thể khôi phục hay không tới, thậm chí về sau có thể hay không còn sống, đều xem hắn cá nhân tạo hóa ngươi phải biết, cũng không phải là ai cũng có thể lấy trở thành thần diệt. Thần diệt? Phương Phương nặng nề nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên biết vị kia giết phá Hồng Trần chiến quỷ quan tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, đây mới thực sự là đương thời cổ võ duy nhất người thừa kế. Nhưng đại chủ y tiền bối, cứ như vậy từ bỏ sao? Phương Phương nghĩ đến đại chủ y tiền bối cuối cùng xong về đến chuyện thứ nhất, không là công kích sầm Kiều Phu, mà là tại dưới thánh kiếp cứu trở về mình. Không cần ấy nấy Nguyệt Cung Ly lên tiếng. Hắn đương nhiên biết Phương Phương đang suy nghĩ cái gì, hắn thậm chí liền vệ an kế vặt đều mò được rõ ràng, hiện tại Đạm Mạc nói, ngươi cứu được hắn, hắn mới cứu ngươi, cho nên, ngươi cũng không thiếu hắn. Phương Phương lắc đầu, khóc không thành tiếng. 16 tuổi niên kỷ, cũng sẽ không để ý cứu người trình tự trước cùng về sau, trong mắt của hắn nhìn thấy tất cả đều là tốt đẹp. Phương Phương xóa sạch trâu quai nón bên trên bó lớn nước mũi, xoa tại đại chủ y tiền bối trên quần áo hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn phía vệ an tiền bối, nhìn phía vị này toàn thân tản ra chú cứu thế thánh huy thủ hộ giả. Tiền bối. Xin lỗi. Vệ an nhắm mắt, ta là thủ hộ giả, không phải người cứu vớt, có lẽ tẩn chiếu nhất mạch sẽ có biện pháp. Tẩn chiếu nhất mạch phản đồ liền là thánh nô người đứng thứ hai, bọn hắn có thế có cái biện pháp gì? Có cái thuốc độc biện pháp. Nguyệt Cung Ly ngắm phương phương một chút. Ngay trước một cái vị thành niên mặt, hắn là tuyệt sẽ không đem câu nói này nói ra miệng. Là, hy vọng xa vời, nhưng vĩnh viễn tồn tại. Nguyệt Cung Ly phụ họa một câu chân lý. Ân. Ân. Phương Phương trùng điệp gật đầu, khóc đến trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn lại lau một thanh nước mắt cùng nước mũi, móc ra đang dược không ngừng đút cho đại chù y tiền bối. Đạo Nguyên Đan, Phản Linh Đan, Vũ Thần Đan. Liền xích kim đan đều lấy ra. Cái gì cũng có, chính là không có phục khu đan cùng thần chi phù hộ cái này hai mang tính then chốt bảo mệnh vật phẩm thậm chí là tiểu phục khu đan đều không nguyệt cung ly đều nhìn không được khóe mắt run rẩy nói ngươi cũng chỉ có tông sư tiên thiên phẩm cấp đang dược phương phương ngẩng đầu lên thanh âm đều yếu đi một chút ta ta không có tiền nguyệt cung ly suýt nữa mất khống chế ngươi cái tân nhiệm chiến bộ thủ tọa ngươi không có tiền ngươi không có tiền cái kia khắp thiên hạ đều là kẻ nghèo hèn hơn nữa nhìn ngươi cái này mềm yếu tính tình, cũng không giống là sẽ đi ăn uống cá cược chơi gái người A. Ngươi linh tinh đâu? Nguyệt Cung Ly hỏi. Phương Phương dừng một chút, chần chờ, không có trả lời. Nói chuyện. Nguyệt Cung Ly tức giận vừa quát. Phương Phương hổ khu dọa khẽ run rẩy, trung thanh âm nói, Ngọc, Ngọc Kinh Thành, kỳ thật còn có rất nhiều như trước kia một dạng, không có cơm ăn cô, cô Nhi. Hắn nói không ra lời, phản phất cô Nhi là một kiện khó mà mở miệng sự tình. Vệ An sững sờ. Nguyệt Cung Ly sắc mặt cứng đờ. Vệ An nhìn về phía Nguyệt Cung Ly. Ba một cái, Nguyệt Cung Ly hung hăng cho mình một bàn tay. Hắn từ không trung chuẩn xác bay thấp rơi xuống phương phương bên người, móc ra một viên ánh vàng rực rỡ đang dược, nhét vào uông đại chùi y miệng bên trong. Cái này, đây là cái gì? Thần chi phù hộ. Vệ An rời đi. Tại Nguyệt Cung Ly khẩn thiết thỉnh cầu dưới, hắn cự tuyệt hai lần. Nhưng khi cái này ra mặt dày nam nhân không sợ người khác làm phiền tiến hành lần thứ ba thỉnh cầu, nhìn xem còn giống như có thứ tư, lần thứ năm thời điểm. Vệ An vẫn là mang đi thánh thần điện đường hai cái sau khi chiến đấu tàn người. Từ đó, thánh kiếp phạm vi bao trùm bên trong, chỉ còn lại hai người. Nguyệt cung ly liếc qua huyền vũ kim tháp, phát hiện chỉ phá thiên cơ trận, liên quan tới thánh cung thí luyện bản thân đồ vật, sầm kiều phu xác thực không có phá hư. Sầm lão tiền bối, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngài hẳn phải biết ta là ai a à. hắn truyền âm nói quanh một cái sầm kiều phu vội vàng không kịp chuẩn bị bị sét đánh tiếng vào sâu trong lòng đất suýt nữa không có thể chịu xuống cái này một đạo thánh kiếp hắn sau khi đứng dậy trái phải quét lượng một phen xác định vừa rồi truyền âm người thật chỉ có thể vì nguyệt cung ly về sau mộng lấy nói không nên lời ta là nguyệt cung ly tỷ ta là nguyệt cung nô ta anh rể là bác tôn am vậy chính là chúng ta thánh nô thủ tọa nói đến ta cũng coi là nửa cái thánh nô người đâu. Nguyệt Cung Ly ngồi sổng ở trên đỉnh núi, xa xa nhìn qua lão tiều phu độ kiếp, truyền âm nhiều một chút thân thiết, hoặc là nói thân mật. Sầm kiều phu triệt để mộng. Hắn đương nhiên biết được ở trong đó quan hệ phức tạp. Nhưng vệ an trước khi đi Nguyệt Cung Ly một bộ gương mặt, vệ an sau khi đi hắn lại là một bộ gương mặt, cái này là vì sao? Thật. Vẫn là giả. Sầm kiều phu căn bản không tin, trong lòng nhiều một chút đề phòng. Nguyệt cung ly hai tay chống trầm giống như thật chỉ là đối độ kiếp cảm thấy hứng thú nghiêm túc đang quan sát bí mật lần nữa truyền âm lão tiền bối nơi này chỉ có ngươi ta bựa lão đạo không tại ta truyền âm càng không khả năng có người đoạn nghe ngươi không cần phải lo lắng kỳ thật đi ta anh rể nói với ta ngươi nhiệm vụ liền là phá hư thiên cơ trận các nơi trận nhãn không sai a à. sầm kiều phu nghe được chấn động trong lòng hắn đúng là mang theo nhiệm vụ đến không chỉ là phá hư các nơi trận nhãn, còn muốn nhờ độ kiếp bản thân, kiềm chế lại có thể kiềm chế lại rất nhiều người. Quân đại chù y, phương phương, chỉ là tiểu nhân vật. Độ thánh kiếp lúc, hắn là có thể kiềm chế lại bán thánh, lại không dừng một vị. Dựa vào cái này cơ hội, hắn đến một đường từ huyền vũ mạch giết tới nhiễm bính di chỉ đi, ngăn chặn có thể kéo lại sở hữu người. Hiện nay, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên động tác này duy nhất chỗ xấu, liền là thánh kiếp khóa chặt bán thánh càng nhiều, nó bản thân cường độ sẽ trở nên càng cao mạnh mẽ như sầm kiều phu cuối cùng vậy rất có thể tại độ kiếp nửa đường bị đánh cờ hờ kết nhưng hắn vẫn như cũ dám làm như thế liền là đã sớm chuẩn bị còn không chỉ là chuẩn bị tâm lý nguyệt cung ly một chút nhìn ra hắn nhiệm vụ một trong không khó khó được là sầm kiều phu lúc này thật nói không chính xác vị này đến cùng là tại làm càng rỡ vẫn là thật nội ứng bác công am không có thông báo ngươi một tiếng trên đỉnh núi nguyệt cung ly gặp lão tiều phu trầm mặt khe khẽ thở dài cũng được hắn chính là cái này nước tiểu tính hư không đảo hắn vậy không có thông báo từ tiểu thụ luôn luôn đem người làm vũ khí sử dụng ngươi đến cùng muốn nói cái gì dưới thánh kiếp sầm kiều phu mở miệng thanh âm hùng hồn trung khí mười phần cũng không phải là truyền âm mà là truyền hướng thấp nơi sầm kiều phu không tin hắn làm sao có thể bị cái này mặc hồ ly lừa dối liền nói rõ ngọn ngành khác a à, đều như vậy ngươi còn không tin ta Ta hiện tại thế nhưng là bốc lên lớn sơ suất phong hiểm tại cùng ngươi liên lạc, một tuyến liên lạc. Miệt Cung Ly không có chính diện đáp lại, chỉ tiếp tục truyền âm. Bựa lão đạo thiên cơ trận đồ ta xem, trận nhãn quá nhiều, ngươi phá hư không hết. Coi như ngươi có thế, ngươi vượt ra khỏi ta mong muốn. Tin tưởng ta, ngươi phá hư tốc độ, so ra kém hắn dựng lại tốc độ. Thánh kiếp vừa ra, ngươi chắc chắn phải cơ hờ kết. Sầm kiều phu bắt đầu di động. Hắn định lấy thánh kiếp, ngậm miệng không nói, từ huyền vũ mạch hướng thanh long mạch phương hướng cao tốc phi độn. Những nơi đi qua, lôi kiếp tàn phá bừa bãi. Hắn thậm chí không cần nhiều làm phá hư, chỉ ở một chỗ dừng lại thêm, nơi đó liền sẽ bị thánh kiếp chém thành một miệng. Có lúc là cả đỉnh núi đều bị oanh nát. Có lúc là đỉnh núi không theo, thiên cơ trận bị đánh đi ra, nổ thành đầy trời ánh sao. Chật chật. Nguyệt cung ly lắc đầu nhìn xem, một bên liếu lưỡi, một bên theo vào hắn cũng không sử dụng thánh lực đem tự thân khí tức ẩn tàng đến thấp nhất sầm kiều phu nhìn ra được hắn không muốn động thủ tự nhiên vậy không nguyện ý trêu chọc này một vị tới từ hàng cung đế cảnh bán thánh dù sao gia hỏa này người ở trước mắt mặc kệ nói là lời nói vẫn là đánh nhau hắn không có cách nào thoát thân đi làm sự tình khác mà có hắn phía trước phía sau những cái này hồng y bạch y chỉ có thể chờ đợi đợi ở phía sau kiềm chế đã bắt đầu Nguyệt Cung Ly cũng không để ý mình phải chăng bị kiềm chế, có lẽ hắn liền là thật muốn bị kiềm chế, hắn chỉ là theo chân, một đường cùng chim sẽ giống như khắp nơi ngồi sổn, một mực tại liếu riếu. Lão tiền bối, tin ta, thật. Ngươi làm như vậy, thánh kiếp vừa xong, bác Tôn Am đều cứu không được ngươi. Bựa lão đạo phải giết ngươi, bởi vì ngươi đứng ở bên ngoài, ngươi không cờ hờ, kết, đạo điện chủ quy danh liền hội tổn hao nhiều. Lần này bọn hắn thánh thần điện đường xuất động rất nhiều người, đến lúc đó bựa lão đạo có thế trực tiếp thu về ngươi bán thánh vị cách. Bọn hắn thánh thần điện đường, a à. Sầm kiều phu mắt biết tai ngơ. Tốc độ của hắn rất nhanh, đã nhanh muốn vượt ngang toàn bộ huyền vũ mạch, tiếp cận nhiễm bính di chỉ vị trí hắc thủy khe. Thánh kiếp phạm vi bao trùm bên ngoài, một mực có nhóm hồng y, bạch y tại xa xa treo. Mà một khi có thí luyện giả bị cuốn tiến thánh kiếp nơi bên trong, đỉnh đầu bọn họ liền sẽ thêm ra một đạo thần kỳ quan thuẫn. Quan thuẫn vừa hiện, người liền sẽ bị truyền tống đi, tiếp theo đến nơi khác đi tiến hành thí luyện, dù là hai tiểu đội đang tiến hành kịch liệt sinh tử đánh nhau. Tứ tượng bí cảnh, tiến vào một loại quỷ dị hài hòa nước giếng phạm vào nước sông, nhưng phân biệt rõ ràng. Sầm lão tiền bối, kỳ thật ta có một kế, có thể giải ngươi khẩn cấp. Nguyệt cung ly giống con báo săn tại truy đuổi lấy thánh kiếp. Giảng. Sầm Kiều Phu không sợ người khác làm phiền. Nguyệt cung ly thở dài, nhìn tình huống lão nhân này vẫn không chịu tin tưởng mình nhưng không sao, hắn truyền âm đem không chê vào đâu được kế hoạch nội dung nói đi qua. Sầm Kiều Phu dừng bước, xoay người qua, trong mắt có dị sắc. Chạy a, à, làm sao không chạy? Nguyệt Cung Ly cười, lúc này không phải truyền âm, thánh kiếp bên ngoài hồng y, bạch y đều nghe thấy được. Ngươi thật cực kỳ đáng ghét. Sầm Kiều Phu âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá chỉ là bị ta đoán trúng tâm tư, cái này không kéo được. Ngươi chuyến này tiến hành quá mức rõ ràng, ngươi nhiệm vụ, không phải liền là phá hư thiên cơ trận nhãn là lại có làm sao không phải lại có làm sao ngươi liền muốn ngăn chặn ta ngươi thành công ta cũng không phải vệ an xác thực không muốn lại độ một lần thánh kiếp nguyệt cung ly hiếp hiếp mắt dương mắt nhìn trời nhưng ngươi có thể kéo được bao lâu đâu thánh kiếp triệt để tiến vào cao trào sầm kiều phu tiếng đáp lại đều trở nên gian nan hành động càng thêm chậm chạp ngươi sắp cơ hờ tết vậy chỉ là còn không tự biết Nguyệt Cung Ly nhảy rời kịch liệt chấn động thánh kiếp bao trùm nơi, đứng ở một mảnh đầm lầy phía trên, khóe miệng ngậm lấy quỷ cười. Có lẽ ngươi dự định tại phong thánh về sau tiến hành trước khi cờ hờ kết phản công, làm cái kia chó cùng rứt dậu. Nhưng ngươi lại là làm sao biết, trên người của ta mang theo thiên cơ trận bàn, chỉ có ba cái đâu. Sầm kiều phu khẽ giật mình, động tác đều rõ ràng cứng đờ. Nguyệt Cung Ly tay chạm vào ống tay áo bên trong, lại chậm chạp không tiếp tục rút ra, cũng hoặc là lấy ra lại một cái thiên cơ trận bàn hắn chỉ là hiếp hắn hồ ly mắt, chậm rãi mà đối với độ kiếp lão tiều phu nói ra. Nếu như ta nói, tại ngươi sắp phong thánh thời điểm, ta đối với ngươi thi triển một cái đại che đậy thuật, đưa ngươi đánh về đến thái hư, ta lại ra tay với ngươi. Đến lúc đó, các hạ lại nên ứng đối ra sao đâu. Quế gãy thánh sơn. Thiên tổ tác chiến kênh tích tích không ngừng. Đạo không thương đâu vào đấy xử lý từng đạo tin tức. Hắn thủ hạ ám bộ thành viên, sớm đã truyền đến tứ tượng bí cảnh tình huống đặc biệt, nguyệt cung ly hư hư thực thực truyền âm sầm kiều phu nội dung không rõ nguyệt cung ly ngươi đối với người này thấy thế nào đạo khung thương quay đầu nhìn về bên hông lãng tử một viên ái thương sinh lời ít mà ý nhiều a à. ngươi ý tứ ta không nên dùng hắn này không phải ta ý chớ áp đặt thân xem chính ngươi ý nghĩ a à. đạo khung thương bật cười một tiếng không còn nói chuyện nhiều việc này mà là nhấn vang lên vượt không ở giữa thiên cơ máy truyền tin, trang nghiêm âm thanh truyền lời. Nguyệt Cung Ly, có người nói ngươi tối thông thánh nô. Tứ tượng bí cảnh Nguyệt Cung Ly, đột nhiên thân thể liền cương dưới, ngước mắt nhìn về phía trên dưới tứ phương. Hắn thậm chí đem thánh niệm tràn ra, thả hướng về phía trọn vẹn bốn mạch nơi. Hắn không có phát hiện dị thường. Không người, không thiên cơ tạo vật nhìn mình chầm chầm, đạo không thương khí tức vậy không tại nơi đây, đại đạo chi nhãn vậy không hội tụ mình người là ai đang trộn thả rắm chó Nguyệt Cung Ly trả lời tin tức giống như là đè ép nộ khí ta Đạo Khung Thương bình tĩnh nói ngươi ta đoán Đạo Khung Thương ngươi điên rồi đi tại cái này đoán mò mau nói ngươi có phải hay không sắp xếp thứ đồ gì tại ta phụ cận vẫn là nói trên tay của ta cái này thiên cơ máy truyền tin liền có vấn đề ngươi chờ ta hiện tại liền bóp nát nó nó có vấn đề ngươi sớm bóp nát nó nhưng ngươi trả lời, xác thực cực kỳ có vấn đề. Đạo không thương vô cùng đạm mạc, thẳng thắn, vẫn là dãy dụ một cái. Bựa lão đạo, ta đang dùng kế. Vậy ngươi nói một chút, ngươi dùng là cái gì kế? Ngươi hiểu kế sao ngươi, ta muốn nói với ngươi, nó còn gọi làm kế. Nguyệt cung ly kinh thường, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không phản bội thánh nô là được rồi. a à không phải, là thánh thần điện đường. Ha ha, nói sai. Quế gãy thánh sơn thánh hoàng điện bên trong đạo khung thương liếc qua nghe không được thông tin nội dung bị nhìn đến không hiểu ra sao cả ái thương sinh thân eo ngồi thẳng một chút sắc mặt hắn lạnh xuống nói sai vẫn là thuận miệng à, a bựa lão đạo ta cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi sẽ không nghiêm túc đi không thể nào không thể nào nguyệt cung ly đưa tin có khuếch đại ngạc nhiên ngươi tưởng thật ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi bây giờ là tại nói đùa đạo khung thương rất là nghiêm túc Ngươi đang cảnh cáo ta. Có thể hiểu như vậy. Lão đạo A ngươi triệt để làm bị thương tâm ta. Nguyệt cung ly thanh âm nhiều một điểm giọng nghẹn ngào, ta gia nhập thiên tổ, vì ngươi sử dụng, đồng ý hạ vị, đi theo làm tùy tùng, ta một mảnh lòng son giả sắc A mà ngươi bây giờ đang làm gì? Ngươi vậy mà tại hoài nghi ta. Nguyệt cung ly thanh âm cao vút lên, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đạo lý kia ngươi hiểu không? Đạo không thương đạo khung thương trầm mặt hồi lâu. Hắn đem máy truyền tin kéo xa, dùng thánh lực che đậy về sau, cười nhìn về phía ái thương sinh, trò chuyện trở về vừa rồi gián đoạn chủ đề. Hắn nói với ta, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, để cho ta không cần nghi ngờ hắn. Ái thương sinh vẫn như cũ nhìn xem chân trời, im ắng gật đầu, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đạo khung thương sắc mặt một lần nữa trở về nghiêm túc, kéo về máy truyền tin, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ ngươi bây giờ nói chuyện qua bựa lão đạo ta thế nhưng là nguyệt cung ly thao thao bất tuyệt bực tức còn chưa bắt đầu đạo không thương đánh gãy cười một tiếng a à. cười a à. máy truyền tin đối diện không có tiếng nói dừng một hơi về sau đạo không thương nhấn gãy mất thông tin rất nhanh không ra hắn đoán máy truyền tin bắt đầu chấn động mãnh liệt nguyệt cung ly một lần lại một lần nếm thử một lần nữa tiếp về liên lạc đạo khung thương làm như không thấy. Nguyệt Cung Ly rất nhanh tại thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện nổi điên. Đạo khung thương chỉ là đem hắn cấm ngôn, không ảnh hưởng đến những người khác hành động, liền không có nhiều làm để ý tới. Ái thương sinh quay đầu lại đến, cười một tiếng, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Không có cái gì, hắn gia cực kỳ, dọa một cái hắn. Liền cái này. Liền cái này. Vậy ngươi là dự định tiếp tục dùng hắn. Ái thương sinh vậy về tới vấn đề này bên trên, Ai cũng biết, Nguyệt Cung Ly thân phận rất là mẫn cảm. Nửa Nguyệt nửa bác. Đạo Khung thương cười mỉm, hắn chỗ đó để ý cái này chút. Chỉ muốn đại phương hướng là chính xác, quá trình như thế nào phát triển, người trung gian ở trong quá trình này mong muốn thu hoạch được cái gì, cuối cùng được đến cái gì. Cái này chút, đều không trọng yếu. Hắn vẫn là mượn Nguyệt Cung Ly câu nói kia với tư cách trả lời. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Ha ha! Ha ha! hắc hắc. Đã tới gần thanh long mạch phụ cận, Nguyệt Cung Ly còn tại thử nghiệm nghiên cứu mình tiếng cười, đến cùng có thể cho đạo khung thương làm cái cái tác dụng gì. Như là người khác, hắn liền cho rằng đây là một cái râu ri trò đồ quái đảng. Nhưng đối tượng là đạo khung thương lời nói. Nguyệt Cung Ly cao mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, lại bốn phía xác định không người nhìn mình chầm chầm về sau, rốt cục chắc chắn. Hắn thật có thể trông thấy ta. Ba một cái, hắn đem máy truyền tin trực tiếp vỡ nát lại chạm đến bên tai, tiếp xúc đến cái này thiên tổ tác chiến kênh lúc, suy nghĩ một chút, Nguyệt Cung Ly nhìn xuống xúc động. Số 3 trận nhãn, bắt bắt vào chỗ. Ta gặp được từ tiểu thụ, hắn đem ta. Ân, nổ bay ta không có thụ thương. Đây là một cái trò đùa quái đảng, từ tiểu thụ không có bất kỳ cái gì sử dụng đại quy mô nổ mạnh thánh võ, những người thí luyện chúng ta người kết trận đều che lại, hắn hiển nhiên vậy kiên kỵ lấy thánh cung tham gia. Từ tiểu thụ đã tiến vào hắc thủy khe, rất nhanh hội tiếp xúc đến nhiễm bính di chỉ xin chỉ thị thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện bắt bắt trần thuật hắc thủy khe bên ngoài phát sinh hết thảy nguyệt cung ly đã hiểu cái này thanh thúy thanh âm bên trong đè ép một chút tức giận hiển nhiên nàng bị trò đùa quái đảng bày một đạo ha 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 tiểu cô nương nói tỉ mỉ trò đùa quái đảng ta đối từ tiểu thụ cảm thấy rất hứng thú nguyệt cung ly tốt cười nói nhưng bắt bắt vẫn như cũ tự quyết định phản phất không có nghe được hắn yêu cầu Nguyệt Cung Ly lại thử mấy lần phát biểu, rốt cục ý thức được, mình bị cấm ngôn. Bựa lão đạo, đem ta mở ra. Ngươi có tin hay không ta hiện tại liền bóp nát thiên tổ tác chiến máy truyền tin, ta một tuyến hành động. Nguyệt Cung Ly tức hỗn hển. Số một trận nhãn, bắt bắt vào chỗ, ta đã tiến vào hắc thủy khe, tức sẽ tiến vào nhiễm bính di. Bắt bắt thanh âm ngừng lại, nhiều một điểm được vòng, a. À. Nguyệt Cung Ly tiền bối muốn một tuyến hành động. Mở ra. Nguyệt Cung Ly đổi giận thành vui, chỉ đùa một chút, tiểu cô nương, nhanh nói tỉ mỉ trò đùa quái đảng. Ách! Mau nói mau nói. Nguyệt Cung Ly, báo điểm, ngươi đến nơi nào? Đạo khung thương thanh âm tham gia. Nguyệt Cung Ly ngước mắt quét qua. Hắn đi theo sầm kiều phu, đã đi tới cái nào đó bên bờ vực. Nơi này tự hồ phát sinh qua nổ lớn, cả ngọn núi đều bị san bằng, bên dưới vách núi có hắc vụ, phía dưới còn có tiếng nước. Ta tại thanh long mạch A nơi này. Giống như liền là hắc thủy khe A. Nguyệt Cung Ly nói xong vừa chần chờ, trừng lớn mắt, chạm vào mình ống tay áo bên trong. Hắn móc ra một khối cao cỡ nửa người lệnh bài, phát hiện lệnh bài hơi nghiêng về phía trước lấy, chỗ hắn chỉ dẫn phương vị, thình lình lại là phía dưới hắc thủy khe. Nguyệt Cung Ly kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhiễm bính di chỉ, bắt bắt vào chỗ, Nguyệt Cung Ly tiền bối, không phải là không có mệnh lệnh không thể đến hắc thủy khe sao bắt bắt thanh âm hợp thời xuất hiện. Trong mơ hồ, thiên tổ tác chiến trong kênh nói chuyện, còn theo đạo khung thương một tiếng cười nhạt. Hắn không nói gì. Hắn lại cái gì mới nói. Nguyệt cung ly bị một tiếng này cười nhạt khí muốn cơ hờ, ếch, nhưng liếc qua bị lôi quan bao phủ sầm kiều phu, hắn ôn hòa nhã nhặn nói. Không tệ lắm, bắt bắt tiểu cô nương, ta khảo nghiệm một cái, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ba cái trảm thần lệnh chỉ dẫn lực ảnh hưởng. Như vậy, tiểu cô nương, ngươi nên đi ra tiếp bang ta hiện tại liền phải rời đi tứ tượng bí cảnh tạm thời thoát khỏi chỉ dẫn lực ảnh hưởng a à, bắt bắt thanh thúy thanh âm ngừng lại cũng không có trực tiếp từ nhiễm bính di chỉ đi ra đạo điện chủ ta nên làm như thế nào tiếp tục tiến lên hắn cục diện rối rắm có người cho hắn thu thập a à, nguyệt cung ly nghe xong yên lặng đem thiên tổ tác chiến kênh chuyên môn máy truyền tin giật xuống lỗ tai dùng thánh lực che đậy hắn đứng ở trên không bên trong lớn tiếng chửi mắng lên cái này bựa lão đạo, mắng sướng rồi về sau, lúc này mới nhảy lên ra tứ tượng bí cảnh. Hắc thủy khe. Tiến vào nước đen, hướng xuống ngàn trượng, tẩn nhân cảm giác mình đụng chạm đến một tầng mềm mại vô hình màng. Vượt qua tầng mô kia về sau, trước mắt quan cảnh biến ảo, hắn vào đến một tòa mờ nhạt cổ di tích bên trong. Đây là một tòa như là hư không đảo cự nhân quốc gia như vậy cự nhân di tích, rộng lớn vô biên, liền chân đạp lên mặt đất màu đen nước bãi thanh âm, đều có nhàn nhạc hồi âm dưới chân vị trí, nên là di tích cửa vào, bốn phía là cổ lão cự nhân vách tường họa, khắp nơi tán loạn lấy to lớn đá vụn, kết lấy thật dày rêu đen. Thánh lực, triệt để bị cấm. Trùng trắng nhỏ toát ra đầu. Mặt mặt quan sát bốn phía cảnh vật chung quanh, cảm ứng đến cái gọi là cấm pháp kết giới lực lượng, bỗng nhiên lên tiếng, có người. Tẩn nhân ngước mắt, cơ hồ là đồng thời nhìn về phía phía trước. Phía trước là một cái to lớn đường hành lang, đầu đường trên đá lớn ngồi một cái cùng rêu đen một cái nhan sắc quần áo dáng lùn lão đầu. Hắn chống một thanh khoát đao, đầu lâu buông xuống, sợi tóc tán loạn. Hắn phản phất hóa đá, trên thân đục không một chút khí tức. Nhưng làm tẩn nhân, mạc mạc, hàng gia ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, cái này áo đen lão đầu ngẩng đầu lên. diễm mính di chỉ nơi cửa, chỉ một thoáng sát ý rền vang. Chờ đã lâu. Ngươi, liền là từ tiểu thụ.